Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 586, mau thả ta xuống, sắp tè ra quần rồi. Tống Thư Hàng, chờ đã, Diệp sư tỷ có thể ký kết khế ước linh quỷ với người khác á? Ừm, đúng vậy, Sở Các chủ đáp, người đừng ngạc nhiên thế, chung quy thể chất của Diệp Tư bây giờ nghiêng về linh quỷ hơn mà. Tống Thư Hàng sợ hết hồn. Vấn đề này không phải lớn vừa đâu, nó có nghĩa là một ngày nào đó Diệp sư tỷ cũng sẽ ký kết khế ước với người khác như những linh quỷ khác ư. Nói vậy, nếu hắn tiếp tục yêu đương với Diệp sư tỷ mà đột nhiên một ngày nọ, Diệp sư tỷ ký kết khế ước linh quỷ với người khác thì hắn và cô phải làm sao đây? Mỗi lần hẹn hò đều bị một cái đèn điện sáng trưng cảm ứng từ xa thông qua, khế ước linh quỷ, sao? Nếu người ta là nữ thì còn may. Chứ nếu mà là nam, thế thì trong tương lai nếu hắn và Diệp sư tỷ kết thành đạo lữ song tu, người đàn ông ký kết khế ước linh quỷ với Diệp sư tỷ kia sẽ có cùng cảm nhận à? Đáng sợ quá đi mất. Không đúng không đúng, nếu Diệp sư tỷ trở thành đạo lữ song tu của hắn thì tuyệt đối không thể ký kết khế ước linh quỷ với người khác được. Cho dù đối phương là nữ cũng không được. Thế nhưng vấn đề ở đây là, khế ước linh quỷ có thể ký kết cưỡng chế đó. Nếu đối phương có thực lực cực mạnh thì hoàn toàn có thể bắt ép Diệp sư tỷ ký kết khế ước linh quỷ. Ngay cả khế ước giữa hắn Tống Thư Hàng hắn và linh quỷ cũng là hắn khuất phục linh quỷ xong rồi ký kết mà. Nói cách khác, mối tình đầu của hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị người ta bắt cóc đi ký kế khế ước sao? Đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng quá đi mà. Nếu vậy thì việc mang Diệp sư tỷ ra khỏi Bích Thủy Các là vô cùng nguy hiểm. Vì nỗi tuyệt vọng đáng sợ này, Tống Thư Hàng lập tức tỉnh lại từ trong cảnh mộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày 6 tháng 8, thứ ba. Tống Thư Hàng ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện ra mình vẫn đang nằm bò trên sàn của Vân Trung Các, vì tư thế nằm sấp không được tự nhiên nên cổ hắn hơi nhức mỏi. Mình ngủ bao lâu rồi? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Vì ở địa hạ thành trong thời quang thành một thời gian nên thời gian trong di động và đồng hồ của hắn đều sai lệch hết. Trong phòng Sở Các chủ cũng không có công cụ tính thời gian, nên hắn không biết đã qua bao lâu. Tống Thư Hàng nhìn Sở Các chủ và Diệp sư tỷ trên giường mà thở dài khe khẽ. Thể chất của Diệp sư tỷ là một phiền phức lớn đây. Linh quỷ bình thường có thể sẽ không khiến cho tu sĩ chú ý tới, thế nhưng Diệp sư tỷ lại cực kỳ đặc biệt, hơn nữa đã ở cảnh giới ngũ phẩm rồi, còn quý giá hơn linh quỷ cấp cao nhiều. Cho dù là tôn giả thất phẩm hay huyền thánh bát phẩm không có linh quỷ mà nhìn thấy Diệp sư tỷ thì cũng sẽ không nề hà gì mà cho cô một khế ước cưỡng chế, làm lễ vật đâu. Nếu không giải quyết vấn đề này thì hắn căn bản không dám đưa Diệp sư tỷ ra khỏi Bích Thủy Các. Chẳng lẽ hắn và mối tình đầu lại phải yêu xa à? Cười khổ một tiếng, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng rời khỏi Vân Trung Các. Xem ra Diệp sư tỷ và Sở Các chủ còn ngủ một hồi lâu nữa. Hắn cũng ngại đứng mãi ở đây nhìn hai vị mỹ nhân ngủ say. Thế bây giờ đi đâu tiếp đây nhỉ? Đúng rồi, tìm Lý Âm Trúc trước mới được. Sau khi vào Bích Thủy Các, vì hàn bệnh phát tác mà Lý Âm Trúc rơi vào trạng thái ngủ sâu, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Sau khi ra khỏi khối băng thì cô bé này cứ quyến luyến mình chẳng muốn rời xa một bước. Nếu cô tỉnh lại mà không thấy mình bên cạnh thì không biết có sợ hãi hay không. Cứ thế... Tống Thư Hàng mau chóng rời khỏi Vân Trung Các, xuống đến cửa ra vào. Ngay khi Tống Thư Hàng bước chân tới cửa vào Vân Trung Các thì đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có từng tòa tháp cột đá dựng đứng lên. Tống Thư Hàng. Từ từ, đây là hệ thống cảnh giới à? Tại sao hệ thống phòng ngự của Vân Trung Các lại bị kích hoạt? Hắn đi từ bên trong ra cơ mà. Chẳng lẽ hệ thống phòng ngự này khinh hắn không có hộ khẩu Vân Trung Các hay sao? Tống Thư Hàng mau chóng hạ quyết định. Dồn sức xuống chân, nhảy vọt ra sau. Nếu là hệ thống phòng ngự thì hắn nhảy lại vào Vân Trung Các chắc là không sao chứ nhỉ. Thế nhưng ngay khi Tống Thư Hàng nhảy vọt về phía sau thì đột nhiên có tấm lưới chụp xuống từ không trung, trùm kín hắn lại. Ngay sau đó từ tháp đá bắn ra hơn 10 sợi xích, trói Tống Thư Hàng thành hình chữ, đại, rồi treo lên cao ngay trước cửa vào Vân Trung Các. Tư thế bị treo này cực kỳ xấu hổ. Đừng thế mà. Tống Thư Hàng kêu lên rồi giãy giụa mấy cái theo bản năng. Nhưng chỉ dựa vào tu vi tu sĩ nhị phẩm của hắn thì làm sao có thể trốn thoát hệ thống phòng ngự mà Sở Các chủ tự tay bố trí đây. Hắn càng giãy thì xiềng xích trói hắn lại siết càng chặt hơn. Hắn đang bị trói thành chữ, đại, mà bị siết chặt, bây giờ sắp thành chữ, thổ, rồi, hai chân đã bị kéo thành chữ, nhất, rồi.
Nếu không phải nhờ thể chất của hắn tăng nhanh trong thời gian ngắn làm cho thân thể trở nên cực kỳ mềm dẻo, thì chữ nhất này đã có thể khiến hắn ngất lịm đi luôn. Đau 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 quá, chuột rút chân rồi. Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt, sợ các chủ, mau dậy đi. Là ta mà, ta không phải kẻ xâm nhập đâu, xin hãy mau thả ta xuống đi mà. Thế nhưng sợ các chủ đã ngủ say há có thể tỉnh dậy dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là, nơi này chính là cấm địa của Bích Thủy Các, bình thường nếu không có việc gì thì chẳng có đệ tử nào lại đi vào trong cấm địa này cả. Cho nên không một ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Tống Thư Hàng quẫn đến khôn cùng. Lúc này, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới làm cho Tống Thư Hàng rùng cả mình. Hai chân bị kéo thành chữ nhất tê quá đi. Không chỉ thế, Tống Thư Hàng cảm thấy bàng quang tưng tức mót tiểu. Cảm giác mót tiểu này rất thần kỳ. Lúc ngươi không để ý đến nó thì có thể nhịn rất lâu, thế nhưng khi ngươi bắt đầu để ý đến nó thì sẽ cảm thấy càng ngày càng mót tiểu, càng để ý thì càng không nhịn được. Sắc mặt hắn trắng bệch cả ra. Đúng là họa vô đơn chí. Cứu mạng, ai cũng được, mau cứu ta đi, Tống Thư Hàng gào xé cổ. Hắn không muốn diễn trích đoạn, vừa ra ngoài đã bị treo thành chữ, thổ, mà tè ra quần đâu. Sở các chủ mau dậy đi, Diệp sư tỷ mau dậy đi. Ai đến cũng được, mau thả ta xuống đi mà. Còn không mau thả ra xuống là ta tè ra trước cửa nhà bà nè, ta nói được thì làm được đó. Có ai không, có ai ở đây không? Chết tiệt, phòng ngủ của sở các chủ không có kết giới cách âm đấy chứ. Phù phù, Tống Thư Hàng kiệt sức, tiếng hô cũng yếu ớt dần đi. Hu hu, tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng hoàn toàn với thế giới tràn ngập ác ý này rồi. Không được, sắp tè ra quần rồi. Mau rời lực chú ý đi, mau nghĩ tới cái khác đi. Đúng rồi, trong tiểu thuyết võ hiệp hắn đọc trước kia, khi nhân vật chính uống say thì có thể dùng nội lực ép rượu ra mà. Vậy mình có thể ép nước tè ra không nhỉ? Có lẽ đây là ý kiến hay đó. Trong cơ thể mình bây giờ có mấy cái đan điền cơ mà. Mình bây giờ còn mạnh hơn đại hiệp trong tiểu thuyết nhiều, chắc chắn là có thể làm được. Có thể cái quần què. Tè mà còn phải ép à. Ép một phát tóe mẹ nó ra chứ còn gì. Không được, phải rời lực chú ý đi, phải rời lực chú ý đi. Đúng rồi, mình có thể thầm niệm tàng độ hồn kinh, niệm nhiều lần thì sẽ có thể lĩnh ngộ thuật siêu độ càng thêm sâu sắc. Thế là Tống Thư Hàng bắt đầu niệm tàng độ hồn kinh để rời lực chú ý. Hình như ăn thua thật. Thế thì niệm thêm mấy lượt nữa đi. Từ từ đã, rời lực chú ý là một cách rất tiêu cực. Hẳn là mình phải chủ động một tí. Mình có thể thử một chút xem có dùng bí pháp giám định để giám định xiềng xích này, coi có cách nào cởi nó ra không. Chung quy thì nhìn từ một góc độ nào đó, thuật giám định hữu dụng lắm đấy. Tuy bây giờ mình vẫn còn đeo bao tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách, nhưng chắc gì bao tay đã ngăn cản được thuật giám định. Thử một phát đi, cùng lắm thì phun máu thôi, hắn phun quen rồi. Giám định cho ta, Tống Thư Hàng hét lớn. Đáng tiếc là bí pháp không khởi động. Dù cách bao tay cũng vẫn có tỷ lệ xúc phát bí pháp rất nhỏ, thế nhưng tỷ lệ này đã nhỏ quá rồi. À, không được. Kích động lên một cái thì càng mót tiểu hơn. Hay là tè luôn đi. Dù sao ở đây cũng có ai thấy đâu. Không không không, không đúng. Ý chí kiên cường như thép của ta lại có thể đầu hàng dễ dàng như thế hay sao? Trong quyển, nhật ký tu hành của cao tăng khổ hạnh kia, cao tăng đã dùng ý chí kiên định để vượt qua cả kịch độc cơ mà. Chỉ là mót tiểu mà thôi, để đấy rồi ta vượt qua cho các người xem. Ngay khi Tống Thư Hàng muốn dùng ý chí cường đại của mình đã vượt qua giờ phút khó khăn thì đột nhiên, hắn cảm thấy từ chỗ xương sống của mình truyền tới một luồng mát lạnh thoải mái. Đó là cảm giác tê dại mà sung sướng khi cúi mình quá lâu rồi được vươn vai. Đồng thời, phù văn khế ước linh quỷ trong cơ thể hắn hơi hơi phát sáng. Linh quỷ xảy ra chuyện gì rồi? Vị đại năng mượn linh quỷ của Tống Thư Hàng đã dùng lực lượng cường đại để chặn cảm ứng giữa hắn và linh quỷ. Hắn không thể biết được linh quỷ của mình đang trải qua cái gì. Thế nhưng dựa vào liên hệ khế ước thì Tống Thư Hàng cũng đoán ra trạng thái của linh quỷ hiện tại. Linh quỷ đang tiến hóa. Linh quỷ của hắn vốn có cơ hội tiến hóa thành linh quỷ cấp cao, thế nhưng tỷ lệ kia rất thấp, nói không chừng đến cuối đời Tống Thư Hàng cũng không thể làm cho linh quỷ tiến hóa được. Mà lúc này đây linh quỷ của hắn đang tiến hóa lên cảnh giới linh quỷ cấp cao. Không, nói đúng ra là linh quỷ của hắn đã sắp tiến hóa xong rồi. Quá trình tiến hóa đã tiến vào giai đoạn kết thúc,
cho nên phù văn khế ước trong cơ thể hắn mới biến hóa như thế. Theo sự tiến hóa của linh quỷ, chân khí trong khí hải đan điền, long vĩ đan điền, long chảo đan điền trong cơ thể Tống Thư Hàng đều sục sôi tràn đầy. Trong khoảng thời gian này, Tống Thư Hàng lại dùng thêm mấy viên linh thú tinh, chân khí trong cơ thể đã sắp đến mức bão hòa. Bây giờ không cần Tống Thư Hàng cố ý khống chế, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu trùng kích đan điền thứ tư là long khu đan điền. Cảm giác vui sướng đê mê tràn ngập cả người Tống Thư Hàng. Không ổn rồi. Thân thể thoải mái thế này thì sẽ không nhịn được mất thôi. Tống Thư Hàng đỏ hoe cả mắt. Đáng sợ hơn là, vì chân khí trong cơ thể đang trùng kích long khu đan điền thì cả người Tống Thư Hàng đều bất giác chấn động lên. Thân thể chấn động làm cho xiềng xích siết càng chặt. Chương 587, Hải Vương bi thương. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi trạng thái của Tống Thư Hàng chớ trêu hết nói thì trên người hắn lại có gì đó bắt đầu quấy rối, chiếc túi thu nhỏ một tấc rung lên, sau đó một chiếc bao cổ tay màu trắng bạc bay vụt ra. Chiếc bao cổ tay màu trắng bạc này là thứ mà Hải Vương được đám chiến sĩ nhím biển thích nói lời thoại ngầu cung phụng rất muốn giành được. Lúc trước Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả và Toàn Phong Tôn Giả hợp lực cướp chiếc giáp tay ấy về, cuối cùng Diệt Phượng Công Tử lại ném nó cho Tống Thư Hàng. Chiếc giáp tay trắng bạc này rõ ràng là bảo bối, thế nhưng cũng là một mối phiền toái lớn. Bởi vì dường như Hải Vương có thể tiến hành huyết tế thông qua một tế đàn kỳ lạ, sau đó định vị được nó, xuyên qua cả hạn chế không gian. Mà bây giờ giáp tay trắng bạc bị một luồng lực dẫn dắt chạy ra khỏi túi thu nhỏ, chắc chắn là do Hải Vương kia lại mở tế đàn triệu hồi nó rồi. Không ổn, Tống Thư Hàng thầm hô trong lòng. Lần trước trong cuộc thi máy kéo có tay cầm, Hải Vương đã mở thẳng cửa không gian ra mà cướp chiếc giáp tay trắng bạc này. Lần này nó không định mở luôn một cái ngay trước mặt mình đấy chứ. Ầm 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 ầm. Giáp tay trắng bạc chấn động giữa hư không, có một luồng không gian chi lực đột ngột xuất hiện muốn túm lấy nó. Thế nhưng luồng không gian chi lực kia không thể xác định được chuẩn xác vị trí của giáp tay trắng bạc, cho nên cửa không gian vẫn chưa thể mở ra. Là Bích Thủy Các, phải biết cả Bích Thủy Các này đều là thực tại ảo của Sở Các Chủ. Dưới sự tác động của thực tại ảo, Hải Vương không thể mở cửa không gian ngay bên cạnh giáp tay trắng bạc được. Sau khoảng vài giây, luồng không gian chi lực giữa hư không kia bắt đầu chấn động. Hải Vương đã nóng ruột rồi. Cuối cùng nó định cưỡng chế mở cửa không gian. Dù sao thì giáp tay trắng bạc cũng đã ở ngay đây rồi, cùng lắm thì mở cửa không gian xong tìm thêm một tí là được. Vì thế, ở vị trí cách Tống Thư Hàng hơn 100 mét, một khe hở không gian từ từ hình thành. Nếu cánh cửa không gian này mà mở ra thì Tống Thư Hàng đang bị treo lơ lửng giữa không trung chắc chắn sẽ toi cơm. Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn xuất hiện ngay cạnh Tống Thư Hàng. Cánh tay trắng nõn ấy từ xa nắm nhẹ một cái về phía luồng không gian chi lực nọ. Không gian chi lực bị bóp nát, khe không gian đang mở dở biến mất tăm hơi, cửa không gian không thể mở được nữa. Không chỉ như thế, cánh tay trắng ngần kia còn cách không đánh một chưởng theo luồng không gian chi lực kia. Một chưởng này xuyên qua vô số không gian, đánh thẳng lên người Hải Vương. Tiếng kêu thảm thiết của Hải Vương vang vọng hư không, một chưởng ấy nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiếp người. Trộm gà không được còn mất cả thóc. Sở Tiền Bối, Tống Thư Hàng vui sướng hô lên, chủ nhân của cánh tay trắng ngần kia chính là Sở Các Chủ. Ngay sau đó, Sở Các Chủ dụi mắt, đi ra từ sau lưng Tống Thư Hàng. Toàn bộ Bích Thủy Các là kết giới của bà, có người dùng không gian chi lực định cưỡng chế xâm nhập đã gọi bà tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Sở Các Chủ không ngủ đủ thì sẽ nóng giận lúc rời giường, bèn dùng một chưởng dạy cho Hải Vương kia một bài học. Thư Hàng, chào buổi sáng, Sở Các Chủ lười biếng nói. Mái tóc dài đen mượt của Sở Các Chủ bay múa giữa không trung. Phải khi bà đang bay lơ lửng thế này thì Tống Thư Hàng mới nhìn rõ mái tóc ấy dài gấp 3 lần chiều cao cả người bà. Để tóc dài thế không thấy nặng sao? Từ từ, vấn đề cấp bách bây giờ không phải là cái này. Sở Tiền Bối, xin hãy mau thả ta xuống với, Tống Thư Hàng cắn răng mà nói. Sự nhẫn nại của con người có hạn, hắn sắp không tài nào mà nhịn được nữa rồi. Ủa, người bị treo ở đây hả? Sao gần đây cả đám đều thích treo người ở cửa phòng ta thế nhỉ? Sở Các Chủ lẩm bẩm nói rồi vung tay một cái, đám xiềng xích trói chặt Tống Thư Hàng mau chóng rụt về. Mà nó thèm treo mình ở cửa nhà bà ý. Tống Thư Hàng chửi thầm trong lòng, đồng thời rơi từ trên không xuống, lộn mèo một cú xinh đẹp rồi tiếp đất vững vàng.
Khi hắn rơi xuống đất thuận lợi thì long khu đan điền trong cơ thể cũng đồng thời bị xé toạc ra, đan điền thứ tư long khu đan điền sáng lập thành công. Thể chất của Tống Thư Hàng lại tăng thêm một ít nhưng tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều, nỗi đau đớn trên mi tâm chỉ có tăng mà không có giảm. Nếu không mau chóng tăng thể chất lên tới cảnh giới tam phẩm thì đau đớn trên mi tâm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Linh quỷ thăng cấp thành công rồi, Tống Thư Hàng ngầm hiểu trong lòng. Thông qua khế ước linh quỷ, hắn có thể cảm nhận được linh quỷ đã thăng cấp xong. Giờ đây linh quỷ đã trở thành linh quỷ cao cấp, có thể so sánh với tu sĩ cấp bậc thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, thậm chí còn có thể tu luyện pháp thuật quỷ đạo. Đúng là một tin tức đáng mừng. Thế nhưng việc quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó. Tống Thư Hàng cuống quýt la lên. Sở tiền bối, WC ở đâu? Cái chỗ ngũ cốc luân hồi ấy hả? Ngươi và cô bé Lý Âm Trúc kia quả là có duyên, Sở các chủ cười ha ha rồi búng ngón tay đánh tách một tiếng. Tách! Tống Thư Hàng bị truyền tống đi. Sau khi tiến bước Tống Thư Hàng, Sở các chủ khom lưng nhặt chiếc giáp tay trắng bạc kia lên rồi nói khẽ. Thánh kiếm chiến tranh bảo giáo, đáng tiếc là chỉ có một cái giáp tay. Nếu thu thập đủ bộ bảo giáp này thì nó chính là tiên khí cấp bậc kiếp tiên cửu phẩm. Từ thời thượng cổ Sở các chủ đã từng nghe nói tới, bộ bảo giáp này có tất cả 12 món, nếu thu đủ 12 món thì có thể phát hiện ra áo bí trường sinh ẩn chứa bên trong đó. Tuy rằng chỉ có một cái giáp tay, nhưng chỉ cần phối hợp với một vài tài liệu và vẽ trận pháp thì đã đủ để che giấu khí tức linh quỷ trên người Diệp Tư. Ngụy trang nó thành tu sĩ bình thường rồi, Sở các chủ lẩm bẩm nói. Sau đó bà lấy một cái lọ từ trong người mình rồi rót lên giáp tay trắng bạc. Chất lỏng màu lam biếc trong chai rót xuống chiếc giáp tay. Chất lỏng còn chưa tiếp xúc với giáp tay trắng bạc thì đã phát ra tiếng vang xèo xèo và bốc lên một cụm khói lớn. Đó chính là ấn ký mà Hải Vương dùng để định vị chiếc giáp tay trắng bạc này từ xa, cũng là con đường liên hệ giữa thánh kiếm chiến tranh bảo giáp và tế đàn dưới đáy biển. Mà bây giờ, chất lỏng màu lam biếc Sở các chủ rót xuống đã hòa tan hết ấn ký ấy. Từ nay về sau, Hải Vương có khởi động huyết tế cũng sẽ không thể nào cảm ứng được chiếc giáp tay trắng bạc này nữa. Làm xong những việc này, Sở các chủ lại để lại ấn ký của mình trên chiếc giáp tay trắng bạc, trên ấn ký này là một tọa độ không gian. Thông qua tọa độ này, Sở các chủ có thể xuất hiện ở bên cạnh giáp tay trắng bạc bất cứ lúc nào. Thế là ổn rồi đấy. Giờ thì chắc là Thư Hàng tiểu hữu cũng sắp về rồi. Sở các chủ lại búng ngón tay một cái. Tách! Tống Thư Hàng xuất hiện ngay trước mặt bà trong tư thế chạy bộ. Đi WC xong rồi chứ? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Các chủ, lúc người truyền tống ta về đây không xem xét trạng thái của ta trước à? Người không sợ tự nhiên người truyền tống ta về, ta tưới đầy mặt người hay sao hả? Sở các chủ. Trả ngươi cái giáp tay trắng bạc này. Tống Thư Hàng nhận lấy giáp tay rồi nói đầy cảm kích. Cảm ơn tiền bối. Lần này may mà có Sở các chủ, nếu không phải Tống Thư Hàng đang ở trong Bích Thủy Các, thì lúc mở cổng truyền tống để cướp lại chiếc giáp tay trắng bạc này, Hải Vương đã tiện tay xử đẹp luôn tên tu sĩ nhị phẩm con ngứa mắt là hắn rồi. Không cần khách khí, Sở các chủ cười tủm tỉm mà hỏi, ngươi muốn rời khỏi Bích Thủy Các đúng không? Đúng vậy tiền bối. Thứ nhất là ta đã hoàn thành ước định với Bạch Tiền Bối, thứ hai là vì linh quỷ của ta có chút vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Linh quỷ có vấn đề á? Sở các chủ hiếu kỳ hỏi. Linh quỷ của ta bị ta phái về địa cầu mấy hôm trước. Cách đây không lâu, nó đã bị người ta cưỡng chế mượn mất, Tống Thư Hàng cười khổ đáp. Bây giờ hắn phải về địa cầu tìm linh quỷ của mình. Thì ra là thế, nếu ngươi đã có việc cần làm thì ta cũng không giữ ngươi ở lâu nữa. Sở các chủ gật đầu rồi nói tiếp, đúng rồi, bệnh tình của cô bé Lý Âm Trúc mà ngươi đưa tới không lạc quan đâu. Bệnh tình của cô ấy lại nặng thêm sao? Tống Thư Hàng cau mày hỏi. Hắn cơ hồ đã bất lực với bệnh tình của Lý Âm Trúc, bây giờ hắn chỉ còn ký thác hy vọng vào, cấm địa, mà Lý Thiên Tố thăm dò trước khi hóa đạo, mong rằng ở trong đó có thứ gì chữa được bệnh cho Lý Âm Trúc mà thôi. Thế nhưng muốn vào, cấm địa, kia thì phải chờ xem lúc nào Bạch Tôn giả có thời gian rảnh mới được. Chứ với thực lực bây giờ, Tống Thư Hàng xông vào khác nào đi tìm đường chết. Tối đa là một năm nữa thì hàn khí trong người cô bé sẽ hóa thành sinh tử kiếp. Nếu độ qua thì nó còn sống thêm được vài năm, nếu không thể độ qua được thì thứ chờ đợi nó sẽ là đóng băng vĩnh viễn, Sở các chủ đáp. Một năm, Tống Thư Hàng cau mày. Thời gian một năm quá ngắn,
hắn căn bản không dám chắc có thể tìm ra cách chữa trị cho Lý Âm Trúc chỉ trong vòng một năm. Có lẽ cái người, bán tất cả mọi thứ, mà tứ tu tiền bối từng nhắc tới có cách chữa khỏi bệnh cho Lý Âm Trúc. Thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy tung tích của người đó, không biết thất tu tiền bối có thể tìm thấy hắn trong vòng một năm hay không. Hơn nữa, linh thạch cũng là một vấn đề lớn. Sở các chủ nhìn ra Tống Thư Hàng đang khổ não, sau một hồi suy nghĩ, bà nói. Nếu ngươi không dám chắc có thể tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho cô bé trong vòng một năm, thì ta có một cách có thể làm cho cô bé chống đỡ được hàn bệnh này trong khoảng 12 năm đấy. 12 năm, Tống Thư Hàng vui vẻ hẳn lên. Xin tiền bối chỉ cho. Cái giá không rẻ đâu nhé, sở các chủ cười bảo. Tống Thư Hàng, cần phải trả cái gì? Chỉ cần là thứ mà hắn có thể tìm được thì dù phải vay hắn cũng sẽ vay mà mang tới. Hắn thiếu nợ phụ thân của Lý Âm Trúc là đạo trưởng Lý Thiên Tố quá nhiều. Hơn nữa vì, nhập mộng, mà hắn và Lý Âm Trúc có duyên phận rất sâu. Thời Quang Thành, ngươi cũng đã từng trải nghiệm rồi đấy. Trong địa hạ thành ở thời Quang Thành, 12 ngày chỉ tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Chỉ cần để con bé vào sống trong thời Quang Thành một năm thì ở bên ngoài chính là 12 năm. Thế nhưng muốn duy trì sự vận động của thời Quang Thành thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh thạch. Tiền bối, có thể cho ta biết cần khoảng bao nhiêu linh thạch không? Tống Thư Hàng cắn răng nói. Đã đề cập đến khái niệm, thời gian, thì hắn có thể tưởng tượng ra số lượng linh thạch là một con số thiên văn rồi. Thế nhưng dù là bao nhiêu thì hắn cũng sẽ cố gắng nghĩ cách kiếm đủ. Sở các chủ chớp mắt rồi nói. Ta tạm thời không thiếu linh thạch, cho nên ta muốn ngươi trả ta bằng một thứ khác. Mời tiền bối cứ nói, Tống Thư Hàng đáp. Sở các chủ, chiếc giáp tay trắng bạc kia. Không vấn đề gì, Tống Thư Hàng lập tức đưa lại chiếc giáp tay trắng bạc cho sở các chủ. Hắn hào sảng đến mức khiến cho sở các chủ cũng phải thấy ngạc nhiên. Ta phải nhắc trước với ngươi là chiếc giáp tay trắng bạc này không phải đồ thường đâu. Nó vô cùng quý giá đến mức các tu sĩ cấp bậc huyền thánh bát phẩm cũng khao khát có được nó đó. Ngươi chắc là muốn dùng nó để giao dịch với ta ư? Sở các chủ cười hỏi. Ta biết là nó quý giá, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch tôn giả, Linh Điệp tôn giả và Toàn Phong tôn giả hợp sức lại mới cướp được chiếc giáp tay trắng bạc này từ tay Hải Vương cơ mà. Thế nhưng dùng giáp tay trắng bạc để đổi lấy 12 năm sống sót cho Lý Âm Trúc thì giao dịch này có lời rồi. Mặt khác, đối với Tống Thư Hàng mà nói thì chiếc giáp tay trắng bạc này ngoài quý giá ra còn là một nỗi phiền phức lớn. Ha ha, sở các chủ cất chiếc giáp tay trắng bạc đi rồi lại hỏi, lúc ngươi về địa cầu có định đưa Diệp Tư theo không? Ta rất muốn đưa cô ấy theo, thế nhưng ta sợ rằng mình không thể đưa cô ấy ra khỏi Bích Thủy Các, Tống Thư Hàng cười khổ mà rằng. Với thực lực của hắn bây giờ thì căn bản không thể nào bảo vệ được Diệp Sư Tỷ. Nếu đưa Diệp Sư Tỷ về địa cầu rồi xui xẻo gặp tôn giả, huyền thánh gì đó muốn cưỡng chế bắt cô ấy đi, thì Tống Thư Hàng biết đi đâu mà khóc đây. Một khi đã vậy thì để ta giải thích với Diệp Tư. Ngươi cứ yên tâm mà về địa cầu đi, sở các chủ nói rồi đưa cho Tống Thư Hàng một khối lệnh bài, đoạn bảo, ngươi mang theo thứ này về. Đây là lệnh bài thông hành của Bích Thủy Các, có nó thì ngươi có thể tìm đến Bích Thủy Các bất cứ lúc nào. Mặt khác nó còn có công năng, thiên lý truyền âm, bản tăng cường, nếu may mắn thì ngươi ở địa cầu cũng có thể liên hệ với Diệp Tư trong Bích Thủy Các đấy. Tống Thư Hàng cất chiếc lệnh bài thật cẩn thận. Cảm ơn các chủ. Xem ra mối tình đầu của hắn biến thành yêu xa thật rồi. Ở một phía khác, trong tòa lầu tiếp đãi khách nhân của Bích Thủy Các. Lý Âm Trúc co mình trên giường, rét run. Hàn bệnh của cô phát tác càng ngày càng không có quy luật, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này đây, cả căn phòng đều ngập trong khí lạnh. Chiếc chăn cô đang quấn trên người cũng đóng một lớp xương trắng. Kim đồng ngọc nữ dán đầy phù văn giữ ấm tăng cường trong phòng. Thế nhưng chỉ tối đa nửa canh giờ sau thì chúng đã bị hàn khí trên người Lý Âm Trúc phá hủy. Ngay cả chậu than cũng tắt trong thời gian rất ngắn. Lúc này, ý thức của Lý Âm Trúc đã dần dần mơ hồ. Cố gắng gượng mở hé đôi ngươi màu bạc, thi thoảng lại nhìn quanh, những mong kiếm tìm con người khiến cho mình an tâm kia. Thế nhưng suốt mấy ngày nay hắn không hề xuất hiện. Hàn khí dâng lên, Lý Âm Trúc dùng mình một cái rồi co tròn người lại. Lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Lý Âm Trúc nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Thế nhưng người bước vào vẫn là Kim Đồng Ngọc Nữ. Trong ánh mắt của Lý Âm Trúc khó nén nổi thất vọng. Kim Đồng mang theo phù văn tăng cường độ ấm, đổi phù văn đã bị hàn khí phá hủy đi.
Ngọc Nữ thì cầm một viên hỏa diễm châu tỏa ra khí nóng, đặt ở bên cạnh Lý Âm Trúc. Cảm ơn, Lý Âm Trúc nói bằng giọng run rẩy. Đừng khách khí, Kim Đồng Ngọc Nữ mỉm cười đáp. Đúng lúc này thì có một bóng người xuất hiện ngay trước cửa. Người ấy ngã trên đất đánh ầm một tiếng. Đó chính là Tống Thư Hàng vừa được Sở Các Chủ truyền tống tới đây. Chương 588, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh nhé nhé nhé. Kim Đồng Ngọc Nữ hành lễ với Tống Thư Hàng. Chào Tống Đạo Hữu. Chào buổi sáng, Tống Đạo Hữu. Tống Thư Hàng bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người rồi đáp lễ hai người. Chào buổi sáng hai vị đạo hữu, cảm ơn hai người đã giúp ta chăm sóc con, Âm Trúc. Ngoá nó sợ vãi, vì ảnh hưởng quá sâu bởi đạo trưởng Lý Thiên Tố trong, nhập mộng, mà suýt nữa Tống Thư Hàng đã phun ra hai chữ con gái. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhìn về phía Lý Âm Trúc đang cuộn mình rét run trên giường. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi lấy bảo đao bá toái ra. Trong con mắt nghi hoặc của Kim Đồng Ngọc Nữ, Tống Thư Hàng kích hoạt hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ, một phát hỏa diễm đao hóa thành luồng khí hình bán nguyệt chém thẳng về phía Lý Âm Trúc. Tống Đạo Hữu, ngươi làm gì thế? Kim Đồng Ngọc Nữ trừng lớn mắt mà nhìn, Tống Thư Hàng ra tay quá bất ngờ, bọn họ thậm chí còn không kịp ngăn cản hắn. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích. Không sao đâu, không sao đâu, ta đã khống chế hỏa diễm đao này thuần thục lắm rồi, muốn nó biến mất là nó biến mất ngay. Hơn nữa các ngươi cứ nhìn tiếp đi thì biết mà. Khi hắn đang nói chuyện thì Lý Âm Trúc trên giường đã bật dậy rồi lao thẳng về phía hỏa diễm đao. Sau đó cô bé há to miệng, tóc bạc bay tung, hai tay nhanh chóng kết vài đạo ấn. Cô bé hút mạnh một cái. Ngay sau đó, đao khí hỏa diễm đao khổng lồ bị Lý Âm Trúc hút vào miệng chẳng khác gì một sợi mì. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, đao khí hỏa diễm đao đã bị cô bé hấp thu không còn chút gì nữa. Lý Âm Trúc ở một cái, trên khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ. Sau khi nuốt hỏa diễm đao thì sắc mặt cô bé hồng hào lên nhiều, hàn khí trên người cũng bị áp chế. Đương nhiên, nuốt hỏa diễm đao chỉ là phương pháp trị ngọn mà không trị gốc. Nó chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hàn khí trong cơ thể cô để cô bớt đau đớn khổ sở mà thôi. Đây cũng là một pháp thuật nhỏ mà cha cô đạo trưởng Lý Thiên Tố khổ tâm nghiên cứu ra. Kim Đồng Ngọc Nữ ở bên cạnh trợn mắt ra nhìn đầy kinh ngạc. Còn muốn nữa không? Tống Thư Hàng hỏi Lý Âm Trúc. Lý Âm Trúc lắc đầu. Sau đó cô nhảy từ trên giường xuống, chạy lon ton về phía Tống Thư Hàng, rồi vươn đôi tay nhỏ ra nắm lấy góc áo hắn, động tác cực kỳ quen tay. Tống Thư Hàng ôm lấy cô. Ta đưa cô đi tìm Sở Sở trước, sau đó hai mình đến chỗ này hay lắm nhé. Lạnh quá, cho dù đã nuốt một phát hỏa diễm đao nhưng nhiệt độ cơ thể của Lý Âm Trúc vẫn rất thấp, nếu mùa hè mà ôm cô bé thì sẽ thoải mái lắm đây. Không đúng, không đúng, nếu hàn khí của cô mà phát tác thì mùa hè ôm cũng sẽ cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ấy. Lý Âm Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Tống Thư Hàng vẫy tay tạm biệt Kim Đồng và Ngọc Nữ. Sau đó hắn bế Lý Âm Trúc đến địa hạ thành của thời Quang Thành. Có lệnh bài mà Sở Các Chủ đưa, hắn có thể tự do đi lại ở khắp nơi trong Bích Thủy Các. Bích Thủy Các bây giờ cũng không hoàn toàn là thực tại ảo của Sở Các Chủ nữa. Ít nhất thì Vân Trung Các của Sở Các Chủ và thời Quang Thành đều là kiến trúc tồn tại chân thực được xây dựng ở thời kỳ sau. Ở một phía khác, Khốc Lão Nhân bị Sở Các Chủ ném bay vào một không gian truyền tống, không biết bị truyền tống tới phương trời nào. Khi hắn thoát khỏi trạng thái truyền tống thì phát hiện ra hình như mình bị nhét vào một thứ gì đó. Chật quá, cái gì thế nhi? Mình bị vị Sở Các Chủ kia truyền tống tới đây à? Khốc Lão Nhân thầm hỏi trong lòng. Hắn cảm thấy hình như mình bị nhồi vào đáy của sa mạc vậy, cả người không nhúc nhích được, trong lỗ mũi cũng bị cái gì đó lấp đầy. Hắn lập tức kiểm tra cơ thể của mình một lượt, may quá, không có vật lạ gì chui vào người cả. Có lẽ lúc Sở Các Chủ truyền tống hắn đi thì đã cho hắn một lớp bảo hộ. Sao mình cảm thấy tính tình vị Sở Các Chủ kia không được tốt lắm nhỉ? Chẳng phải trong bích họa miêu tả bà ấy là người hiền lành lương thiện hay sao? Thế này thì mình còn hy vọng gì với Thiên Khấp Bảo Điển nữa không đây? Trong lòng Khốc Lão Nhân vô cùng mất mát. Mà thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, tìm cách ra khỏi cái chỗ kỳ quái này rồi tính. Đã biết Bích Thủy Các ở nơi này rồi, chỉ cần mình kiên trì cố gắng với ý chí sắt đá thì cuối cùng sẽ có một ngày làm cho người ta cảm động thôi. Nghĩ tới đây, linh lực trong đan điền của Khốc Lão Nhân bùng nổ tràn đầy khắp 4 phương 8 hướng cơ thể hắn. Ở một khu rừng già phong cảnh tươi đẹp tại Hoa Hạ.
có một vài thanh niên rảnh rỗi sinh nông nổi băng rừng vượt núi tới nơi này. Gần đây có những thanh niên vừa mới sinh ra đã đứng ở vạch đích của nhân sinh nên dư thừa thời gian rảnh rỗi. Một thanh niên đầu chọc uống một ngụm nước rồi nói. Lần trước có một người anh em của tôi nói trên đỉnh quả núi trước mặt kia có một khối đá lớn, hình thù rất đẹp, có thể nói là kỳ thạch khó gặp trên đời đấy. Một thanh niên khác đeo ba lô trên lưng cười cười tiếp lời. Tôi cũng có nghe nói đến nó. Tôi còn nghe đâu thấy bảo mấy đoàn phim quay Tây Du Ký năm nay đều rất xem trọng khối đá ấy, nói không chừng họ sẽ lấy cảnh ở đỉnh núi đó để quay đoạn hầu vương xuất thế ấy chứ. Tôi phải tới đó xem tận mắt mới được, dù sao hôm nay cũng rảnh mà, mấy cô gái trẻ dáng thể thao nhìn rất hăng hái cũng nói. Thanh niên đầu chọc bảo. Thực ra thì mình đứng ở đây cũng có thể thấy lờ mờ khối đá ấy rồi. Tiểu tư, cậu qua đây, đứng chỗ tôi là thấy được đây này. Cô nàng dáng thể thao hăng hái ghé qua nhìn, quả nhiên khi đứng nhìn từ góc độ này thì có thể thấy một tảng đá lớn lờ mờ trên ngọn núi cách đó không xa, hình dạng đặc sắc vô cùng. Tiểu tư cười hì hì nói. Đẹp quá, mình cố leo lên đó rồi chụp ảnh cùng nó nhân lúc trời còn sáng sủa đi. Sau đó, vào đúng lúc đám thanh niên này còn đang nói cười thì đột nhiên phía xa truyền tới tiếng vang rền như sấm nổ. Tiếng vang rền kia đinh tai nhức óc như đang nổ mìn phá đá. Đám thanh niên cảm thấy mặt đất dưới chân mình cũng đang rung lên. À à à, tương đương nổ rồi. Tiểu tư hét lên. Động đất hay núi lở? Không phải động đất đâu, có khi là tên thất đức nào lén nổ mìn phá núi chăng? Không phải, tảng đá lạ đằng trước nổ kìa. Tiểu tư lại hét lên. Tảng đá kỳ lạ đẹp đẽ phía xa xa nổ tung. Đứng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sự tráng lệ khi nó phát nổ. Ngay sau đó, đám trai gái trẻ tuổi ấy nhìn thấy một cái bóng phát sáng từ trong tảng đá bay thẳng lên trời, vọt vào trong mây. Lúc cái bóng ấy phóng lên cao còn vẳng lại tiếng kêu, hu hu hu, kỳ quái. Ngoá ơi, hầu vương xuất thế. Ngộ không, là ngộ không đấy. Quay lại, mau quay lại đi. Làm bà sợ thọt tim, chết tiệt, xa quá quay không rõ. Chậm quá rồi, bay lên trời mất rồi, không quay được nữa. Mau mau qua đó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đó đi. Thế là đám thanh niên trai gái nọ mau chóng chạy tới nơi tảng đá lớn kia vừa nổ. Đây chính là hình ảnh, hầu vương xuất thế, hàng thật giá thật đó. Tuy rằng không biết thứ gì bay ở trong đó ra nhưng chắc chắn là kỳ tích đó. Nếu đăng hình lên mạng thì sẽ gây sốc ngay. Thế nhưng vì cách quá xa nên hình ảnh chụp được mờ mờ nhòe nhòe. Không biết nếu đăng lên mạng thì người ta có tưởng bọn họ đang bày trò không nữa. Mặc kệ, cứ đăng lên đã rồi tính sau. Chấm. Trên một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Cuối cùng cũng công đức viên mãn rồi, phủ chủ thất sinh phủ lấy cuốn sổ nhỏ ra, gạch mục, dạy thổ dân học chữ Hán, đi, rất chi là hài lòng. Qua mấy tháng dòng thì nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi. Hơn nữa, huyết thần toàn của thư hàng tiểu hữu cũng đã đổi xong, thời điểm trùng kích cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm tới rồi. Phủ chủ thất sinh phú cất sổ nhỏ đi rồi phóng mắt nhìn các thổ dân trên đảo. Đám thổ dân này ngốc thì có ngốc, thế nhưng ở cùng nhau lâu thì hắn cũng có chút tình cảm với họ rồi. Từ một góc độ nào đó mà nói thì đám dã nhân này đều là học sinh của phủ chủ thất sinh phú mà. Trước khi mình đi thì cho họ chút ngọt ngào vậy, để ta gọi điện về phủ điều hai tiên chủ tới đây nấu cho họ một bữa, để bọn họ biết cái gì là thức ăn ngon. Đúng rồi. Sau đó cho họ uống chút đan dịch để khỏe mạnh mà sống lâu trăm tuổi nữa chứ. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối xoa cằm và nghĩ thầm trong lòng. Cùng lúc đó, trong khu rừng ở trên đảo nhỏ, một đám thổ dân ngày ngày kiên trì luyện TDVG tụ tập cùng nhau. Không được, ác ma kia quá tàn nhẫn, hôm nay thằng 7 và thằng 19 đều bị treo lên cây đánh, bây giờ vẫn đang treo kia kìa. Ta nữa, ta phải nhịn đói hai bữa liền. Bây giờ nhìn thấy vỏ cây cũng sáng cả mắt lên. Ta thì bị đánh vào lòng bàn tay, bây giờ còn đỏ hết cả tay không cầm được bút đây này. Thế mà tối nay còn phải làm bài tập 1000 chữ nữa chứ. Không biết ta còn phải viết tới chừng nào đây. Ta nghe nói tên ác ma kia không chỉ muốn ép chúng ta học mà còn muốn mỏ bàn tay độc ác lên con của chúng ta nữa. Nghe đâu hắn định xây một thứ gọi là trường tiểu học để bắt con của chúng ta vào đó, ngày ngày treo chúng nó lên đánh. Ngày ngày bỏ đói chúng nó, ngày ngày đánh tay chúng nó. Đáng sợ quá, không sống nổi nữa rồi. Cho nên, như thầy Joseph đã nói, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Chúng ta phải đoàn kết dậy, chúng ta phải phản kháng.
chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, chúng ta phải hạ quyết tâm. Hôm nay, ngày hôm nay, chúng ta phải tập hợp lại để phản kháng ác ma đó. Có áp bức, có đấu tranh, chúng ta không muốn đói bụng, chúng ta không muốn bị treo lên đánh, không muốn bị đánh lòng bàn tay, không muốn phải làm nhiều bài tập như thế nữa. Làm bài tập cũng được, nhưng tuyệt đối không được nhiều như thế. Ngày nào ta cũng phải viết đến rạng sáng mà hôm sau 6 giờ đã phải dậy rồi, muốn khóc quá mà. Gần đây ta cảm thấy thị lực của mình bị giảm sút, chắc chắn là vì hôm nào cũng phải thức khuya viết bài tập đấy. Đừng có biến chỗ này thành đại hội tố khổ, hôm nay chúng ta sẽ hành động. Phản kháng tên ác ma kia. Đúng, hành động ngay hôm nay. Đám dã nhân hạ quyết tâm sôi sục. Chúng ta hãy kêu gọi hết thảy anh em đồng chí, ngay đêm nay, chúng ta sẽ nắm tay nhau, đồng tâm hiệp lực trảm yêu trừ ma. Thế là đám thổ dân bắt đầu tản ra, kêu gọi bạn bè, lôi kéo xóm giềng, đêm nay họ sẽ mở cuộc tổng tiến công lật đổ ác ma. Phủ chủ Thất Sinh Phù vẫn luôn theo dõi toàn đảo. Chương 589, đảo chủ đánh một quyền nổ tung biển rộng. Phủ chủ Thất Sinh Phù buông điện thoại xuống. Vốn dĩ hắn định gọi về phủ điều hai tiên chủ đến cho cư dân trên đảo nếm thử tiên chân mỹ vị, cộng thêm tăng cao tuổi thọ cho bọn họ. Nhưng giờ thì dẹp xử đi. Xem tối nay bổn tọa hù chết mấy đứa chúng bây thế nào. Đêm đến, tất cả thổ dân trên đảo tụ tập cùng nhau. Sau đó, một thổ dân cao lớn vạm vỡ đứng ra, hắn là lãnh đạo của kế hoạch phản kháng lần này. Hắn vung tay hô lớn. Hôm nay, ngày hôm nay đây. Chúng ta phải phản kháng ma kia. Có thổ dân bên dưới nghe thế thì sáng ngời cả mắt. Đúng, chúng ta phải phản kháng ác ma kia. Bài tập mỗi ngày phải giảm đi một nửa, không, phải giảm 2/3 đi mới được. Còn nữa, tuyệt đối không được bắt nhịn đói hai bữa liên tiếp, tối đa chỉ được một bữa thôi, nếu không thì ta không chịu được. Đúng lắm, còn đánh lòng bàn tay nữa. Chỉ được đánh một bàn tay, nếu đánh cả hai tay thì biết làm bài tập thế nào. Đám thổ dân được hô hào tụ tập lại bắt đầu hô vang nguyện vọng của mình. Những nguyện vọng mới chất phác biết bao. Tối đa đói một bữa, tối đa đánh một tay, bị đánh rồi mà vẫn không quên làm bài tập. Lúc này, thổ dân cao lớn quát lên. Không tiền đồ. Cả đám các ngươi chả có tí tiền đồ nào. Chúng ta lần này đi phản kháng ác ma là phải lật đổ hắn. Bài tập còn 1/3. Làm sao mà đủ được. Chúng ta không làm bài tập nữa. Thổ dân cao lớn trầm giọng nói. Đám thổ dân ngẩn ra, ừ nhỉ, sao chúng ta lại phải làm bài tập chứ? Không làm bài tập, không làm bài tập, đám thổ dân hô vang. Thổ dân cao lớn nói tiếp. Chúng ta cũng không muốn phải nhịn đói, không muốn bị đánh lòng bàn tay, không muốn bị treo lên đánh nữa. Không muốn đói bụng, không muốn bị đánh lòng bàn tay, không muốn bị treo lên đánh. Đám thổ dân lại hô vang. Nếu thế giới này không có bài tập, không có đánh bàn tay, không bị treo lên quất. Không bị đói bụng không cho ăn cơm thì đúng là tiên cảnh mà. Cho nên, chúng ta phải phản kháng, chúng ta phải lật đổ ách thống trị của hắn. Thổ dân cao lớn hô to, đả đảo đảo chủ tàn bạo, đả đảo đảo chủ tàn bạo. Tất cả thổ dân sôi trào nhiệt huyết. Đả đảo đảo chủ tàn bạo, đả đảo đảo chủ tàn bạo. Thổ dân cao lớn ra sức nắm chặt nắm tay rồi làm tư thế mở đầu cho TDVG. Trước khi phản kháng đảo chủ tàn bạo, chúng ta hãy vận động trước cho ấm người. Điều chỉnh trạng thái thân thể tới mức tốt nhất nào. Cái chính là đảo chủ tàn bạo đáng sợ quá, cho nên trước khi hành động, thổ dân cao lớn phải luyện thần công để cổ vũ dũng khí cho chính mình cái đã. Thế là đám thổ dân đã học TDVG ở bên dưới xếp thành hàng lối, trong mắt ai nấy đều ngập tràn hy vọng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy trăm thổ dân học TDVG, quần ma loạn vũ, khí thế ngất trời. Đây gọi là sức mạnh lòng quân sao? Chắc là ý này rồi. Trong lòng thổ dân cao lớn thỏa mãn ghê lắm, thế nhưng vẫn còn tiếc nuối. Đáng tiếc thời gian luyện tập của chúng ta còn ngắn nên chưa thể đạt tới cảnh giới, đánh ra một quyền nổ tung không khí, như sư phụ Joseph nói. Nếu không chỉ cần một phút là có thể đánh cho đảo chủ nằm sấp luôn rồi. Tiếc là bây giờ không còn thời gian nữa. Đảo chủ quá tàn bạo, bọn họ đã bị áp bức đến cực hạn rồi, hôm nay nhất định phản kháng. Nếu còn chần chừ không phản kháng thì huyết khí của họ sẽ bị mài mòn. Cho dù có thất bại thì cũng phải bắt đảo chủ nhìn cho rõ, bọn họ cũng có tâm huyết, cũng có lý tưởng riêng.
hắn không muốn làm bài tập nữa. Trời biết, hắn là chiến sĩ bắt cá mập trong bộ tộc, cả bàn tay dày đặc vết chai, mỗi khi cầm bút viết đau khổ tới mức nào. Người khác viết được ba chữ rồi hắn mới miễn cưỡng viết được một chữ mà thôi. Bút bình thường thì cũng thôi, chứ mỗi khi học viết bằng bút lông thì hắn đều cảm thấy cánh tay cường tráng lực lưỡng của mình run rẩy, nét nào viết ra cũng thành đường cuộn sóng. Bài tập là thứ đáng ghét nhất. Nghĩ tới đây, ý chí của thổ dân cao lớn càng thêm kiên định. Sau khi tập xong một lượt TDVG, tất cả các thổ dân đều cảm thấy toàn thân mình ngập tràn sức mạnh. Nhất định có thể làm được. Chúng ta đã không còn là chúng ta trước kia, chúng ta đã luyện được thần công, nhất định chúng ta có thể lật đổ ách thống trị của đảo chủ tàn bạo. Xuất phát, tới nhà của đảo chủ, thổ dân cao lớn vung mạnh tay lên. Thế là, dưới sự dẫn dắt của hắn, một đám thổ dân vây kín nhà của phủ chủ Thất Sinh Phù. Thế nhưng vì còn sợ uy nghiêm ngày xưa của phủ chủ Thất Sinh Phù nên đám thổ dân không dám xông thẳng vào nhà hắn. Chúng ta làm gì tiếp bây giờ? Xông vào sao? Không ổn lắm. Vạn nhất gặp cạm bẫy thì làm thế nào? Nếu xông vào đó, ở trong chỗ nhỏ hẹp như thế chúng ta sẽ không phát huy được lợi thế đông người. Lúc này, thổ dân cao lớn trầm ổn bình tĩnh suy nghĩ rồi đề nghị. Chúng ta hãy ép đảo chủ ra đây. Nào, mình cùng vây quanh nhà đảo chủ rồi luyện công, hãy hét to lên từng tiếng, xem hắn có thể trốn trong nhà được bao lâu. Các thổ dân nghe thấy lời này có lý lắm. Thế là đám thổ dân biết TDVG bèn xếp hàng thành hình vuông xung quanh nhà đảo chủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bọn họ bắt đầu đếm nhịp tập thể dục. Đầu tiên, đứng thẳng người, giơ tay trái lên, mắt nhìn tay trái. Bước tiếp theo, bước chân phải chếch lên phía trước, đồng thời hạ tay trái xuống trước người, hướng vào phía trong. Mắt nhìn tay phải. Sau đó rút chân phải về tư thế đứng thẳng, giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài hơi ngẩng đầu lên. Hít vào thở ra, khí thế ngất trời. Ở phía sau lưng họ, những người không học TDVG thì lớn tiếng hô vang để tăng cao khí thế phe ta. Bọn họ đánh xong nửa bộ TDVG mà vẫn không thấy trong phòng đảo chủ có động tĩnh gì. Trong lòng đám thổ dân bắt đầu hơi hơi bất an. Lúc này, thổ dân cao lớn suy nghĩ một lát rồi ngộ ra chân lý. Nhất định là đảo chủ tàn bạo sợ chúng ta rồi. Tiếp tục luyện thần công đi. Hô lớn lên thêm nữa, hắn sợ chúng ta nên trốn tịt trong nhà không dám thò ra đấy. Chúng ta phải làm cho hắn sợ hãi hơn nữa vào, ép hắn phải ra đây. Có được sự cổ vũ lớn lao, các thổ dân khác tươi cười hạnh phúc, bọn họ tập thể dục cũng càng ngày càng hăng hái hơn. 1, 2, 3, nhịp đều nhịp. Đảo chủ tàn bạo run sợ rồi. Quả nhiên, đảo chủ cũng phải sợ hãi khi bọn họ đã luyện được thần công. Đánh xong một lượt, bọn họ hưng phấn đánh thêm lượt nữa. Tất cả đều chìm trong ảo tưởng về một thế giới tươi đẹp không có bài tập và hình phạt thể xác. Tương lai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Cố lên, tập thêm một lần nữa. Lần này chúng ta hãy tiến lên, vừa thi triển thần công vừa tiến lên. Xông vào nhà đảo chủ đi, thổ dân cao lớn hô vang. Rõ ràng chỉ là tập 3 lần TDVG, thế nhưng vì kích động nên mồ hôi đã chảy đầm mặt mũi hắn. Thế là tất cả các thổ dân vừa tập TDVG lần thứ tư, vừa tiến từng bước lên phía trước. Mắt thấy đám thổ dân đi đầu đã sắp đâm thẳng vào nhà của phủ chủ Thất Sinh Phù. Thì đúng lúc ấy, một tiếng nổ mạnh ầm vang truyền tới từ phía xa. Ầm 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 ầm. Âm thanh kia rền vang mang theo hồi âm cuồn cuộn như là sấm sét. Sau đó là tiếng sóng nước. Là tiếng sóng nước cuộn trào vang dội. Đám thổ dân đang thi triển thần công lập tức dừng lại, tiếng la hét của đám thổ dân phía sau cũng bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra thế? Thổ dân cao lớn trầm giọng hỏi. Sét đánh à? Đâu có, trời quang trăng sáng sao thưa, đâu có cơn mưa sấm sét gì đâu. Ở bờ biển, ngoài đó có một cột nước bốc lên cao tới 10 mét kìa. Có một thổ dân tinh mắt la lên. Ai đi xem có chuyện gì đi? Thổ dân cao lớn quát. Hắn còn đang nói thì có một thiếu niên thổ dân chạy từ phía bờ biển về. Không ổn rồi, chúng ta tìm thấy đảo chủ rồi. Đảo chủ đang ở bờ biển ấy. Đảo chủ ở trên bờ biển chứ không ở trong nhà sao? Cả đám tập TDVG cho rằng đảo chủ đang run sợ núp trong nhà tức thì xấu hết cả hổ. Đảo chủ đang ở bờ biển, vậy là tiếng sấm sét ban nãy có liên quan đến hắn à? Thổ dân cao lớn cắn răng một cái.
chúng ta ra bờ biển tìm hắn đi. Hãy duy trì khí thế ban nãy, chúng ta làm được. Hãy nghĩ đến bài tập nặng nề, hãy nghĩ đến thức ăn, nghĩ đến những tháng ngày không còn bị treo lên đánh, hãy khí thế lên nào. Đúng vậy, khí thế lên, tất cả thổ dân nói đầy quả quyết. Thế là đám thổ dân lại trùng điệp kéo nhau ra bờ biển, muốn dùng khí thế ngút trời đè bẹp đảo chủ. Đám thổ dân mau chóng hùng hổ kéo nhau ra bờ biển. Sau đó thì cả đám ngây ra như phỗng. Trong tầm mắt bọn họ, đảo chủ đang đứng bên bờ biển. Đảo chủ từ trước tới nay chỉ khoác áo gió đen, lúc này đây lại mặc một bộ đồ luyện công trắng tinh, chân đi giày vải. Hình như đảo chủ đang luyện công. Đảo chủ nhảy lên thật cao, cao phải tới 15 mét. Đây là độ cao mà con người có thể nhảy lên hay sao? Đừng có đùa. Ngay sau đó, đảo chủ đang nhảy vọt lên giữa không trung, tung chân phải thẳng tắp, rồi liên tục đá ra. Liên hoàn cước. Và rồi, chuyện đáng sợ diễn ra ngay trước mắt đám thổ dân. Mũi chân đảo chủ đá ra những luồng khí kình trắng xóa mắt thường có thể thấy được. Những luồng khí kình ấy bay ra thật xa, hóa thành từng hình rồng hổ giữa không trung rồi đâm sầm xuống mặt nước. Người tạo ra cảnh tượng huyền ảo này đúng là không phải người mà. Đây là việc mà thần tiên mới làm được đúng không? Ầm 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 ầm, đùng 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 đùng. Khí kình hình rồng đâm xuống mặt biển thì nổ tung, để lại trên mặt biển những luồng lốc xoáy nối liền đến 5-6 giây liền, mặt biển mãi sau vẫn chưa yên ả trở lại. Khí kình hình hổ đâm xuống mặt biển thì làm bốc lên cột nước cao tới 20 mét, cột nước ngưng mãi không tan. Rồng ngâm hổ gầm, vừa cun vừa ngầu. Một đoàn thổ dân đang hùng hổ bỗng sợ rúng người. Nếu đảo chủ đá bọn họ một phát thì có phải bọn họ sẽ bị đá thành thịt vụn luôn không? Nhớ ngày đó khi đảo chủ chinh phục hòn đảo nhỏ này, hắn chỉ dùng có một bàn tay trần đã cướp hết vũ khí của thổ dân, rồi tung nắm đấm đánh cho hết thảy chiến sĩ đều nằm bò trên đất. Không ngờ rằng hắn còn đáng sợ đến mức này. Chương 590, đây là báo ứng sao? Đám thổ dân sợ teo vòi. Đảo chủ năm đó vẫn còn nằm trong phạm trù nhân loại, nhưng đảo chủ trước mắt này thì phi nhân loại luôn rồi. Đối mặt với một đảo chủ đáng sợ như vậy, một đám người luyện lén, thần công, như họ căn bản chỉ là trò cười mà thôi. Cho dù mỗi đấm họ đánh ra đều có thể đánh nổ tung không khí, thế nhưng đối diện với đảo chủ phi nhân loại thế này thì kết cục vẫn là bị treo lên đánh như trước thôi đúng không? Thế nhưng, khi đám thổ dân còn chưa hoàn hồn thì chuyện càng khoa trương hơn đã xảy ra. Không biết đảo chủ lấy đâu ra một lá bùa rồi ném lên trời. Thần phù vi lệnh, triệu thần lôi đến. Lá bùa màu vàng bay thẳng lên không rồi mất hút trong những đám mây. Ngay sau đó, từng tia sấm sét vàng kim cắt hình nhằng nhịt phía chân trời rồi hướng về phía đảo chủ. Mỗi một tia sét đều mang theo sức mạnh hủy diệt, mấy thổ dân nhát gan đã ôm đầu ngồi rạp xuống từ lâu. Triệu hồi sấm sét, đảo chủ biết triệu hồi sấm sét kìa. Chúa ơi, hắn là thần tiên sao? Thế nhưng đảo chủ đang tính làm gì đây? Hắn triệu hồi sấm sét tự đánh mình à? Hắn nghĩ quẩn hay sao? Đám thổ dân vừa mới nghĩ thế thì đã thấy đảo chủ giơ tay lên. Sau đó, đảo chủ vung nắm đấm, từng đấm đánh tan những tia sấm sét đang tấn công về phía hắn. Đánh tan, đánh tan. Những cái đầu gối vốn đã nhũn như chi chi của đám thổ dân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi thể trọng của cơ thể họ nữa. Họ quỳ mọp xuống. Sau khi sấm sét mù trời bị đảo chủ đánh tan hết, hắn xoay người lại nhìn về phía đám thổ dân rồi hỏi với giọng trầm trầm. Sao đám các người bu đông bu đỏ một chỗ thế này? Viết xong bài tập cả chưa? Đám thổ dân anh này nhìn anh kia, không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Lúc này, thổ dân cao lớn bỗng thông minh khác thường, hắn đáp ngay. Đảo chủ à, bọn ta nghe thấy tiếng nổ ầm ầm nên mới nảy lòng tò mò chạy ta xem ấy mà. Nói xong, hắn còn nịnh nọt. Đảo chủ đại nhân, thần công cái thế, thiên hạ vô song. Phù chủ thất sinh phù mỉm cười rồi nói, ban nãy hình như ta nghe thấy tiếng quát tháo cái gì như, đả đảo ác ma tàn bạo ấy, thế là thế nào nhỉ? Ác ma nào, bọn ta chẳng biết gì hết trơn á, thổ dân cao lớn đáp đến là nghiêm túc. Các ngươi không biết hả? Thế thì chắc là ban nãy ta luyện công gây ra tiếng động lớn quá nên nghe nhầm rồi, phù chủ thất sinh phù gật đầu rất chi là thản nhiên. Các thổ dân thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào thì chỉ cần chối bay chối biến đi là được rồi. Đúng lúc này thì phủ chủ thất sinh phù lại hỏi. Đúng rồi, hôm nay ta dạy kinh thi, các ngươi đã nhớ hết chưa? Bộ kinh thi này có khá nhiều chữ lạ, lúc học có phải là hơi khó không?
Không khó, không khó. Bọn ta thích học kinh thi nhất luôn đó. Thổ dân cao lớn vỗ ngực nói. Đám thổ dân phía sau cũng nhao nhao phụ họa theo. Trong kinh thi có câu hay lắm, quan quan chim cu tại hà chim câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay bọn ta thảo luận về đề tài này suốt đấy, bọn ta chỉ mong đảo chủ có thể chỉ bảo cho nhiều nội dung trong kinh thi hơn thôi. Đúng vậy, kinh thi là thích nhất đấy. Ta chỉ hận không thể học kinh thi mỗi ngày thôi này. Đám thổ dân mồm năm miệng 10, vỗ ngực thể hiện niềm yêu thích dạt dào đối với kinh thi, đồng thời xin xỏ đảo chủ chỉ giáo thêm nhiều hơn nữa. Phủ chủ thất sinh phù lẳng lặng gật đầu. Không ngờ các ngươi lại thích kinh thi đến thế. Hắn dừng một chút rồi tựa hồ vừa hạ quyết định gì quan trọng lắm. Một khi đã vậy, thì thời gian tới chúng ta cùng học hết kinh thi luôn nhé. Đám thổ dân lòng thì muốn khóc nhưng mặt thì vẫn phải gắng gượng cười tươi. Lúc này, phủ chủ thất sinh phù lại bổ thêm cho họ một nhát đao chốt hạ. Thực ra ấy, tối nay ta định tạm biệt mọi người. Bởi vì tâm nguyện của ta chỉ là chỉ dạy cho mọi người biết chữ để đọc sách được. Tâm nguyện này đã hoàn thành rồi. Còn kinh thi ấy mà, ta chỉ định giảng qua vài chương để kết thúc khóa học này thôi. Thậm chí ta còn định tổ chức một bữa tiệc to để làm tiệc chia tay nữa đấy. Thế nhưng nếu mọi người đã thích kinh thi đến vậy, thì ta quyết định dạy xong nó rồi đi sau. Mọi người à, chúng ta lại ở với nhau thêm mấy ngày nữa nhé. Tất cả đám thổ dân trợn tròn hai mắt. Hu 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 hu. Tương đương rồi cả đám bật khóc nức nở nghe nẫu hết cả ruột gan. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối cười xấu xa. Ồ, xem ra các ngươi rất cảm động ha. Tốt quá, vậy thì ta sẽ dốc toàn lực chỉ bảo kinh thi cho các ngươi. Thế nhưng ta cũng sẽ đối xử với các ngươi nghiêm khắc hơn nữa. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Hu 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 hu, tương đương đám thổ dân cảm kích suýt ngất. Nếu tối nay họ không tự đâm đầu vào chỗ chết thì ác ma đã sắp đi rồi á. Đau lòng quá, muốn khóc quá, bi thương như thác nước núi Lư chảy ngược thành sông vậy. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối nói tiếp. Được rồi, trời không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Viết bài tập cho nhanh vào nhé, ngày mai 5 giờ vào lớp. Vì thời gian của ta không nhiều, cho nên ta sẽ tranh thủ dạy cho xong kinh thi trong vòng nửa tháng. Thế nên là, mọi người cố gắng lên lớp sớm tí, đi về muộn tí, bài tập nhiều thêm tí. Sẽ học xong kinh thi rất nhanh thôi. Hu 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 hu, tương đương vô số thổ dân đã ôm gốc cây khóc sướt mướt. Vô số thổ dân khác ra sức đâm đầu vào thân cây, chỉ hận không thể đập ngất luôn đi. Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp như vậy đó, tương đương phủ chủ thất sinh phù tiền bối cảm thán thế. Nhân nửa tháng này hắn có thể mài huyết thần toàn thành huyết mạch để vẽ phù rồi. Đám thổ dân khóc đến chết đi sống lại xong thì bắt đầu nước mắt nước mũi kéo nhau đi làm bài tập. Phủ chủ thất sinh phù thay bộ đồ luyện công trên người thành áo khoác đen thường ngày. Đám danh con ngây thơ dám phản kháng bổn tọa. Nửa tháng tiếp theo, bổn tọa sẽ cho các ngươi nếm thử cách học nhồi vịt địa ngục được ưa chuộng nhất ở Hoa Hạ. Học đến bao giờ mấy đứa nhìn thấy kinh thi là buồn nôn mới thôi, phủ chủ thất sinh phù đeo lên cặp kính đen ngầu lòi. Dứt lời, hắn chuẩn bị quay về nhà mình. Thì đúng lúc ấy, có một khe hở không gian mở ra ngay bên cạnh hắn. Sắc mặt của phủ chủ thất sinh phù căng thẳng hẳn lên, tay hắn nắm chặt nhẫn thủy tinh và đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khe hở không gian không rời. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo dài như thư sinh bước ra từ khe hở không gian. Người đàn ông ấy mặt mũi nho nhã, chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu sát khí và điên cuồng. Đau ghê, sao cái vết thương này vẫn chưa lành vậy? Vất vả tấn chức lên cao cấp rồi cơ mà. Thư sinh nho nhã chui ra khỏi khe hở không gian thì mặt mũi đã cau hết lại vì đau. Đây chính là người đã, mượt, linh quỷ của Tống Thư Hàng. Vết thương trên lưng hắn chính là vết thương do Tống Thư Hàng dùng bí pháp giám định tạo thành. Không thể phòng ngự, không thể xóa bỏ, cảm giác đau đớn nhân lên đến 1000%, lại còn không chữa trị được mà chỉ có thể cắn răng chịu nhịn. Thư Hàng tiểu hữu, khi phủ chủ thất sinh phù nhìn thấy người vừa tới thì hỏi với vẻ kinh ngạc. À, xin lỗi, có lẽ đạo hữu nhận nhầm người rồi, thư sinh nho nhã nghiến răng vì đau rồi đáp. Thật ngại quá tiền bối, chẳng là ngài trông rất giống một đạo hữu mà ta quen biết đó mà. À, thế thì có lẽ ngươi không nhận lầm đâu, ta cưỡng chế, mượn, linh quỷ của một tiểu đạo hữu. Có lẽ linh quỷ mà ta mượn chính là của Thư Hàng tiểu đạo hữu mà ngươi quen biết đấy. Phiền ngươi nói với Thư Hàng tiểu đạo hữu một tiếng, bảo hắn rằng ta mượn linh quỷ của hắn nhưng ít lâu nữa sẽ trả lại ngay. Lúc nào trả hắn,
ta sẽ trả thêm cả thù lao xứng đáng khiến hắn vừa lòng, thư sinh nho nhã chắp tay nói với phủ chủ thất sinh phù. Phủ chủ thất sinh phù. Linh quỷ mà cũng mượn được á. Lúc này, thư sinh nho nhã nọ lại lấy một tấm bản đồ ra rồi hỏi. Đúng rồi đạo hữu này, người ở Đông Hải, có nhìn thấy một thư sinh ăn mặc rông giống ta nhưng đầu óc không được tỉnh táo cho lắm không? Theo cảm ứng của ta thì hẳn là hắn đang lang thang đâu đó ở Đông Hải ấy. Xin lỗi, ta không nhìn thấy, phủ chủ thất sinh phù lắc đầu, sau đó lại nhắc nhở đầy thiện chí, mặt khác, tiền bối ơi, đây là Thái Bình Dương mà. Thư sinh nho nhã lập tức tìm kiếm vị trí của Thái Bình Dương ở trên bản đồ. Vậy, đạo hữu này, ta đi trước nhé. Ta không có nhiều thời gian, phải tìm ra tên kia sớm chút mới được. Chúng ta tạm biệt ở đây nha, nói đoạn, thư sinh nho nhã cười khan một tiếng, giơ tay xé rách không gian trước mặt rồi chui vào. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nói với phủ chủ thất sinh phù. Đúng rồi, đừng quên chuyển lời cho vị tiểu hữu kia đó. Ta là người có vay có trả, có danh dự lắm. Bảo hắn nhớ yên tâm nhé. Phủ chủ thất sinh phù. Gạch nối. Xé mở không gian, kiếp tiên cửu phẩm đó. Phủ chủ thất sinh phù sờ nhẹ cái nhẫn thủy tinh trên tay mình. Cho dù hắn có chiếc nhẫn thủy tinh ẩn chứa khả năng truyền tống không gian này, thì cũng khó mà bảo đảm có thể chạy thoát khỏi vị kiếp tiên cửu phẩm kia. Đối mặt với kẻ ấy, hắn bất giác toát mồ hôi lạnh đẫm người. Phủ chủ thất sinh phù thở dài u ám rồi cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Thế nhưng chẳng đợi hắn có thời gian trấn tĩnh thì bên cạnh đã lại có một thông đạo không gian lớn hơn mở ra. Đồng thời, một đống xúc tu thò từ cánh cửa ấy ra ngoài. Lại nữa, phủ chủ thất sinh phù nhìn thẳng vào thông đạo không gian. Ngay sau đó, một con sứa phát sáng khổng lồ chui ra. Sau khi xuất hiện, con sứa phát sáng nhìn quanh một vòng rồi nhìn sang phủ chủ thất sinh phù. Nè đạo hữu, chào ngươi. Có thấy một tên ăn mặc kiểu thư sinh đi qua đây không? Phủ chủ thất sinh phù đáp. Tiền bối ấy vừa mới đi về hướng Đông Hải. Cảm ơn, con sứa phát sáng mỉm cười rồi nói tiếp. Đúng rồi, người có biết một tiểu đạo hữu tên là Tống Thư Hàng không? Có biết, phủ chủ thất sinh phù gật đầu đáp. Lại là Thư Hàng tiểu hữu à? Bảo sao, ta thấy một vài tấm phù bảo trong túi thu nhỏ một tấc của hắn, trên chúng toàn là khí tức của ngươi. Mấy cái phù bảo kia tốt phết. Ngươi là một phù sư sáng tạo đó, con sứa phát sáng nói. Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi, phủ chủ thất sinh phù đáp với vẻ kích động. Thôi, ta phải đuổi theo tên thư sinh kia đây. Tạm biệt nhé, nói đoạn, con sứa phát sáng vươn xúc tu xé rách không gian rồi chui tọt vào. Sau khi nó biến mất, phủ chủ thất sinh phù thở phào một cái. Hai vị kiếp tiên chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện liên tiếp, áp lực như núi mà. Chương 591, A Thất. Ta muốn làm thịt con khỉ đầu chó kia. Đợi sau khi hai vị kiếp tiên cửu phẩm kia rời đi, thất sinh phù phủ chủ mới trở lại căn phòng của mình. Sau đó đăng nhập vào nhóm cửu châu số 1 xem Tống Thư Hàng có online hay không. Nếu như online thì sẽ nói với hắn về chuyện hai vị kiếp tiên kia. Chỉ là không biết trong vũ trụ Tống Thư Hàng có vào mạng được không nữa. Gần đây nhóm cửu châu số 1 rất náo nhiệt. Gần đây mọi người có một đề tài chung đó là rốt cuộc có bao nhiêu thần binh của bao nhiêu vị đạo hữu đã không nhịn nổi đói khát mà đến chỗ dược sư, tìm đồng quái đạo hữu để nói chuyện. Trong lòng các đạo hữu cũng muốn biết rốt cuộc mấy trăm năm qua ở đây đồng quái đã dùng cái thuật dịch dung đáng chết kia biến thành bộ dáng của ai đi khắp nơi hại người. Lúc này, Bắc Hà tán nhân trong nhóm lên tiếng hỏi. A còng tô thì A thất đạo hữu, nghe nói ngươi đã đến chỗ của dược sư huynh để tìm đồng quái rồi à? Ừ, vì đúng lúc ta phải đến chỗ dược sư lấy một vài loại thuốc đặc biệt nên tiện thể muốn gặp đồng quái đạo hữu luôn. Nhưng nửa đường đi lại xảy ra chút chuyện bất ngờ, ha ha ha, Tô Thị A Thất hiện thân, gửi ra biểu cảm một điệu cười âm hiểm. Bắc Hà tán nhân, gặp phải chuyện gì? Đi được nửa đường thì ta nhìn thấy một con khỉ đầu chó đang nhảy điên loạn khắp nơi tự xưng là Tô Thị A Thất, ha 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 ha. Bây giờ ta vẫn đang đuổi giết con khỉ đầu chó này, đậu má nó chứ. Nếu hôm nay ta không chém chết con khỉ này ta sẽ không mang họ Tô. Không nói nhiều nữa, ta đi giết nó tiếp đây. Sau khi xử xong ta nhất định sẽ lôi con khỉ chết này đến làm quà ra mắt cho dược sư đạo hữu. Tô Thị A Thất vừa dứt lời bèn lặn xuống nước. Bắc Hà tán nhân. Tạo hóa pháp vương. Nếu nói tới khỉ đầu chó. Diệt Phượng công tử. Đó chắc chắn là Tam Lãng huynh rồi. Đông Phương Lục tiên tử, sát thủ xa lộ.
Nhắc đến trạng thái khỉ đầu chó của Tam Lãng đạo hữu là từ khi ngụy trang trên đoạn tiên đài lần trước đó đúng không? Sau này hắn dùng đến phát nghiện luôn à? Bắc Hà tán nhân. Ta nghĩ với tính cách của Tam Lãng chắc chắn hắn sẽ nghĩ thế này, ôi trời mẹ ơi, dáng vẻ con khỉ đầu chó này tốt vãi, dùng một lần là không dứt được luôn, sau đó khi biến thành khỉ hắn sẽ đi khắp nơi rêu rao, ta là Tô Thị A Thất, mọi người đừng quên nhé, vi vi. Diệt Phượng công tử. Thảo nào A Thất đạo hữu lại tức giận như vậy, bất kể là ai thấy hình ảnh này chắc chắn cũng đều phát điên mất. À còn nữa, Lục tử, cái tờ giấy nhớ sau lưng cô là cô tự dán lên à? Đông Phương Lục tiên tử, sát thủ xa lộ. Chú thích gì? Diệt Phượng công tử. Sát thủ xa lộ. Đông Phương Lục tiên tử, sát thủ xa lộ. Ta có dán đâu, chết tiệt, là ai dán chú thích vào người ta? Đứng ra đây cho ta, xem ta có đâm nát mặt ngươi hay không? Bắc Hà tán nhân. Người có thể sửa đổi danh xưng trong nhóm ngoại trừ cô ra cũng chỉ có Hoàng Sơn Chân Quân và mấy người nhân viên quản lý thôi. Nhưng mấy người nhân viên quản lý đều là những tiền bối đức cao vọng trọng, hẳn sẽ không làm ra những chuyện nhàm chán như vậy đâu. Diệt Phượng công tử nói. Mót Hoàng Sơn Chân Quân cũng sẽ không vô vị như vậy. Bắc Hà tán nhân. Ha ha, Hoàng Sơn Chân Quân chắc chắn sẽ không vô vị như vậy, nhưng, Hoàng Sơn Chân Quân có đậu đậu mà. Ai mà dám đảm bảo có lúc nick của Hoàng Sơn Chân Quân không rơi vào tay đậu đậu chứ? Tạo hóa Pháp Vương. Ta dám cá là đậu đậu không thể nghi ngờ. Lưu Huỳnh tiên tử. Đậu đậu cộng 1. Thiên phủ khí tông Dương Huyền. Đậu đậu cộng. Điền Thiên đảo chủ. Đậu đậu cộng 3. Điền Điềm phó đảo chủ. Đậu đậu cộng 4. Đông Phương Lục tiên tử. Đáng chết, món nợ này bản tiên sẽ nhớ kỹ. Mà lúc này ở động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân, Đậu Đậu đang lén lút chuẩn bị rời nhà ra đi đột nhiên cảm thấy cả người kỳ quái, có cảm giác như mình sẽ xảy ra ảo giác bất ngờ bất cứ lúc nào. Kỳ lạ, gần đây mình làm cái gì sao ta? Không đúng mà, gần đây mình rất là ngoan, có làm chuyện gì xấu đâu. Thôi kệ, chạy vào vũ trụ trước rồi tính sau, nếu không bị Hoàng Sơn ngu ngốc kia gả đi thì toi đời. Đậu Đậu nghĩ vậy rồi dùng móng vuốt xoa xoa lỗ mũi của mình. Tiếp tục lặng lẽ bắt đầu thực hiện đại kế chạy trốn. Nó đậu đậu đại yêu khuyển tứ phẩm, tuyệt đối không muốn lập gia đình. Lúc này, Thất Sinh phù phủ chủ online. Nghe nói gần đây Tống Thư Hàng tiểu hữu có online hả? Lệ Chi tiên tử. Không phải Thư Hàng bị Lưu Huỳnh tiên tử đẩy vào vũ trụ sao? Nghe nói phải ở đó tận 1 tháng lận. Đúng rồi, không phải mấy ngày trước Thất Tu tiền bối nói sẽ đưa Thư Hàng tiểu hữu đi thăm dò cổ mộ sao? A còng Thất Tu tôn giả. Nhưng Thất Tu tôn giả không online nên không thể trả lời được. Lệ Chi tiên tử. Xem ra Thất Tu tôn giả không online rồi, nghe nói Thất Sinh phù tìm Thư Hàng tiểu hữu có chuyện hả? Thôi vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Nói đi cũng phải nói lại đội của Bạch tôn giả vào thăm dò cái di tích kia có tin tức gì không? Thất Sinh phù phủ chủ hỏi. Bắc Hà tán nhân. Vẫn còn ở trong cái di tích đó. Lần này cả đội không toàn diệt vì cú ngã dạp đất của Bạch tôn giả nữa nên chắc sẽ có thu hoạch không nhỏ đấy. Lệ Chi tiên tử. Thật hâm mộ bọn họ quá đi, sớm biết thế ta cũng tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm này mới đúng. Bắc Hà tán nhân. Lệ Chi tiên tử không phải sốt ruột, cuộc thi máy kéo có tay cầm còn có lần sau nữa đấy. Thất Sinh phù phủ chủ. Ha ha, có điều ta nghe Bạch tôn giả nói lần tới hắn sẽ là tuyển thủ dự thi. E rằng đến lúc đó tình huống của cuộc thi sẽ vô cùng thảm thiết đấy. Nghe thấy chúng đạo hữu lập tức nhớ đến một loạt những hình ảnh kinh hoàng, trong cuộc thi máy kéo có tay cầm, Bạch tôn giả may mắn gặp được hàng loạt cạm bẫy may mắn, mạnh mẽ tăng tiến cả chặng đường. Còn những đạo hữu dự thi khác sẽ bi kịch cả chặng đường, hoặc là bị thiên thạch rơi trúng, hoặc là bị núi lửa phun ra từ đất bằng, hoặc là bị đất đá vùi lấp các thứ, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi. Bắc Hà tán nhân. Cuộc thi máy kéo có tay cầm lần tới sẽ do ai tổ chức? Trước khi làm nhất định phải nhắc nhở vị đạo hữu kia mua bảo hiểm chắc chắn cho các tuyển thủ dự thi mới được. Bắc Hà đạo hữu nói có lý, tạo hóa Pháp Vương thở dài. Trong khi các tiền bối đang vây quanh đề tài cuộc thi máy kéo có tay cầm lần thứ hai, thì Tống Thư Hàng đang online một cách âm thầm. Đêm khuya, trong một cánh rừng già trong núi sâu ở Hoa Hạ, bóng người của Tống Thư Hàng chui ra từ hư không, rơi vào trong rừng. Huệ, chuyện gì thế này? Truyền tống không gian cũng vẫn buồn nôn sao? Tống Thư Hàng ôm cây, Huệ Huệ một trận. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào các loại cây trong rừng,
nơi này có chút giống rừng cây nhiệt đới. Lần này chỉ có một mình hắn trở về trái đất, Lý Âm Trúc và Sở Sở không trở về với hắn. Lý Âm Trúc muốn ở lại thượng tầng của thời quang thành, tận lực kéo dài thời gian phát bệnh của Hàn bệnh. Về chuyện này Tống Thư Hàng mất rất nhiều thời gian mới có thể khuyên được cô ấy. Còn Sở Sở dĩ nhiên là muốn ở lại Bích Thủy Các để chăm sóc Lý Âm Trúc. Cuối cùng vẫn là Sở Các chủ tự tay đưa hắn trở về trái đất, chẳng qua không nghĩ tới truyền tống trong truyền tống không gian dài rằng rẵng của Sở Các chủ không khác gì trải qua ngày tận thế. Khó khăn lắm mới ngừng Huệ Huệ, Thư Hàng hít thở sâu mấy hơi. Sau đó hắn cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác nhẹ nhàng không nói ra thành lời được, trọng lực ở Bích Thủy Các nặng gấp 3 lần trọng lực ở trái đất. Mà nơi này là nơi nào nhỉ? Tống Thư Hàng nhìn xung quanh, đừng nói là bị truyền tống ra nước ngoài rồi nhé. Thôi, có thể truyền tống về trái đất thành công đã là may mắn lắm rồi. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay trượt trượt trên màn hình một lúc. Sau khi trở về trái đất, chiếc điện thoại được Bạch Tôn giả sửa lại này có thể bắt được mạng ngay. Sau đó, nó tự động đồng bộ thời gian và ngày tháng. 10 giờ 5 phút tối ngày mùng 6 tháng 8 năm 19. Hôm nay là thứ ba à? Sau đó hắn lại mở bản đồ chỉ đường ra xác định vị trí mình vừa hạ xuống. Khu vực Hoa Nam, Hoa Hạ. Cũng may truyền tống về Hoa Hạ thành công, hơn nữa còn không bị ném vào trong sa mạc. Chỉ là khoảng cách từ đây đến thành phố Văn Châu cũng khá xa. Thư Hàng không nỡ dùng con rối phi long đưa hắn bay ra ngoài, bởi vì nó bay rất là nhanh, dùng nó phải tiêu hao quá nhiều linh thạch. Sau này phải nghĩ cách tìm được linh quỷ mới được. Nhưng Tống Thư Hàng không có chút manh mối nào về việc tìm linh quỷ cả. Cảm ứng giữa hắn và linh quỷ đã bị vị đại năng kia che giấu hoàn toàn. Bây giờ ngoại trừ việc có thể cảm nhận được khế ước giữa mình và linh quỷ ra thì hắn chẳng cảm ứng được cái gì nữa cả. Có nên tìm đồng quái tiền bối nhờ ngài ấy bói cho một quẻ không nhỉ? Tống Thư Hàng thầm nói. Mặc dù đồng quái tiền bối chuyên tính ra quẻ đen, nhưng đứng từ góc độ nào đó mà nói thì quẻ của hắn thật sự rất lợi hại. Chỉ cần có thể nhìn ngược lại thì kết quả của quẻ bói là vô cùng chính xác. Khi Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì trên điện thoại di động của hắn hiện ra tin nhắn từ nhóm Cửu Châu số 1, có người nhắc đến tên hắn. Khi hắn vừa ấn vào thì thấy Thất Sinh Phù tiền bối đang tìm mình. A còng Thất Sinh Phù phủ chủ, tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhóm Cửu Châu số 1. Thất Sinh Phù phủ chủ. Ý, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có thể lên mạng à? Ta đã về tới trái đất rồi, Tống Thư Hàng cười rồi trả lời. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, Lưu Huỳnh Thiên Tử đã nhanh chóng đưa ra câu hỏi. Cái gì, ngươi đã về trái đất rồi sao? Mới có mấy ngày thôi mà. Còn lâu mới đến thời hạn 30 ngày mà, chẳng lẽ khi ta đưa ngươi vào vũ trụ bị thất bại sao? Không phải vậy đâu Lưu Huỳnh Tiên Tử, ta tự chủ động trở về đấy, Tống Thư Hàng giải thích. Lưu Huỳnh Tiên Tử, thế sao được, bây giờ ngươi đang ở đâu, để ta đưa ngươi lên trời lần nữa? Tống Thư Hàng, ngươi chờ ta, để ta xác định vị trí của ngươi đã, đừng có đi quá xa, Lưu Huỳnh Tiên Tử tiếp tục nói. Đừng mà, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Tiên tử hạ thủ lưu tình, xét từ góc độ nào đó mà nói thì ta đã hoàn thành ước định với Bạch tiền bối rồi. Thời gian ta ở trong vũ trụ đã quá 30 ngày, phù văn vạn lý phi độn thuật mà Bạch tiền bối để lại cho ta cũng đã bị kích hoạt rồi. Lưu Huỳnh tiên tử khó hiểu, cô hỏi. Gì? Nghe đến đây, đột nhiên ánh mắt của Bắc Hà tán nhân sáng lên. Thư Hàng, chẳng lẽ người gặp được bí cảnh gì đó liên quan đến thời gian à? Thật là khiến người ta hâm mộ quá đi mất. Bất kể là thời gian hay không gian, nếu tiếp xúc với nó trước đều nhận được sự trợ giúp rất lớn đối với tương lai của tu sĩ. Không hổ là Bắc Hà tiền bối, nói đâu chúng đó, Tống Thư Hàng khen ngợi. Lưu Huỳnh tiên tử thì gửi ra một cái icon, trầm mặc. Một lát sau cô lại nói. Chương 592, Ngư Kiều Kiều, Thư Hàng, ta bắt được tác giả rồi này. Đừng mà Lưu Huỳnh tiên tử, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Hơn nữa ta thật sự đã trải qua 30 ngày trong vũ trụ, sao có thể nói là mưu lợi được chứ? Nếu không thì Lưu Huỳnh tiên tử cô liên lạc với Bạch tiền bối trước hỏi xem ta như thế có được tính không đã. Không cả kịp gõ chữ, Tống Thư Hàng gửi luôn tin nhắn thoại. Nhưng tin nhắn thoại của hắn còn chưa kịp gửi đi thì avatar của Lưu Huỳnh tiên tử đã tắt màu, cô ấy offline rồi. Xem ra cô ấy đã xác định được vị trí của Tống Thư Hàng thông qua định vị và nhanh chóng chạy đến rồi.
ngay tức thì hốc mắt của Tống Thư Hàng đỏ hoen một mảnh. Lưu Huỳnh tiên tử mà ta biết có phải kiểu cố chấp như thế đâu. Rõ ràng trước đây khi gặp lần đầu tiên, Lưu Huỳnh tiên tử chơi nguyên bộ váy đỏ rực rất dễ nói chuyện mà. Lúc đó đến chuyện khi nào thì đưa Thư Hàng vào vũ trụ Lưu Huỳnh tiên tử cũng tự thương lượng với hắn. Cô còn cung cấp kho để linh mễ tạm thời cho Tống Thư Hàng, trong suy nghĩ của Tống Thư Hàng cô hoàn toàn là một mỹ nữ váy đỏ hào phóng. Nhưng không ngờ khi Lưu Huỳnh tiên tử giúp đầu vào Sừng Châu lại đáng sợ như vậy. Vì thế Tống Thư Hàng móc con rối ngân long ra không chút do dự rồi lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đó, hy vọng có thể chạy xa trước khi Lưu Huỳnh tiên tử đến. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng ẩn trạng thái của mình về trạng thái offline. Con rối ngân long bay lượn trên không trung. Tống Thư Hàng chuyển sang kênh chat riêng để liên lạc với Thất Sinh Phù tiền bối. Tiền bối, có phải vừa rồi ngài có chuyện tìm ta không? Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Thư Hàng, có phải linh quỷ của ngươi xảy ra vấn đề không? Ý, sao tiền bối biết? Tống Thư Hàng kinh ngạc trong lòng, sau đó hắn nói. Đúng vậy, linh quỷ của ta, bị người ta cưỡng chế mượn đi. Quả nhiên là linh quỷ của ngươi, Thất Sinh Phù phủ chủ cười khổ nói. Lúc trước ta đã gặp vị cao nhân mượn linh quỷ của ngươi đi. Ánh mắt Tống Thư Hàng đột nhiên sáng lên. Xin hỏi tiền bối thấy người đó ở đâu? Ở trên hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đó. Có điều bây giờ vị cao nhân đó đã đến Biển Đông rồi, chắc là thế. Thất Sinh Phù phủ chủ cảm thấy vị tiền bối kia có chút mù đường, đi đến Biển Đông mà cũng chạy nhầm đến Thái Bình Dương. Trời mới biết con đường hắn đến Biển Đông có thuận lợi hay không. Cảm ơn Thất Sinh Phù tiền bối, Tống Thư Hàng nói cảm ơn. Biển Đông, lại là Biển Đông. Lần trước cũng ở Biển Đông hắn đã lọt vào đảo thần bí, mất đi rất nhiều ký ức. Dù sau đó có nhớ chắp vá lại được một chút nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn trí nhớ ở đảo thần bí. Ngoại trừ hắn thì Bắc Hà tiền bối, Cuồng Đao Tam Lãng, Cổ Hà Quan tiền bối còn thảm hơn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có chút dấu hiệu khôi phục nào. Dược sư tiền bối vẫn đang dốc toàn lực để nghiên cứu cách gỡ bỏ ký ức. Tống Thư Hàng đưa hai tay day day huyệt thái dương. Biển Đông lớn như vậy, phải đi đâu để tìm vị cao nhân mượn đi quỷ linh kia đây? Có khác nào mò kim đáy biển đâu. Không đúng, mình không thể bi quan như thế được. Nếu đứng nhìn từ góc độ khác thì cuối cùng cũng có được tin tức liên quan đến linh quỷ rồi. Ít nhất phạm vi tìm kiếm đã thu nhỏ thành Biển Đông mà không cần phải tìm khắp thế giới nữa. Chuyến du hành vào vũ trụ này hắn thu hoạch được rất nhiều, trong đó lĩnh ngộ, nhìn nhận sự vật từ góc độ khác khiến hắn được lợi rất nhiều. Lúc này Thất Sinh Phù phủ chủ tiền bối lại gửi đến một tin nhắn. Thư Hàng, có phải ngươi còn biết một con sứa phát sáng tiền bối nữa đúng không? Con sứa phát sáng, sắc mặt Tống Thư Hàng nhất thời trắng bệch ra. Có lẽ từng nhìn thấy, nhưng ta không quen cô ta lắm. Nhớ lại hình ảnh mình bị con sứa phát sáng đó dùng xúc tu treo đánh, Tống Thư Hàng nghĩ lại mà kinh. Thất Sinh Phù phủ chủ nói tiếp. Vị tiền bối mang hình dáng con sứa phát sáng này đang đuổi theo linh quỷ của ngươi. Ý. Con sứa phát sáng rời khỏi thời quang thành trong bích thủy các rồi sao? Cảm ơn Thất Sinh Phù tiền bối, tin tức này thật sự quá hữu dụng với ta. Tống Thư Hàng cảm kích nói, đây cũng là manh mối quan trọng để hắn tìm linh quỷ của mình. Còn nữa, vị đại năng mượn linh quỷ của ngươi đi còn nói hắn sẽ trả lại linh quỷ cho ngươi, còn chuẩn bị thù lao nữa. Nghe qua chắc là có uy tín lắm đấy, Thất Sinh Phù tiền bối nói. Cưỡng chế lên xe rồi bồi thường tiền cũng gọi là có uy tín sao? Thư Hàng tiểu hữu, ta đoán, có phải ngươi muốn đến Biển Đông tìm vị đại năng mượn linh quỷ của ngươi không? Thất Sinh Phù phủ chủ đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng. Đúng vậy, tiền bối. Nếu như có thể ít nhất ta muốn biết rốt cuộc đối phương muốn mượn linh quỷ của ta đi làm gì. Dĩ nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu như có nguy hiểm ta sẽ lập tức né tránh. Nếu đã như thế thì ngươi có thể liên lạc thử với nhất mạch của Giao Phách Chân Quân đạo hữu. Bọn họ là bá vương một vùng ở Biển Đông. Nếu trong Biển Đông có biến động gì bọn họ nhất định có thể nhận được tin tức nhanh nhất. Ánh mắt của Tống Thư Hàng nhất thời sáng lên, nhất mạch của Giao Phách Chân Quân chính là Ngư Kiều Kiều mà. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, hắn nói vội. Cảm ơn Thất Sinh Phù tiền bối đã nhắc nhở, ta sẽ tìm Ngư Kiều Kiều ngay đây. Sau khi chat riêng với Thất Sinh Phù tiền bối xong, Tống Thư Hàng nhanh chóng tìm nick của Ngư Kiều Kiều, gửi cho cô một tin nhắn. Bá Đao Tống Nhất. Kiều Kiều. Bây giờ cô đang ở đâu? Trong một biệt thự sang trọng ở Giang Nam, Hoa Hạ.
Lúc này Ngư Kiều Kiều đang nằm trên giường, biến thành dáng vẻ to bằng bàn tay, cặp móng vuốt kéo qua kéo lại trên laptop. Hôm nay lại bắt ép tác giả Cao Mỗ Mỗ viết 20.000 chữ, đọc sướng thật. Niệm tình mấy ngày nay được đọc đã đời như vậy, Ngư Kiều Kiều chuẩn bị ngày mai phá lệ khai ân, cho cái người có bút danh nãi kỳ kia nửa ngày để hóng gió. Đang suy nghĩ đột nhiên một tin nhắn truyền đến từ phần mềm chat, là của Tống Thư Hàng gửi đến. Ý, Thư Hàng, người từ vũ trụ về rồi à? Ngư Kiều Kiều nhanh chóng trả lời lại. Đúng rồi, lúc trước ta gửi tin nhắn cho ngươi, ngươi đọc được chưa? Ta vừa mới trở về trái đất, một lời khó mà nói hết được. Cô gửi tin gì cho ta thế? Tống Thư Hàng vừa nói vừa kéo lại lịch sử chat, hắn có nhận được tin nhắn nào của Ngư Kiều Kiều đâu. Nghe thế Ngư Kiều Kiều gửi lại tin nhắn mấy hôm trước cô gửi cho Tống Thư Hàng rồi hỏi. Thư Hàng, kịch bản phim là đề tài gì thế? Chúng ta sẽ quay phim đô thị, võ hiệp, tiên hiệp, hay khoa học viễn tưởng? Sau đó cô lại bổ sung. Thư Hàng, nói cho người biết một tin tốt, ta đã tìm được một tác giả lối văn rất hay. Bây giờ ta đã bắt hắn lại, nhốt trong một phòng nhỏ, bắt hắn mỗi ngày viết 20.000-30.000 chữ rồi. Đọc đã lắm luôn, thêm một thời gian nữa ta cũng muốn bắt một tác giả truyện tranh về nhốt trong phòng tối vẽ chuyện cho ta đọc. Tống Thư Hàng. Tác giả bị bắt lại, nhốt trong phòng tối, mỗi ngày viết 20.000-30.000 chữ. Cuộc sống chuyên tâm như thế thật khiến người khác muốn rơi lệ. Điều hắn có thể làm cũng chỉ là âm thầm mặc niệm cho vị tác giả không biết tên này 5 giây. Sau đó đợi sau khi viết xong kịch bản phim sẽ âm thầm nhét thêm chút tiền cho vị tác giả này. Điều bần đạo có thể làm chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Sau đó, Thư Hàng trả lời. Nếu là đề tài phim thì sắp đón Tết rồi mà, nên chúng ta quay một bộ phim vui vẻ đi. Có điều cũng không thể lãng phí thiên phú của diễn viên chúng ta được, bởi vì có rất nhiều các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 muốn đóng bộ phim này. Bọn họ ai ai cũng đều là cao thủ siêu cấp. Nếu quay cảnh đánh nhau chắc chắn sẽ vô cùng ngầu và đẹp trai, vì thế chúng ta hãy quay một câu chuyện tiên hiệp hoặc mang sắc thái ma quỷ huyền huyễn đi. Có lý, Ngư Kiều Kiều trả lời. Đúng rồi, một sấp bằng lái xe kia của ta cũng phải có cơ hội xuất hiện, vì thế bối cảnh bộ phim phải đặt ở đô thị. Hoặc là ở tương lai, bối cảnh khoa học viễn tưởng cũng được, Tống Thư Hàng lại nói. Dù sao thì căn nguyên của sự kiện quay phim này chính là mấy cái bằng lái đó, vì thế phải tìm cơ hội cho chúng ló mặt ra. Để ba mẹ xem cho hài lòng. Quay phim đô thị thì không vui, chúng ta quay phim tương lai đi. Khoa học viễn tưởng thêm yếu tố tiên hiệp, hoặc là ma huyễn, chắc chắn sẽ rất kích thích. Ngư Kiều Kiều nói với giọng điệu vui vẻ. Kích thích hay gì cũng được, dù sao cũng chỉ là chúng ta tự quay tự thẩm thôi mà. Chủ yếu là nhân vật xuất hiện nhiều, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, bọn họ còn lôi kéo bạn bè của mình đến nữa. Vì thế phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của mọi người, Tống Thư Hằng nói. Nếu nhiều nhân vật cùng xuất hiện, cảm giác như thế phim được quay ra sẽ hỏng mất, Ngư Kiều Kiều nói. Không phải kiểu vừa lộ mặt là chết thì sẽ là kiểu lộ nửa bên mặt là chết. Không sao, chúng ta quay phim cũng có phải để cho người khác xem đâu, chúng ta quay chỉ để tự thẩm thôi mà. Thích thẩm thế nào thì quay thế đó, khi vừa quay xong cũng đúng lúc đón năm mới, đến khi đó có thể xem ở nhà. Thú vị mà, Tống Thư Hàng cười ha ha. Ngươi nói có lý, Ngư Kiều Kiều gật đầu nói. Đúng rồi, nhân vật chính nhất định phải là Bạch Tiền Bối đấy. Bạch Tiền Bối hóng bộ phim này lắm, Tống Thư Hàng bổ sung thêm. Điểm này không được phép quên, nếu không Bạch Tiền Bối mà không vui thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Không thành vấn đề, Ngư Kiều Kiều nói, nhưng đột nhiên cô lại bổ sung thêm một câu. Nam chủ hay là nữ chủ? Chắc chắn là nam chủ rồi. Nếu chúng ta mà sắp xếp vai nữ chính cho Bạch Tiền Bối, ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Tống Thư Hàng vội nói ngay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước khi hắn và Vũ Nhu Tử tự tìm chết, ghép các kiểu tóc như tóc đuôi ngựa cho Bạch Tôn Giả, thật sự trông rất đẹp, tạo nên cơn sốt avatar trong nhóm Cửu Châu số 1 luôn. Với giá trị nhan sắc của Bạch Tiền Bối, cho dù là nữ chính cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Không đúng, không đúng. Tống Thư Hàng vội vàng bóp chết suy nghĩ đáng sợ này. Có câu gọi là, không tự tìm chết sẽ không chết. Mới vừa rồi ở trong nhóm Cửu Châu số 1 còn thấy A Thất Tiền Bối đang truy sát con khỉ đầu chó Tam Lãng xong. Tống Thư Hàng hắn mới không muốn trở thành con khỉ đầu chó tự tìm chết thứ ba đâu. Biết rồi, Bạch Tiền Bối là nam chủ của phim, Ngư Kiều Kiều ghi lại. Nhưng ta cứ có cảm giác nếu để Bạch Tôn Giả diễn nam chủ là một chuyện rất đáng tiếc. Hay là để nam chủ có sở thích mặc đồ con gái?
đừng có tự tìm chỗ chết. Kiều Kiều, cô vừa mới vào nhóm mấy ngày, đừng có lây bệnh của Tam Lãng, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Ngư Kiều Kiều, bệnh của Tam Lãng là cái gì? Tên đầy đủ là bệnh cuồng đao Tam Lãng không làm không chết, cô hiểu chưa? Tống Thư Hàng nói. Ngư Kiều Kiều, bá đao Tống Nhất. Chương 593, Cao Mỗ Mỗ, anh em tốt có nạn cùng chịu. Mới vừa rồi mải nói chuyện đóng phim với Ngư Kiều Kiều hăng quá suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng là hắn muốn nhờ Ngư Kiều Kiều hỗ trợ, chú ý một chút về tình hình Biển Đông gần đây, xem có thể nhờ đó tìm ra tung tích của vị đại năng mượn đi linh quỷ kia hay không. Ngư Kiều Kiều trả lời. Ta đang ở khu Giang Nam. Ta sẽ tới ngay, Tống Thư Hàng hồi âm lại sau đó ôm cổ con rối Ngân Long, cố gắng ngồi thật vững trên lưng nó. Tốc độ nhanh nhất, xông lên. Mục tiêu là khu Giang Nam. Ngân Long vỗ cánh bay lên cao, dốc toàn lực bay nước rút, linh thạch trong cơ thể cũng vì thế mà nhanh chóng bị tiêu hao. Sắc mặt của Tống Thư Hàng có chút trắng bệch, rõ ràng đã đi dạo khắp một vòng vũ trụ nhưng chứng sợ độ cao của hắn vẫn không được cải thiện chút nào. Có cần lắp thêm chút lan can cho con rối Ngân Long không nhỉ? Như vậy cảm giác sẽ an toàn hơn một chút. Ế khoan, vừa rồi mình quên không hỏi Ngư Kiều Kiều địa chỉ cụ thể rồi. Tống Thư Hàng cười khổ. Xem ra chỉ có thể đến khu Giang Nam rồi hỏi sau thôi, bây giờ đang ở trên người con rối Ngân Long đang tăng tốc cũng khó mà nhắn tin được. Mà lúc này trong căn phòng bị Ngư Kiều Kiều gọi là căn phòng tối nhỏ trong một cái biệt thự ở khu Giang Nam. Nói là phòng tối nhỏ thế thôi chứ thực ra căn phòng đó rất rộng rãi, độ sáng cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Trong góc phòng có một cái bàn cực to, bên cạnh đó còn có một cái ghế ông chủ được chỉnh độ cao phù hợp. Bây giờ Cao Mỗ Mỗ đang tựa cả người vào chiếc ghế giám đốc kia, đặc biệt là chiếc ghế giám đốc đó còn có thể khởi động chức năng massage toàn thân, khiến anh ta sướng đến run người. Bên cạnh anh ta còn có một chiếc giường đôi hoa lệ, bạn gái nhà y của anh ta đã có một giấc ngủ say ngọt ngào trên giường. Ngư Kiều Kiều đúng là thần thông quảng đại, hôm đó anh ta vừa định làm chuyện ấy ấy qua điện thoại với bạn gái thì tối đó nhà y đã bị sách tới rồi. Giống hệt Cao Mỗ Mỗ. Khi bị đưa đến đây nhà y còn vẫy tay về phía cô ấy vô cùng vui vẻ, cứ như là bị tẩy não vậy. Sau đó nhà y ở bên cạnh Cao Mỗ Mỗ trong căn phòng tối nhỏ đó, nhưng cô không bị hạn chế phạm vi hoạt động mà có thể đi bất kỳ đâu trong biệt thự, muốn rời đi bất cứ lúc nào cũng được. Viết xong một chương nữa rồi, nhưng vẫn chưa sửa lại, chương này để mai đi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, Cao Mỗ Mỗ tự nhủ, hôm nay anh cũng đã viết gần 20.300 chữ rồi. Mấy ngày nay, ngày nào cũng 20 đến 30.000 chữ, thực sự là tốc độ mà trước đây Cao Mỗ Mỗ không thể nào tưởng tượng nổi. Trước đây một ngày tối đa anh ta chỉ có thể viết 10.000 chữ, cho dù là ngày lễ nghỉ ở nhà cả ngày gõ chữ cũng chỉ có thể được nhiều như thế thôi. Hơn nữa mỗi lần sau khi viết xong 10.000 chữ, cho dù có muốn viết tiếp thì cả người cả đầu hệt như sắp nổ tung, căn bản không thể nghĩ thêm ra bất kỳ kịch tình nào nữa. Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy lúc nào đầu óc mình cũng trong trạng thái lạnh như băng. Cho dù vừa quất xong 30.000 chữ thì tinh thần vẫn hừng hực như trước. Lúc đầu anh ta bị dọa sợ, cho là cái cô Ngư Kiều Kiều từ trước đến nay chỉ thấy hình, nghe thấy tiếng chưa thấy người thật bao giờ kia cho thuốc kích thích vào trong thức ăn của mình. Cũng chỉ có các loại thuốc kích thích mới có thể khiến con người gõ chữ vất vả cả một ngày vẫn phấn chấn tinh thần được thôi. Nhưng sau này anh ta phát hiện ngoại trừ việc cả người tràn đầy tinh thần, đầu óc thanh tỉnh ra cũng không có bất cứ hậu di chứng không tốt nào cả. Điều khiến anh ta càng không dám tin hơn cả là trạng thái sức khỏe của mình. Mấy ngày này ngày nào cũng khóa mình trong căn phòng tối nhỏ đó liều mạng gõ chữ, theo lý mà nói thì sức khỏe của anh ta nên tụt dốc nhanh chóng mới đúng. Nhưng mấy ngày nay anh ta cảm thấy sức khỏe của mình vẫn cực kỳ tốt. Mấy múi cơ bụng dần bị mất đi do thời đại học lười tập luyện giờ đây lại ngày càng lộ ra rõ ràng hơn, anh ta cảm giác hai cánh tay mình đều tràn đầy lực lượng. Không chỉ có thế. Anh ta còn cảm thấy hàng ngày độc tố trong cơ thể mình cũng được tống ra nhiều hơn, trạng thái sức khỏe tốt đừng hỏi luôn. Thậm chí một vài vết thương ngầm trên người anh ta cũng khỏi hẳn luôn. Ví dụ như bả vai phải của anh ta chẳng hạn, vào năm lớp 11 do thường xuyên chơi game, cộng thêm hay gõ chữ về đêm nên vai phải thường bị đau nhức. Vì thế chỉ cần anh ta duy trì tư thế gõ chữ một lúc thôi là nó sẽ lại sưng đau lên. Mà sáng sớm hôm qua sau khi tỉnh lại, Cao Mỗ Mỗ phát hiện cảm giác sưng đau trên vai phải của mình đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ điều duy nhất Cao Mỗ Mỗ có thể khẳng định chính là trong đồ ăn Ngư Kiều Kiều đưa cho anh ta hàng ngày chắc chắn có vấn đề. Chỉ là không biết những thứ này tốt thật, hay là sẽ để lại hậu di chứng nữa.
Sau đó anh ta lưu chương vừa viết thật cẩn thận. Nghĩ một chút, Cao Mỗ Mỗ nhấn nút ấn liên lạc với Ngư Kiều Kiều ở trên bàn. Sau khi ấn xuống, giọng nói đáng yêu của một cô gái lập tức truyền ra từ bên tai anh ta. Cao tiên sinh, ngươi lại viết xong một chương nữa rồi à? Bên cạnh không có bất cứ dụng cụ truyền âm gì nhưng giọng nói của đối phương cứ thế trực tiếp xuất hiện bên tai anh. Đây là pháp thuật truyền âm nhập mật, tất nhiên là Cao Mỗ Mỗ không thể nào hiểu được rồi. Nhưng tôi vẫn chưa sửa, tính là ngày mai đi, Cao Mỗ Mỗ lắc đầu nói. Không sao, hôm nay ta đọc đủ sướng rồi, Ngư Kiều Kiều cười hì hì rồi nói tiếp. Thế ngươi tìm ta có chuyện gì à? Đúng vậy, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô, Cao Mỗ Mỗ nói. Nghe giọng nói đáng yêu của cô gái này, anh hoàn toàn không nghĩ tới cô ấy lại là nữ độc giả độc ác bắt anh nhốt vào trong phòng tối nhỏ. Có fan đáng sợ như thế này, áp lực quá. Ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ biết gì nói đó, ngôn vô bất tận, Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói. Cao Mỗ Mỗ, vấn đề thứ nhất, cô còn muốn nhốt tôi bao lâu nữa? À, nếu có thể, ta có thể nhốt ngươi cả đời được không? Giọng nói đáng yêu của Ngư Kiều Kiều vang lên. Tôi từ chối, giọng nói vang dội hữu lực của Cao Mỗ Mỗ vang lên. Nhốt mình cả đời, thà mình đập đầu chết còn hơn. Ta đùa thôi, ta đưa Cao tiên sinh đến đây chủ yếu là muốn nhờ ngươi viết cho bọn ta một câu chuyện thú vị. Sau đó bọn ta sẽ quay câu chuyện này thành một bộ phim, Ngư Kiều Kiều nói. Cao Mỗ Mỗ, đậu xanh, nói trắng ra là mấy người muốn tôi viết kịch bản phim cho mấy người chứ gì. Loại chuyện này chỉ cần nói một tiếng, sau đó ký hợp đồng gì đó mới đúng chứ. Bây giờ chuyện của tác giả mạng được quay thành phim mạng, phim truyền hình có phải lạ đâu. Có cần phải nhốt mình vào phòng tối gõ chữ không chứ? Ta nghĩ nếu đã muốn nhờ ngươi viết kịch bản cho bọn ta, thì đúng lúc có thể bắt ngươi đến gõ chữ luôn. Ta rất thích đọc tiểu thuyết của ngươi, chỉ có điều thời gian ngươi áp chương mới quá chậm, căn bản đọc không đã. Bây giờ một ngày 20, 30.000 chữ mới miễn cưỡng khiến ta hài lòng. Thật ra thì nếu được 50, 60 chữ thì càng tốt, đáng tiếc tốc độ của ngươi không nhanh như vậy, Ngư Kiều Kiều lại nói tiếp. Hốc mắt của Cao Mỗ Mỗ lập tức đỏ hoen, suy cho cùng, viết kịch bản phim gì đó chỉ là bổ sung thêm thôi, còn bắt mình đến nhốt vào phòng tối để gõ chữ mới là nguyện vọng chính. Cao tiên sinh còn có vấn đề gì khác không? Ngư Kiều Kiều khẽ cười hỏi. Vấn đề tiếp theo, cô đã cho gì vào thức ăn hàng ngày của tôi? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Vấn đề này rất quan trọng, mặc dù trong thời gian ngắn những thứ đó không gây ra hậu di chứng gì, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh ngầm của mình. Nhưng nếu những hậu di chứng này kéo dài tới mãi về sau mới bùng phát thì sao? Như thế thì càng đáng sợ hơn ấy. Cuối cùng ngươi cũng chú ý tới điểm này à, ta còn tưởng ngươi sẽ chú ý đến sớm hơn cơ, nhắc đến đề tài này, Ngư Kiều Kiều rất có hứng thú, cô nói rất nhanh. Thật ra thì cũng chẳng phải thứ to tát gì, thứ ta cho vào trong đồ ăn của ngươi hàng ngày là tỉnh mục đan và hoạt lực dược dịch. Hai loại thuốc này là hai thứ cực bổ, có thể khiến ngươi ngày nào cũng tai thính mắt tinh. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Hơn nữa hai loại thuốc này là hai loại thuốc được truyền từ xưa lại, những nguyên liệu được chọn dùng đều là những dược liệu chân quý, sẽ không để lại bất cứ hậu di chứng gì đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa gần đây ta còn cho vào trong món đậu phụ thối yêu thích của ngươi một chút thối thể dịch, cũng may mà ngươi thích ăn đậu phụ thối nếu không thật sự khó để che giấu mùi của thối thể dịch. Thối thể dịch là loại thuốc mà những người tập võ như bọn ta dùng khi rèn luyện thân thể. Nó có thể giúp tăng cường thể chất, loại trừ những bệnh ngầm bị lưu lại trong cơ thể do tu luyện quá độ chứ cũng không có tác dụng phụ gì cả. Chẳng qua do thể chất của ngươi hơi yếu nên thối thể dịch mà ta cho ngươi dùng đều là loại đã được làm loãng rất nhiều rồi. Thật sự sẽ không có bất cứ hậu di chứng gì chứ? Cao Mỗ Mỗ vẫn vô cùng khẩn trương, anh hỏi. Tuyệt đối không, điểm này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, Ngư Kiều Kiều lên tiếng nói, trong giọng nói của cô dường như có chút lực lượng khiến người khác tin tưởng. Trong giọng nói dễ nghe đó mang theo lực lượng thần bí. Đó là lực lượng của ngư yêu mà cô được di truyền từ mẹ của mình, tiếng hát của người cá luôn mang theo năng lực mị hoặc mà. Khi Ngư Kiều Kiều lên tiếng đảm bảo với Cao Mỗ Mỗ, trong giọng nói của cô cũng bất chi bất giác truyền ra hiệu quả tương tự như mị hoặc, đây là chuyện mà chính bản thân cô đều không nhận ra được. Tôi biết rồi, Cao Mỗ Mỗ gật đầu. Không biết tại sao mà sau khi nghe được sự đảm bảo của Ngư Kiều Kiều, trong lòng anh ta lập tức tin lời cô ngay. Sau đó, Cao Mỗ Mỗ lại hỏi. Vậy trong đồ ăn của nha y cũng cho thêm vật tương tự thế sao? Đúng vậy, nể mặt Cao tiên sinh nên ta tặng thêm phúc lợi đó, Ngư Kiều Kiều cười hì hì.
Phúc lợi này là thứ dù có nhiều tiền cũng khó mà cầu được đấy. Tôi có cần cảm ơn không? Cao Mỗ Mỗ lại nói tiếp. Vậy tôi còn có một yêu cầu cuối cùng. Ngư Kiều Kiều. Cao tiên sinh cứ nói. Cô hãy cho tôi gọi mấy cuộc điện thoại, tôi muốn gọi thêm mấy người bạn thân nữa đến ở cùng tôi, cùng bị nhốt vào căn phòng tối nhỏ với tôi, giọng nói tràn đầy kiên định của Cao Mỗ Mỗ vang lên. Anh em tốt là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bây giờ anh gặp được chỗ tốt thần kỳ như vậy, dĩ nhiên phải chia sẻ với anh em một chút rồi. Ba tên hãm thổ ba, Dương Đức, Thư Hằng cũng phải được bồi bổ chứ. Sau đó, sau khi hưởng thụ những chỗ tốt tuyệt vời đó xong, các anh em cùng bị nhốt vào trong phòng tối nhỏ với anh ta chắc là không sao đâu nhỉ. Có họa cùng chịu mà. Được rồi, ta có thể cho ngươi liên lạc với mấy người bạn thân của mình, Ngư Kiều Kiều gật đầu nói. Một lát sau, hai cô gái ăn mặc như nha hoàn đi vào, đặt một chiếc điện thoại bàn lên bàn làm việc của Cao Mỗ Mỗ. Sau khi lắp điện thoại xong, hai cô gái ăn mặc như nha hoàn kia mỉm cười hành lễ cáo lui rồi đi ra khỏi phòng. Cao Mỗ Mỗ thở dài, anh lấy điện thoại di động của mình ra, ấn thử vào dãy số của Tống Thư Hàng nhưng vì hắn đang ở trong phòng tối nhỏ nên sóng điện thoại bị chặn rồi. Vì thế điện thoại di động của anh ta không thể lên mạng, hay gọi đi được. Nhưng thế không phải do Ngư Kiều Kiều sợ anh liên lạc với bên ngoài mà là muốn tránh cho Cao Mỗ Mỗ lên mạng không chuyên tâm gõ chữ được. Thế là Cao Mỗ Mỗ đành nhấc điện thoại bàn lên, bấm số của Tống Thư Hàng. Ngay sau đó giọng nói của Tống Thư Hàng truyền ra từ trong điện thoại. Alo, xin chào, ai thế ạ? Thư Hàng, tao đây, Cao Mỗ Mỗ đây. Cao Mỗ Mỗ nói với vẻ nhiệt tình. Ha ha, là Mỗ Mỗ à, không phải dạo này là thời gian thân mật của mày với bạn gái sao? Tìm tao có chuyện gì thế? Tống Thư Hàng hỏi. Hình như Cao Mỗ Mỗ nghe thấy tiếng gió rít gào từ trong điện thoại, Tống Thư Hàng đang làm cái gì vậy? Thư Hàng, bây giờ mày đang ở đâu? Có rảnh không? Nếu rảnh thì mấy anh em mình hẹn một chỗ để tụ tập đi, Cao Mỗ Mỗ nói. Không thành vấn đề, nhưng bây giờ tao đang có chút việc, nhưng cũng xong nhanh thôi. Bao giờ thì tụ, tụ ở đâu đây, tao sẽ nhanh chóng đến đó, Tống Thư Hàng trả lời vô cùng sảng khoái. Địa điểm thì tao đã tìm được rồi, chút nữa tao sẽ gửi tin nhắn địa chỉ cho mày. Về thời gian thì mày cứ làm xong chuyện của mày đi rồi tới, lần này chúng ta ở cùng nhau mấy ngày đi. Bạn gái tao nhà y cũng đang ở đây, Cao Mỗ Mỗ nhanh chóng trả lời. Anh không nói ra địa chỉ ngay là vì từ sau khi bị bắt nhốt vào phòng tối thì anh chưa từng rời khỏi đây bao giờ. Vì thế anh căn bản không hề biết địa chỉ của ngôi biệt thự này. Thế là Cao Mỗ Mỗ lại ấn một cái nút ấn khác ở trên bàn. Hai cô gái vừa mới lắp điện thoại cho anh lại đi vào, mỉm cười và hỏi. Cao tiên sinh, anh có chuyện gì muốn phân phó sao? Cao Mỗ Mỗ. Địa chỉ cụ thể của biệt thự này là gì thế? Số 105, đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, khu Giang Nam, một trong hai cô nha hoàn trả lời. Được rồi, tôi nhớ rồi. Đúng rồi, hai cô giúp tôi gửi tin nhắn địa chỉ này cho bạn của tôi đi, vừa nói, Cao Mỗ Mỗ vừa đọc số điện thoại của Tống Thư Hàng cho hai cô gái ăn mặc như nha hoàn này. Vâng, Cao tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức gửi tin nhắn ngay, sau khi lưu số điện thoại của Tống Thư Hàng xong. Hai cô gái đó rời khỏi căn phòng tối nhỏ. Mà nói mới nhớ, rốt cuộc lai lịch của cô gái Ngư Kiều Kiều này là gì nhỉ? Thời buổi này mà vẫn còn có nha hoàn nữa. Cao Mỗ Mỗ thầm nói trong lòng. Sau đó anh bắt đầu bấm số điện thoại của thổ ba, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Cho dù có bị lộ thân phận tác giả tiểu thuyết mạng của mình cũng phải lôi kéo ba thằng bạn kia đến đây bị nhốt với mình mới được. Ở phía bên kia, chỉ chốc lát sau Tống Thư Hàng đã bay đến bầu trời trên khu Giang Nam. Tốc độ của con rối Ngân Long chậm dần, Tống Thư Hàng bắt đầu tìm nick của Ngư Kiều Kiều rồi gửi đi một tin nhắn. Kiều Kiều, vị trí cụ thể của cô bây giờ là gì? Ngư Kiều Kiều nhanh chóng trả lời lại. Số 105, đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, khu Giang Nam. Mau đến đây, ta sẽ giới thiệu vị tác giả kia cho người biết. Sau khi Ngư Kiều Kiều vừa đọc địa chỉ không đến 2 giây, một tin nhắn cũng được gửi đến điện thoại của Tống Thư Hàng. Địa chỉ, số 105, đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, khu Giang Nam. Kiều Kiều cẩn thận thật, còn gửi cả tin nhắn đến nữa chứ, Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười. Sau đó hắn mở điện thoại di động ra, dẫn đến vị trí, số 105, đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, khu Giang Nam. Con rối Ngân Long lại lần nữa dương cánh. Bay thật nhanh về phía biệt thự của Ngư Kiều Kiều.
2 phút sau, con rối ngân long duy trì trạng thái ẩn không để người bình thường không nhìn thấy rồi từ không trung đáp xuống sân biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Ở đó, Ngư Kiều Kiều đã đứng chờ từ rất lâu rồi. Tống Thư Hàng vừa đáp xuống, cô lập tức nhảy một cái lên bả vai của Tống Thư Hàng rồi nói. Chương 594, Đậu Xanh, đây không phải là thằng bạn thân cao mỗ mỗ của mình sao? Khi nhảy lên bả vai của Tống Thư Hàng một cách thuần thục, Ngư Kiều Kiều nhìn thấy quanh người Tống Thư Hàng có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt dường như đang bảo vệ hắn. Thấy thế, cô nháy mắt một cái. Má ơi, hộ thể công đức chi quang. Cô là nửa giao nửa yêu nên rất nhạy cảm với loại công đức chi quang này. Dù sao thì hộ thể công đức chi quang cũng là thứ khiến yêu ma quỷ quái không thể chạm vào người được. Chỉ có điều Ngư Kiều Kiều không có ác ý với Tống Thư Hàng vì thế khi nhảy lên cô mới không bị công đức chi quang văng ra ngoài. Ha ha ha, cô chỉ cái này à? Nói ra thì dài lắm, cách đây không lâu ta vừa mới học được cách siêu độ. Sau đó thì trùng hợp gặp được rất nhiều vong hồn của linh hoàng ngũ phẩm tinh khiết, sau đó ta một lèo siêu độ hết cho họ, cuối cùng ngưng tụ được hộ thể công đức chi quang này, Tống Thư Hàng nói. Rất nhiều vong hồn cấp bậc linh hoàng. Sau đó đợi ngươi đi siêu độ hết đến mức ngươi có thể ngưng tụ thành hộ thể công đức chi quang luôn. Sự may mắn của ngươi thật sự rất khủng đấy. Ngư Kiều Kiều liếc mắt. Thư Hàng, thành thật khai báo đi, có phải ngươi là Bạch Tôn giả ngụy trang thành không? Hoặc là đúng hôm đó Bạch Tôn giả lại nhớ đến ta, sau đó thêm cho ta cái chúc phúc cách không gì đó. Tống Thư Hàng trả lời, hơn nữa hắn không hề cảm thấy vận khí gần đây của mình rất tốt. Mà hắn cảm thấy gần đây mình rất thảm. Chỉ cần không cẩn thận bộc phát bí pháp giám định là cả người hắn bắt đầu phun máu. Khi học tập siêu độ chi pháp, hắn vẫn được thể nghiệm mùi vị của cái chết một lần nữa. Hơn nữa, linh quỷ trên người hắn còn bị người ta cưỡng chế mượn đi. Đúng rồi, còn có nữa là mối tình đầu của hắn đã từng mẫn đạo một lần, bây giờ đã là trạng thái linh quỷ được sinh ra rồi. Điều đặc biệt cuối cùng là khi nhớ tới mắt hắn sẽ ướt bởi vì không ngờ mối tình đầu của hắn lại bị người khác khế ước mất. Ngư Kiều Kiều thì lâm vào trạng thái trầm tư, sự chúc phúc của Bạch Tôn giả có tác dụng vậy sao? Mình có nên đi cầu một cái bùa hộ mạng về thử không nhỉ? Dưới sự hướng dẫn của Ngư Kiều Kiều, Thư Hàng dần dần tiến đến căn phòng nhỏ đang nhốt tác giả kia. Dọc đường đi, hắn vừa đi vừa giải thích với Ngư Kiều Kiều về chuyện linh quỷ của mình bị người khác cưỡng chế mượn đi cùng với chuyện vị đại năng mượn linh quỷ của mình đi kia đang đi đến Biển Đông. Ngư Kiều Kiều hỏi. Linh quỷ cũng có thể bị người khác cưỡng ép mượn đi sao? Ta thật sự chưa nghe thấy loại chuyện này bao giờ. Linh quỷ chỉ cần ký kết khế ước với bản tôn thì sẽ là một thể với bản tôn. Mượn linh quỷ đi, xét từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì giống như là mượn đi cánh tay của Tống Thư Hàng vậy, hơn nữa còn với điều kiện tiên quyết là không chặt đứt cánh tay của hắn. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng, có điều sau khi linh quỷ bị mượn đi hắn cũng nhận được một vài chỗ tốt. Ví dụ như bây giờ, linh quỷ đã là linh quỷ cao cấp hiếm có, sau khi kéo ra ngoài nó lại trở thành bảo bối đến cả các tu sĩ có cấp bậc như thất tu tôn giả trở lại cũng yêu thích. Ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý đến tin tức ở Biển Đông nhiều hơn giúp ngươi. Chỉ cần có tin tức đặc biệt gì ta cũng sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên, Ngư Kiều Kiều vỗ cái móng vuốt nhỏ vào ngực rồi nói. Loại chuyện này chỉ là chuyện còn con thôi. Cảm ơn cô, Kiều Kiều, Tống Thư Hàng nói. Biển Đông mênh mông rộng lớn như vậy. Một mình hắn quả thực không thể làm gì được. Bây giờ chỉ có thể chờ vào tin tức của Ngư Kiều Kiều thôi. Hy vọng có thể tìm được tung tích của linh quỷ. Đừng lo, nghe người miêu tả thì hình như vị tiền bối kia không có ác ý đâu. Hơn nữa những tiền bối có thực lực đạt đến trình độ đó nói sao làm vậy. Nếu hắn đã đồng ý sẽ trả linh quỷ lại thì chắc chắn sẽ trả lại, Ngư Kiều Kiều an ủi. Chỉ mong là thế, Tống Thư Hàng nói. Đi thôi, gác chuyện phiền não sang một bên đã. Chúng ta đến gặp vị tác giả kia đi, sau đó nhờ hắn viết cho chúng ta một câu chuyện thú vị, Ngư Kiều Kiều nói, trên mặt cô tràn đầy cảm giác vui vẻ. Trên đường, Tống Thư Hàng tùy ý hỏi. Kiều Kiều, cô tìm được vị tác giả kia ở đâu thế? Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói. Ở ngay khu Giang Nam này này, thế nên ta mới trực tiếp xây dựng căn phòng tối nhỏ ở khu Giang Nam chứ? Tống Thư Hàng gật đầu. Trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến bạn tốt cao mỗ mỗ của mình. Nó cũng là người ở khu Giang Nam nhỉ. Ba thằng bạn của Tống Thư Hàng là Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức đều là người ở xung quanh thành phố Giang Nam. Vì thế bọn họ mới ở ký túc xá kiểu nửa vời, thứ hai đến thứ sáu là ở trường,
còn thứ bảy và chủ nhật thì đều về nhà hết. Nhớ đến Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hằng không khỏi nhớ đến cách đây không lâu Cao Mỗ Mỗ còn hưng phấn giới thiệu cho hắn một bạn nữ trên mạng tên là Ngư Kiều Kiều. Ê Kha Ân, sao càng nghĩ càng thấy sai sai thế này? Kiều Kiều, sao cô tìm được vị tác giả đó thế? Tống Thư Hằng hỏi lại lần nữa. Ngư Kiều Kiều cười he he. Nói ra thì dài lắm, mấy hôm trước ta mới tạo một nick chat, sau đó tìm được nick của vị tác giả kia, không lâu sau đó hắn liền ad với ta. Một tip quen tai quá đi mất, Tống Thư Hằng lại hỏi tiếp. Kiều Kiều, nick của cô là gì? Chỉ là tên thật của ta Ngư Kiều Kiều thôi, ta cảm thấy tên mình nghe hay lắm mà, Ngư Kiều Kiều nói. Tống Thư Hằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Càng ngày càng cảm thấy không ổn rồi. Nhắc đến chuyện này Ngư Kiều Kiều rất có hứng thú, cô nói tiếp. Sau đó có một ngày ta giả vờ là một cô gái dễ xấu hổ, chỉ nói chuyện với tên tác giả kia vài ba câu đã có được địa chỉ gia đình của hắn một cách thành công. Đúng rồi, trong đó còn xảy ra một chuyện thú vị nữa cơ, vị tác giả kia còn hỏi xem ảnh của ta nữa. Tống Thư Hằng. Toi rồi, sao càng nghe càng quen tai thế này? Tống Thư Hằng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Cô gửi ảnh của ai cho tên tác giả đó thế? Ngư Kiều Kiều không thể gửi ảnh của mình đi được, tuy sau khi tấn thăng thành ngũ phẩm hóa hình sau cô nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, nhưng bây giờ cô vẫn trong trạng thái nửa người nửa cá mà. Dĩ nhiên là gửi của ta rồi, vị tác giả kia là vị tác giả ta thích, ta không thể dùng ảnh của người khác để lừa hắn được. Ngư Kiều Kiều cười duyên một tiếng. Có điều bức ảnh ta gửi là bức ảnh ta chụp chung với mẹ khi còn bé, khi đó ta vẫn còn là một con cá bé như cá bé. Ừ. Tiện thể nói luôn là mẹ ta là một đại mỹ nhân đấy, tên tác giả kia không bị thiệt đâu. Tống Thư Hằng. Hắn cảm thấy lòng mình có chút hoang mang. Sẽ không trùng hợp thế chứ? Trên thế giới này sẽ không có chuyện trùng hợp như thế chứ? Mà còn, Ngư Kiều Kiều cô gửi ảnh của mẹ mình cho người đàn ông khác xa lạ ở trên mạng, cha cô Giao Phách Chân Quân có biết không? Khi Tống Thư Hằng đáp xuống từ không trung đã là 3 giờ 58 phút rồi. Bây giờ sau khi nói chuyện vài câu với Ngư Kiều Kiều, thời gian đã nhảy sang một ngày mới. Rạng sáng thứ tư ngày 7 tháng 8. Đến rồi, chính là căn phòng trước mặt này, Ngư Kiều Kiều vừa chỉ vào căn phòng tối nhỏ trước mặt vừa nói. Ngoài cửa, hai cô gái ăn mặc như nha hoàn khẽ hành thị về phía Tống Thư Hằng, sau đó các cô đưa tay đẩy cửa phòng ra. Đợi đã, hai cô đừng mở vội, Tống Thư Hằng kêu lên. Bây giờ hắn rất nghi ngờ vị tác giả trong căn phòng tối nhỏ này có phải là bạn thân Cao Mỗ Mỗ của hắn không? Nếu quả thật là như thế thì hắn phải đối mặt với bạn thân như thế nào? Vì thế trước hết hãy để hắn chuẩn bị tâm lý trước đã. Tốt nhất là để hắn khẽ nhòm qua khe cửa, xác nhận tác giả trong đó là ai trước. Nhưng giọng nói của Thư Hằng đã trễ mất một bước. Hai cô gái ăn mặc như nha hoàn kia đều là bán yêu nhị phẩm, hai cô vừa đưa tay ra một cái thôi. Một đạo nhu kình đã được đánh ra, đến động cũng chưa động vào cửa, cửa đã mở ra rồi. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Tống Thư Hằng. Đừng là Cao Mỗ Mỗ, đừng là Cao Mỗ Mỗ, tuyệt đối đừng là Cao Mỗ Mỗ. Thư Hằng, ngươi làm gì vậy? Ngư Kiều Kiều nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hằng, cảm giác hắn có chút kỳ lạ. Lúc này, cửa phòng mở ra, lộ ra vị tác giả đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc. Hưởng thụ sự sung sướng khi được massage trong căn phòng tối nhỏ kia. Giống như cảm nhận được cửa mở ra, vị tác giả kia cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Thư Hằng tiếp xúc với ánh mắt của đối phương. Tống Thư Hằng bối rối, không gạch dưới không. Dưới ánh sáng sáng ngời, Tống Thư Hằng nhìn thấy khuôn mặt hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trông khá đẹp trai, trên mặt đeo một cái kính mốt mới. Khi vị tác giả này ngẩng đầu lên tròng kính sẽ chiết xạ ra ánh sáng quỷ dị. Chắc chắn Cao Mỗ Mỗ và Diệt Phượng công tử mua kính cùng một nhà. Đúng vậy, đó chính là bạn thân của hắn Cao Mỗ Mỗ. Thằng Cao Mỗ Mỗ ngu si này, không phải trước kia cứ luôn mồm phủ nhận mình là tác giả mạng sao? Tại sao cuối cùng nó lại bị Ngư Kiều Kiều bắt nhốt vào phòng nhỏ tối gõ chứ hả? Nhưng vấn đề bây giờ không phải là cái này, vấn đề là hắn phải đối mặt với Cao Mỗ Mỗ thế nào? Đầu óc Tống Thư Hằng nhanh chóng hoạt động. Lập tức nói xin lỗi. Ha, xin lỗi, Cao Mỗ Mỗ, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tuyệt vời, Ngư Kiều Kiều là bạn của tao, bọn ta muốn quay một bộ phim, muốn tìm một tác giả viết sách hay, không ngờ Ngư Kiều Kiều lại bắt mày đến. Sau đó sẽ đính kèm một bài luận văn xin lỗi nhỏ 300 chữ nữa.
hay là lên tiếng áp đảo trước? Đậu xanh, Cao Mỗ Mỗ, tại sao mày lại ở đây? Hay là giả ngu? Ý, Cao Mỗ Mỗ, mày cũng đến đây chơi à? Trùng hợp thật đấy, tao cũng vừa mới đến đây làm khách xong. Mà Cao Mỗ Mỗ ở trong phòng cũng nhìn về phía khuôn mặt vị khách đến thăm. Sau đó anh ta cũng ngây người. Đây không phải là bạn thân Tống Thư Hàng của mình sao? Đù, tốc độ của Tống Thư Hàng nhanh như thế từ bao giờ vậy? Mấy phút trước, mình vừa mới bảo hai cô gái ăn mặc kiểu nha hoàn kia nhắn tin địa chỉ nơi này cho nó mà nó đã đến rồi sao? Chẳng lẽ đúng lúc nó đang ở gần đây? Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng quỷ dị. Lão Cao, Tống Thư Hàng cố gắng vẫy tay về phía Cao Mỗ Mỗ. Đù má, Thư Hàng, mày đến nhanh thật đấy. Tao vừa mới bảo người nhắn tin gửi địa chỉ nơi này cho mày xong thế mà mới mấy phút mày đã đến rồi. Cao Mỗ Mỗ bật dậy từ chiếc ghế giám đốc, vẫy tay với Tống Thư Hàng. Thư Hàng, chẳng lẽ vừa rồi mày đang ở gần đây à? Bảo người nhắn tin địa chỉ nơi này cho mày. Thì ra tin nhắn mình nhận được lúc cưỡi trên người con rối ngân long kia chính là do Cao Mỗ Mỗ nhờ người gửi tới. Tống Thư Hàng cười khan. Mẹ nó có cần phải trùng hợp nhiều thế không? Đừng có đứng ngẩn người ở cửa nữa, mau vào đi, mau vào đi. Đúng rồi, nhỏ tiếng một chút thôi, nhà y vừa mới ngủ cách đây không lâu, đừng quấy rầy cô ấy tính lại, Cao Mỗ Mỗ lại nói tiếp. Được cậu ta nhắc nhở, Tống Thư Hàng mới nhìn sang thân thể nhỏ nhắn đang co lại. Ngủ một giấc ngủ say nồng trên chiếc giường xa hoa kia của nhà y. Tống Thư Hàng. Trong cổ họng hắn có một ngụm đờm nhưng lại không biết phải nhổ ra thế nào. Mà vẻ mặt Ngư Kiều Kiều đang ngồi trên vai Tống Thư Hàng lúc này thì vô cùng bối rối, không gạch dưới không. Chương 595, ngày hôm đó, tự dung tao muốn đóng phim. Ngư Kiều Kiều truyền âm nhập mật hỏi. Thư Hàng, tên tác giả này là người quen của ngươi à? Tống Thư Hàng cũng truyền âm ngược lại. Giở khóc giở cười nói. Cao Mỗ Mỗ này là bạn thân ở chung ký túc xá với ta. Ngư Kiều Kiều. Có cần trùng hợp thế không? Năm 19 toàn thế giới có hơn 80 triệu dân, thế mà tên tiểu thuyết gia cô tùy tiện bắt, lại là bạn thân cùng ký túc xá với Tống Thư Hằng. Vậy có khi nào tác giả vẽ manga tiếp theo mà cô muốn bắt đây là bà dì của hắn không? Tống Thư Hằng bước vào trong phòng tối nhỏ với vẻ cứng đờ. Hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống đối diện Cao Mỗ Mỗ, sau đó hắn nhìn lên chiếc ghế giám đốc xa hoa mà Cao Mỗ Mỗ đang ngồi, hình như hưởng thụ phết nhỉ. Sau lưng, có hai cô gái mặc đồ như nha hoàn khẽ mỉm cười rồi khép cửa lại. Cao Mỗ Mỗ rót một ly nước, đưa cho Tống Thư Hằng, hỏi. Thư Hằng, trước đó mày gọi nói với tao là còn có chuyện phải làm, giải quyết xong rồi à? Tìm được biện pháp giải quyết rồi, giờ đang chờ giải quyết thôi, chuyện này cũng không gấp được. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp, ánh mắt rơi nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ và cái máy vi tính của hắn. Hắn định tìm một cơ hội giải thích chuyện này cho Cao Mỗ Mỗ, dù sao nó cũng là bạn thân của mình, lừa dối bạn mình hắn sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hơn nữa nguyên nhân còn do mình hại nó bị Ngư Kiều Kiều bắt vào trong căn phòng tối nhỏ này nữa. Mày tới nhanh vậy, vừa rồi ở gần đây à? Cao Mỗ Mỗ lại hỏi chuyện này. Coi là thế đi, Tống Thư Hàng cười khổ. Cao Mỗ Mỗ nhìn Thư Hàng với vẻ kỳ quái, cứ cảm thấy hôm nay tên này có chút gì đó không đúng. Hơn nữa, mới nửa tháng không gặp thôi mà hình như Thư Hàng lại cao hơn một ít nhỉ. Còn đô gia nữa chứ? Cao Mỗ Mỗ lại nói. Tao vừa gọi điện cho Thổ Ba với Dương Đức xong, Thổ Ba nói nó đang ở nhà ông ngoại, trưa mai có thể tới. Dương Đức thì nói hắn phải thức suốt đêm là một cái phần mềm nhỏ, chiều mai ngủ dậy thì tới sau. Ngày mai, bốn anh em chúng ta có thể tụ hợp rồi. Đến lúc đó tha hồ mà uống. Duyệt Tống Thư Hằng gật đầu một cái. Hắn nâng tay cầm ly nước, khẽ nhấp môi một cái. Rốt cuộc phải giải thích chuyện này với Cao Mỗ Mỗ sao cho phải đây? Nếu mà nói thẳng ra, chưa biết chừng sẽ mất tình bạn. Nhưng mà nếu uyển chuyển quá thì lại sợ giải thích không rõ ràng dẫn đến hiểu lầm to hơn thì càng khó giải quyết. Cao Mỗ Mỗ ngồi trên chiếc ghế dựa, khẽ đẩy đẩy mắt kiếng. Tâm trạng của Thư Hằng quả nhiên không ổn. Từ lúc nó bước vào cửa nhìn thấy mình tới giờ cứ luôn ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Còn nữa, chẳng lẽ nó không thấy tò mò tại sao mình lại ở trong cái biệt thự này sao? Nếu bình thường, sau khi bước vào Thư Hàng sẽ ôm mình một cái thiệt nhiệt tình, sau đó lập tức hỏi mình sao lại chọn căn biệt thự này làm nơi gặp mặt mới phải chứ? Cao Mỗ Mỗ khoanh hai tay lại, chống cằm, ánh mắt xuyên qua mắt kính nhìn vào Tống Thư Hàng. Không biết tại sao mà mình cứ có cảm giác như tên này sớm đã biết hết mọi chuyện.
biết tại sao mình lại ở trong căn biệt thự này vậy? Cao Mỗ suy tư trong chốc lát rồi nói. Thư Hàng, tao có một bí mật muốn nói với mày. Bí mật gì? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Thật ra thì, lần trước trong lúc chat mà tao giấu giếm tụi mày, thực ra lúc đó tao đang viết tiểu thuyết, hơn nữa đã viết từ lâu rồi, Cao Mỗ Mỗ nói. Từ lúc gọi ba người Tống Thư Hàng, Thổ Ba và Dương Đức tới đây, trong lòng hắn đã hiểu bí mật này của mình chắc chắn là không giữ được nữa rồi, bởi vì sau này ngày nào anh ta cũng phải ráng gõ 20-30 ngàn chữ cho Ngư Kiều Kiều, cho nên thà nói thẳng ra sẽ tốt hơn. Ừ, Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, cuối cùng vẫn trở lại chủ đề này rồi. Cao Mỗ Mỗ tiếp tục duy trì tư thế hai tay đan lại chống cằm, không ngờ thằng Thư Hằng lại chẳng bất ngờ tí nào cả. Hắn tiếp tục nói. Sau đó, mấy ngày trước trong lúc chat, không phải tao đã nói với mày là có một nữ độc giả xinh đẹp kết bạn với tao sao? Mày còn nhớ không, cô gái xinh đẹp tên là Ngư Kiều Kiều, tao còn gửi hình cho tụi mày xem, định giới thiệu cho mấy thằng FA tụi mày đó. Nhớ, Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, ấn tượng sâu sắc mà. Ngư Kiều Kiều đang đứng trên vai hắn dùng hai cái móng vuốt che mắt lại, diễn biến của chuyện này quá kỳ lạ. Đặc biệt là khi cô nghe Cao Mỗ Mỗ giải thích chuyện này, càng khiến cô lúng túng. Cao Mỗ trầm giọng nói. Sau đó, không biết vị độc giả này dùng thủ đoạn gì mà thuyết phục được ba mẹ tao, sau đó bắt tao tới chỗ này, nhốt tao trong cái phòng tối nhỏ này, bắt tao ngày nào cũng phải gõ chữ. Một ngày ít nhất cũng phải được 20-30 ngàn chữ mới thôi, không gõ được thì cũng không được ăn cơm. Tống Thư Hàng. Khuôn mặt của hắn bây giờ đã căng cứng, không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại Cao Mỗ Mỗ mới tốt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cơm nước ở đây cũng không tệ. Bây giờ mỗi bữa cơm tao có thể ăn tới 3 chén lớn, cơm ở đây vô cùng ngon, cho dù không có thức ăn chỉ ăn cơm không tao cũng có thể ăn được 2 tô, Cao Mỗ tiếp tục nói. Sao không ngon chứ, đây là, linh mễ, mà. Cao Mỗ lại tỏ vẻ thần bí nói. Hơn nữa, thức ăn ở đây còn bỏ thêm chút gia vị đặc biệt. Mấy ngày nay tao ăn, đều cảm thấy ngày nào cả người cũng tràn đầy sức sống, hơn nữa một ít bệnh ngầm trên cơ thể cũng biến mất luôn. Tao còn nghe nói mấy món phối liệu này còn không để lại tác dụng phụ, tao định trước lúc rời khỏi đây, xin cô gái Ngư Kiều Kiều kia một ít, hoạt lực dịch, thối thể dịch, các loại mang về cho người nhà tao thử dùng xem sao. Bởi vì trước kia trong lời nói của Ngư Kiều Kiều có chứa năng lực, mị hoặc, trong lúc vô tình, Cao Mỗ đã có một niềm tin mù quáng đối với, hoạt lực dịch, thối thể dịch, rồi. Cao Mỗ Mỗ liên tục trần thuật. Còn Tống Thư Hàng thì liên tục gật đầu phụ họa. Chờ sau khi Cao Mỗ Mỗ nói xong, Thư Hàng mới thở dài một hơi thật sâu, sau đó dò hỏi. Lão Cao, mày có từng nghĩ đến chuyện chạy khỏi đây không? Mày bị bắt đến đây để gõ chữ được không? Còn bị nhốt trong phòng tối nhỏ, hơn nữa không gõ xong còn không được cho ăn cơm nữa. Tại sao bây giờ mặt mày lại tràn đầy vẻ hưởng thụ, mỗi bữa còn có thể ăn 3 bát cơm lớn nữa chứ? Như thế này hoàn toàn khác với mày lý trí của thường ngày. Phải biết rằng trước đây trong ký túc xá Cao Mỗ Mỗ luôn là người thành thục nhất, luôn đóng vai nhân vật chăm sóc cho ba người Tống Thư Hàng. Chạy đi, Cao Mỗ Mỗ vẫn luôn khoanh tay chống cằm đột nhiên sững sờ. Đậu xanh, ừ nhỉ, sao mình không nghĩ đến chuyện chạy đi nhỉ? Kỳ lạ, từ sau khi bị bắt nhốt vào trong căn phòng này, mình lập tức nhận mệnh ngay, liều mạng gõ chữ đổi cơm ăn, mặc dù Ngư Kiều Kiều chưa từng bỏ đói mình. Nhưng tại sao mình lại chưa từng nghĩ đến chuyện chạy khỏi đây nhỉ? Kể cả lúc trước, khi có được địa chỉ từ trong miệng cô gái mặc đồ nha hoàn cũng thế, mình cũng chưa hề có ý muốn chạy trốn, cũng không hề âm thầm bảo bọn Tống Thư Hàng dùng địa chỉ này để cứu mình luôn. Chẳng lẽ thật sự là vì thức ăn ở đây quá ngon? Nhưng mình cũng không phải là người hay ăn mà. Cao Mỗ Mỗ bắt đầu xoắn xuýt. Lúc này Ngư Kiều Kiều trợn mắt một cái, sau đó truyền âm nhập mật cho Tống Thư Hàng nói. Là vì ám thị tâm lý. Nếu cô đã bắt Cao Mỗ Mỗ đến nhốt vào phòng tối nhỏ chắc chắn sẽ phải phòng chuyện hắn chạy trốn rồi. Nhưng nếu thật sự nhốt hắn trong một nhà tù, như thế sẽ khiến tâm lý của Cao Mỗ Mỗ bị áp chế, trong tình huống như thế còn có thể viết ra được tiểu thuyết hay sao? Chưa biết chừng đến lúc đó Cao Mỗ Mỗ sẽ viết các loại tiểu thuyết, cuộc sống bi thảm trong căn phòng tối nhỏ ấy chứ. Vì thế Ngư Kiều Kiều đã sử dụng cách ám thị tâm lý. Sở hữu huyết thống nửa người nửa cá, cô dùng vô cùng quen tay. Sau khi sử dụng ám thị tâm lý, trong đầu Cao Mỗ Mỗ chưa từng xuất hiện suy nghĩ chạy trốn. Ngày nào cũng ăn cơm, gõ chữ, ngủ, xxx vô cùng sung sướng. Tống Thư Hàng. Quả nhiên,
đối với tác giả mà nói, trong số độc giả có tiên nhân, có người siêu năng lực, người ngoài hành tinh, là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi hoàn toàn không thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán những người siêu năng lực như bọn họ sẽ dùng những cách gì cả. May mà mình không có hứng viết tiểu thuyết, Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Đúng lúc này, sau khi xoắn suýt hồi lâu, Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Thư Hàng, ngày mai chờ Thổ Ba đến, chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch chạy trốn đi. Tống Thư Hàng. Hắn liếc nhìn người trong cuộc Ngư Kiều Kiều đang ở trên bả vai mình, bàn chuyện làm thế nào để thoát khỏi bàn tay cô, liệu có thảm quá không? Không đúng, không đúng, chúng ta không thể lập tức chạy trốn được. Tao cũng muốn cho chúng mày nếm thử đồ ăn ở đây, hiệu quả tốt vãi luôn. Tao mới ăn có mấy ngày thôi mà cơ bụng cũng sắp lòi ra rồi. Không cần rèn luyện cũng có thể sở hữu một body đẹp, đây thật sự là mơ ước của tao mà. Cao Mỗ Mỗ cảm thán. Tống Thư Hàng. Mấy ngày nay Cao Mỗ Mỗ gõ chữ nhiều quá bị hỏng rồi sao? Nhưng mặc dù đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng tao vẫn phải chạy đi. Vì thế Thư Hàng, ngày mai nhờ mày đi ra ngoài biệt thự xem có con đường chạy trốn nào tốt không? Cô gái Ngư Kiều Kiều kia chắc chắn sẽ không hạn chế phạm vi hoạt động của mày, đúng lúc có thể lợi dụng điểm đó. Tống Thư Hàng thở một hơi dài thượt. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu cứ giấu giếm hiểu lầm sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến lúc đó muốn nói thẳng thì thật sự sẽ mất bạn luôn. Vì thế Tống Thư Hàng nói. Lão Cao, tao cũng có một bí mật muốn nói với mày. Nói đi, Cao Mỗ Mỗ khoanh hai tay lại chống cằm, cười ha ha. Từ lúc mày bước vào, nhìn thấy vẻ mặt táo bón của mày là tao biết ngay nhất định mày cũng có chuyện muốn nói rồi. Tao chờ câu này của mày lâu lắm rồi đấy. Gì nhỉ, tao nói trước với mày nhé, chờ khi tao nói xong bí mật của tao mày không được trở mặt đâu đấy. Tống Thư Hàng rào trước đón sau nói. Cao Mỗ Mỗ cười, sau đó dùng giọng nói khoa trương nói. Thư Hàng này, tình cảm giữa chúng ta là gì chứ? Yên tâm đi. Tình bạn giữa chúng ta chắc chắn có thể chịu đựng được bất kỳ cuồng phong bạo vũ nào. Ừ, vậy tao nói nhé, Tống Thư Hàng hắng giọng một cái rồi nói. Bắt đầu nói từ đâu thì được nhỉ, thế nói từ khi vừa bắt đầu nghỉ hè đi. Hôm đó tự dưng tao muốn quay một bộ phim. Mặc dù rất muốn nói thẳng là vì nguyên nhân bắt đầu từ mình nên Ngư Kiều Kiều mới bắt Cao Mỗ Mỗ nhốt vào phòng tối nhỏ. Nhưng nói thẳng cũng phải có kỹ xảo. Nếu trực tiếp lao thẳng vào vấn đề sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực lớn, vì thế hắn phải từ từ phân tích căn nguyên, diễn biến của câu chuyện. Đóng phim, khóe miệng của Cao Mỗ Mỗ khẽ giật giật. Ừ, dĩ nhiên không phải là loại phim mà mày tưởng tượng đâu. Chỉ là muốn đóng một bộ phim cho bọn tao tự thẩm với nhau, sau đó chờ khi đón Tết thì mở ra xem cho vui vẻ thôi, Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Chương 596, Đồng Quái, Tiên Tử, cô phóng lộn người rồi. Tống Thư Hàng thong thả giải thích. Vốn là tao nổi hứng muốn quay một bộ phim điện ảnh nhỏ nhỏ, căn bản chẳng cần kịch bản làm khỉ gì, cứ xem cái gì hay ho thì quay đại cho có, nhưng nghe bạn bè bảo thế thì tao thấy cổ nói cũng có lý lắm. Hơn nữa, người bạn kia của tao còn tự tiến cử, đòi tìm một tác giả viết kịch bản phim giúp cho tao, cũng bảo đảm là cô nhất định sẽ kiếm được một kịch bản thú vị. Thế nên tao cũng gật đầu đồng ý luôn. Nghe tới đó, Cao Mỗ Mỗ sờ lên mặt mình. Phát hiện khóe miệng của mình đang co giật. Thêm mấy hôm trước tao có việc bận đột xuất, phải đi xa một chuyến, cho nên cái nhiệm vụ tìm kiếm vị tác giả sáng tác kịch bản thú vị kia cũng đành phải giao lại hết cho người bạn đáng tin kia của tao toàn quyền quyết định luôn, tao cũng chẳng nhúng tay vào chuyện này nữa. Tống Thư Hàng nói. Cao Mỗ Mỗ. Gạch nối. Cậu cảm giác cơ mặt của mình đang co rút dữ dội lắm. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của mày thì chắc là đã đoán được rồi chứ gì. Không sai, người bạn rất đáng tin kia của tao tên là Ngư Kiều Kiều, thật ra nhìn từ một góc độ khác thì cô ấy thật sự là một cô gái rất đáng yêu đấy. Tống Thư Hàng nói, sau đó giơ ngón tay cái lên với Cao Mỗ Mỗ, mẹ của Ngư Kiều Kiều xinh đẹp nhường ấy, một khi Kiều Kiều tấn cấp lên ngũ phẩm, có thể hóa thân được thì chắc chắn bộ dạng không kém đi đâu được. Nói dựa theo góc độ tương lai, thì cô nhất định sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp. Cao Mỗ Mỗ cảm giác bụng mình hơi nhói. Sau đó. Cái thằng tác giả suối quẩy hết nấc bị cô nàng tên Ngư Kiều Kiều kia túm tới nhốt vào phòng tối, mỗi ngày cắm đầu vục mặt gõ 2-3 vạn chữ, không viết đủ thì không được ăn cơm kia tên là Cao Mỗ Mỗ đúng không? Đúng vậy, không hổ là tác giả viết tiểu thuyết, khả năng tư duy nhanh nhạy phết. Tống Thư Hàng khen nịnh một câu. Nhưng rõ ràng câu nịnh này của hắn nói không đúng chỗ. Nói cách khác, lý do khiến tao bị người ta bắt đến đây nhốt vào phòng tối,
chẳng đêm nào được ngủ yên, phải liều mạng gõ chữ chính là Thư Hàng mày tự dưng nổi hứng muốn quay một bộ phim phòng. Cao Mỗ Mỗ sờ lên lồng ngực của mình, động tác này có thể khiến cho trái tim của hắn bình tĩnh lại một chút. Tống Thư Hàng đáp chắc nịch. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, chuyện là thế đó. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Thư Hàng, tao đây. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Mỗ Mỗ, trước đó tao cũng đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm và ngoài ý muốn mà thôi. Đây là một trò đùa do vị thần số mệnh gây ra cho mọi người cả, tao cũng ngồi giải thích rõ ràng cho mày rồi, nên mày đừng có giận nhiều. Mày cứ yên tâm đi, con thuyền chở tình đồng chí của bọn mình đã vượt qua bao sóng to gió lớn, sẽ không lật dễ thế đâu. Cao Mỗ Mỗ nghiến răng. Mày qua đây. Để mần chi? Tống Thư Hàng hỏi. Qua đi, tao bảo đảm sẽ không đánh chết mày đâu. Cao Mỗ Mỗ siết chặt nắm đấm, lúc này cậu chỉ có một xúc động duy nhất là để cho thằng nhóc Tống Thư Hàng kia biết rõ cái gì là uy lực của nắm đấm tình đồng chí. Yên tâm, bảo đảm sẽ đau chết mợ luôn. Đừng có hòng. Tống Thư Hàng cười gian, nói. Hơn nữa bây giờ mày đánh không lại tao đâu. Đừng có tưởng mày cao thêm được một chút thì thành vô địch thiên hạ nhé. Mau qua đây cho tao, tao sẽ cho mày nếm thử nắm đấm sắt thép của tình đồng chí. Cao Mỗ Mỗ gào lên. Tao không chỉ cao thêm một chút thôi đâu. Tống Thư Hàng mỉm cười tiêu chuẩn, lộ ra 6 cái răng sáng bóng, sau đó hắn tự kéo vạt áo của mình lên, để lộ ra dáng người rắn giỏi như được tạc ra từ cẩm thạch. Mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng rõ ràng, không phải giống với mấy vận động viên vai u thịt bắp, cơ thịt cuồn cuộn gì, nhưng mỗi khối cơ đều vô cùng rắn giỏi như ẩn chứa năng lượng bùng nổ. Chỉ cần Tống Thư Hàng dùng sức nhẹ một cái thôi thì từng khối cơ thịt trên người đều sẽ run lên, trông vô cùng đẹp mắt. Mẹ nó! Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt ra nhìn, địch mợ, rõ ràng trước khi nghỉ mấy hôm Tống Thư Hàng nó còn bị béo bụng mà. Sao mới hơn 3 tháng mà đã tập ra được cơ bắp chói mù mắt thế này? Cho dù là cắm đầu rèn luyện cũng không thể nào ra được cơ bắp cỡ này. Ha ha ha! Tống Thư Hàng làm bộ dạng như vận động viên thể hình. Nhìn thấy rõ chưa, từ cơ bắp của tao bây giờ cũng có thể thấy được thể chất của tao bây giờ tốt cỡ nào rồi. Giờ mày không đánh lại tao đâu. Cao Mỗ Mỗ cắn răng. Xế, tao mặc kệ. Mày không được đánh trả, để tao tẩn mày mấy cú xả giận đi. Mày mơ đi nhá, không có cửa đâu, cửa sổ cũng đếch có. Tống Thư Hàng cười gian. Tao cũng có phải thằng thích bị hành hạ đâu. Xế, thế thì tao sẽ tự đập vỡ tường mà ra. Xem chiêu đây, Thư Hàng hãy nhận lấy cái chết cho anh mày nào. Cao Mỗ Mỗ chống tay lên bàn làm điểm tựa nhảy vọt lên, hai chân bắt chéo đá về phía Tống Thư Hàng, chiêu này trước kia Cao Mỗ Mỗ có tập qua rồi. Nhưng động tác chống nhảy của cậu ta mới làm được phân nửa thì chân lại vướng phải mép bàn, cái bàn này lớn lắm chứ có phải đùa đâu. Bịch một tiếng, Cao Mỗ Mỗ mất thế, ngã lăn quay. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Nhìn có vẻ đau lắm đây. Mày có sao không? Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Mỗ Mỗ, hỏi thử. Mày nói thử xem. Cao Mỗ Mỗ ngẩng đầu lên, tay ôm mũi, hốc mắt rơm rớm, cậu ta làu bào. Vốn chỉ định kéo thằng, bạn thân, là mày qua đây ở chung với tao cho vui. Nhưng đến cuối cùng lại phát con mẹ nó hiện ra kẻ chủ mưu khiến tao bị nhốt lại là mày. Tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Tống Thư Hàng cười nói. Ơ mày muốn ân đoạn nghĩa tuyệt thật đấy à? Không phải mày bảo là con thuyền đồng thí của bọn mình có thể vượt qua sóng to gió lớn à? Bị vào nước là được chứ gì? Bị vào nước cũng chìm được đấy. Cao Mỗ Mỗ liếc mắt. Được rồi, vậy chìm luôn cũng được. Tống Thư Hàng giơ tay kéo Cao Mỗ Mỗ đứng dậy. Cao Mỗ Mỗ lập tức cảm giác mình bị một cỗ lực lượng lớn tới mức không cách nào ngăn nổi kéo dậy. So sánh khí lực hai bên thì giống như cậu chỉ là một đứa bé không cách nào giãy thoát lại sức của người lớn vậy. Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nghiến lợi. Bố tổ sư, Thư Hàng, gần đây mày ăn cái giống gì mà khỏe như trâu thế? Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Gần đây thật sự phải trải qua hơi nhiều chuyện, khó mà nói hết lắm. Cơ hội tới, xem chiêu đây. Trong lúc đang nói chuyện thì Cao Mỗ Mỗ đột nhiên quét ngang một chân ra, góc độ khá xảo trá, quét về phía đầu gối của Tống Thư Hàng. Khi còn bé Cao Mỗ Mỗ từng học võ, tuy rằng bỏ cũng lâu rồi, nhưng cũng còn biết được chút ít. Bốp! Ngay sau đó, Cao Mỗ Mỗ suýt tí thì trừng lọt cả tròng mắt ra, khi nãy cậu quét một chân thì cảm giác như đang đá trúng cây cột vậy. Chân bị dội ngược ra đau muốn chết. Chơi hèn thế, Thư Hàng mày giấu cây sắt ở trong ống quần đấy à?
lần này tao tuyệt giao với mày thật nhé. Cao Mỗ Mỗ đau tới mức nhe răng, vì để không đánh thức bạn gái nhà y, nên cậu ta chỉ có thể cắn răng chịu đau, thật sự có khổ mà nói không nên lời. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hắn im lặng kéo ống quần của mình lên, lộ ra bắp chân chắc nịch. Sau đó, hắn cười đến là gợi đòn. Đã bảo rồi, tao có giấu gì đâu, mày thấy chưa, ôi bắp chân săn chắc đây này. Thằng chết bầm này, mày luyện kim trung cháo đấy à? Cao Mỗ Mỗ xoa xoa ống chân của mình, ban nãy cậu ta cũng định chơi chơi thôi nên không đá mạnh, nhưng dù là như thế thì vẫn đau muốn chết. Thế bây giờ mày còn muốn đá tao thêm mấy cú để xả giận nữa không? Tao cảm giác mình có thể không né đấy. Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nói, khi người ta đá chân trái của bạn, bạn lại giơ cả chân phải ra cho người ta đá thêm cú nữa cho cân, làm thế đúng là bao sướng. Đá em gái mày. Cao Mỗ Mỗ trừng mắt. Cậu ta cả nhắc về lại chỗ cái ghế, sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên phì cười. Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp thế đấy. Rất nhiều chuyện trùng hợp tập trung lại thì sẽ xảy ra nhiều chuyện mà không ai ngờ nổi. Tống Thư Hàng lại ngồi xuống trước mặt Cao Mỗ Mỗ lần nữa, nói. Xin lỗi mày nhé, nhưng nó thật sự là chuyện ngoài ý muốn thôi, tao cũng hoàn toàn không ngờ tác giả bị Ngư Kiều Kiều bắt tới lại là mày đâu. Hơn nữa trước đó tao có hỏi mày có viết tiểu thuyết gì không, mày cũng không nói thật cho tao biết. Nên bản thân mày cũng có trách nhiệm đấy. Cao Mỗ Mỗ trợn mắt một cái, viết tiểu thuyết chính là bí mật nho nhỏ của riêng cậu, sao có thể nói cho người quen biết được chứ? Thế tao bảo Ngư Kiều Kiều không nhốt mày vào phòng tối nữa, mày cứ coi như ở đây chơi mấy ngày cũng được. Tiếp tục cười nói. Ngư Kiều Kiều nằm y tên vai của Tống Thư Hàng giơ móng vuốt lên với Thư Hàng. Không nhốt Cao Mỗ Mỗ vào phòng tối thì có nghĩa là cô sẽ không thể nào được xem 2-3 vạn chữ mỗi ngày được nữa. Cao Mỗ Mỗ lại tiếp tục trợn mắt lên, mày mà còn dám nhốt tao vào phòng tối nữa thì tao sẽ liều mạng với mày đấy. Nhưng mà Mỗ Mỗ này, mày có hứng thú viết kịch bản phim không? Tống Thư Hằng hỏi, nếu như Cao Mỗ Mỗ không muốn viết thì bọn họ sẽ đi tìm người khác viết cũng được. Viết chứ sao lại không? Đúng lúc tao cũng muốn kiếm chút tiền tiêu cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của tao với nhà y đây. Cao Mỗ Mỗ oán hận nói, Ngư Kiều Kiều đã từng định ra con số thù lao để hắn viết kịch bản phim rồi, số tiền không thấp chút nào. Sau đó, Cao Mỗ Mỗ lại nói thêm. Mà tao cũng có một yêu cầu nhé. Tống Thư Hàng nói với vẻ phóng khoáng. Yêu cầu gì thế, mày đừng có khách khí. Cao Mỗ Mỗ nói rất đỗi nghiêm túc. Đến lúc đó tao cũng muốn sắm một vai diễn. Chuyện này không thành vấn đề, nhân dịp này kéo cả Thổ Ba với Dương Đức theo đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, diễn viên càng nhiều thì càng vui chứ so. Chỉ cần đế lúc đám Cao Mỗ Mỗ diễn thì dặn mấy vị tiền bối chú ý thu liễm một phen, đừng có dọa tụi nó là được. Vậy thì quyết định thế nhé. Mày muốn viết phim đề tài gì, tao sẽ dốc hết sức viết một câu chuyện hay thật hay cho mày. Cao Mỗ Mỗ nói, tương lai khoa học viễn tưởng thêm tiên hiệp nữa có được không? Tống Thư Hàng hỏi thử. Cao Mỗ Mỗ. Gạch nối. Khoa học viễn tưởng, cho dù là tay mơ như hắn mà cũng biết là muốn làm mấy bộ phim khoa học viễn tưởng thì cần phải có mấy kỹ thuật máy móc đạo cụ đặc biệt. Tống Thư Hàng định quay phim khoa học viễn tưởng rồi dùng đạo cụ ba xu lắp vào chắc. Lại còn thêm cả tiên hiệp nữa, cái này cũng cần nhiều kỹ xảo với đạo cụ lắm. Tống Thư Hàng lý nhí hỏi thử. Không được à? Không thành vấn đề. Không phải chỉ là khoa học viễn tưởng thêm tiên hiệp thôi sao, tao sẽ làm cho mày xem. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Đúng rồi, lão Cao này, mày phải nhớ diễn viên chính là người đẹp trai với tiên khí ngời ngời đấy nhé. Tống Thư Hàng bổ sung, dù sao thì Bạch Tiền Bối cũng là diễn viên chính mà. Không thành vấn đề. Cao Mỗ Mỗ cười gian. Chờ xem đến lúc đó cậu hành xác đám diễn viên kia tới cỡ nào đây. Cao Mỗ Mỗ muốn tự mình tham gia đóng phim. Đóng vai đối thủ của vai chính, hành hạ trà đạp vai chính cho nhiều vào để trả thù đời. Ừ, Cao Mỗ Mỗ còn tưởng rằng vai chính chắc chắn sẽ là Tống Thư Hàng. Cùng lúc đó, ở một khu khác, trên không trung ở khu Giang Nam, một người thiếu niên mặt mày hiền hòa đang đứng đón gió đêm trên sân thượng của một tòa building ở khu Giang Nam. Chàng thiếu niên này có mái tóc ngắn màu đen, toàn thân trông có vẻ rất tinh thần. Nếu như Tống Thư Hàng mà nhìn thấy thiếu niên này thì nhất định sẽ ngu người luôn tại chỗ. Chàng thiếu niên mặt mày hiền hòa này trông y hệt như bộ dạng của Tống Thư Hàng. Không riêng gì vẻ bề ngoài, ngay cả hành vi, phong thái lẫn khí tức phát ra từ trên người hắn đều giống hệt như Tống Thư Hàng.
nhưng chàng thiếu niên này cũng không phải linh quỷ của Tống Thư Hàng. Cuối cùng cũng thoát khỏi Dược Sư Huynh rồi, Dược Sư Huynh đúng là khó nhằn thật đấy, lại còn lặng lẽ hạ nhiều thuốc bột dùng để truy tung lên người ta như thế. Nếu như là người khác thì đúng khó mà thoát khỏi Dược Sư Huynh rồi. Đáng tiếc đối thủ của Dược Sư lại là ta. Vị Tống Thư Hàng, này nói với vẻ dương dương đắc ý lắm lắm. Tiếp theo đi đâu đây nhỉ? Gần đây trái đất nguy hiểm quá đi mất, quả nhiên vẫn nên trốn lên vũ trụ đỡ đi vậy. Vị Tống Thư Hàng, này lẩm bẩm. Đúng rồi, trước đó còn phải xem tình hình, quân thù, mới được chứ lị. Thế là hắn móc một chiếc điện thoại có hình dạng kỳ lạ ra, ấn ấn mấy cái. Trong nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hàng. Dược Sư Huynh, tọa độ của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Ta dắt theo một con khỉ lớn qua đó tìm ngươi, khuya nay chúng ta ăn món óc khỉ đi. Cuồng Đao Tam Lãng. Cái này, A Thất đạo hữu ơi, ăn óc khỉ là tà đạo đấy. Chúng ta nên yêu quý họ nhà khỉ. Tô thị A Thất. Xế, con khỉ nhà ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ta bổ đầu ngươi ra moi óc là được rồi, đừng có mà lắm mồm. Cuồng Đao Tam Lãng. Gạch nối. Chừng một phút sau, Dược Sư ngoi lên. Gửi tọa độ cho ngươi. Ngoài ra, đồng quái chạy. Tô thị A Thất. Trốn nhanh thật nhỉ. Phủ chủ thất sinh phù. Với tính cách của đồng quái đạo hữu, khi biết có nhiều đạo hữu muốn tìm hắn tâm sự như thế thì nhất định sẽ nghĩ cách bỏ chạy thôi. Dược Sư đạo hữu, ngươi có để lại thứ gì đó tiện truy tung trên người hắn không? Để lại, nhiều lắm, nhưng đều biến mất. Dược Sư đáp lại ngắn gọn. Diệt Phượng công tử. Đồng quái chạy khi nào thế, chạy bao lâu rồi? Dược Sư trả lời. Hai canh giờ trước rồi, phần thuốc phấn ta lén bôi trên người hắn bị xóa đi mất. Địa điểm cuối cùng là ở khu Duyên Hải. Diệt Phượng công tử. Nếu lâu như thế thì chắc là hắn đã chạy ra nước ngoài luôn rồi. Phá Dương Kích Quách Đại. Ai cần đầu chó đáng yêu? Phá Dương Kích Quách Đại. Ai cần tức giận vò đầu chó ở trên? Phá Dương Kích Quách Đại. Với tính cách của đồng quái đạo hữu, nếu đã chạy rồi thì bảo đảm rất khó mà tìm thấy. Chỉ cần hắn dịch dung thì biển người mênh mông, không biết tìm hắn ở đâu ra. Rất nhiều đạo hữu đang định tìm đồng quái tâm sự đều cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi. Lúc này Dược Sư lại nói thêm. Nhưng ta vẫn còn lưu lại một loại thuốc ở trong cơ thể của hắn. Bây giờ chắc cũng sắp sửa tự động kích hoạt rồi đấy. Một khi kích hoạt thì có thể khiến cho đồng quái đạo hữu biến thành trạng thái cực kỳ suy yếu trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để tìm hắn. Vị Tống Thư Hàng, trên nóc tòa building ở khu Giang Nam thấy thế thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, cái địa điểm ở khu Duyên Hải đó chỉ là thủ thuật che mắt của hắn mà thôi. Hừ, muốn tìm thấy ta à, mở đi nhé. Cho dù ở trong trạng thái suy yếu đi nữa, hiệu quả thuật dịch dung của ta cũng sẽ không giảm đi chút nào đâu. Ta bây giờ chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu, không ai có thể nhìn ra được. Đúng vậy, vị Tống Thư Hàng này chính là do đồng quái tiên sư dịch dung thành. Lúc này, Bắc Hà tán nhân login. Đồng quái trốn không thoát đâu, ta bảo đảm luôn. Đúng rồi, gần đây có đạo hữu nào ra ngoài vũ trụ không thế, liên hệ với ta cái nào. Ta cho mọi người vài tọa độ, theo như ta đoán thì nói không chừng bây giờ tên bịp bợm ấy đang bay ra vũ trụ rồi đấy. So với trái đất thì vũ trụ bao la lại càng an toàn hơn. Mấy cái tọa độ mà ta gửi chính là chỗ mà hắn có khả năng sẽ đến khi ra ngoài vũ trụ nhất đấy. Diệt Phượng công tử. Bắc Hà tán nhân đạo hữu, ngươi nói thẳng ra ngoài khung chat nhóm thế này thì đồng quái đạo hữu cũng sẽ đọc được đấy. Không sao cả, ta đang muốn cho hắn xem mà. Ta dám bảo đảm bây giờ hắn đang bay ra vũ trụ, chỉ cần hắn ra ngoài vũ trụ một cái thì ta có một nửa cơ hội chặn được hắn lại. Đến lúc đó, hừ hừ. Bắc Hà tán nhân gửi một cái icon cười nham hiểm, cái icon cười này mà để cho cái tên đồng quái kia nhìn thấy được thì càng tốt. Nếu như vì tin tức này mà đối phương chọn cách ở lại trên trái đất thì càng tốt. Vũ trụ bao la như thế, nếu thật sự để hắn trốn ra đó thì khó mà bắt được hắn lại. Nếu như ở lại trái đất thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội tìm được hắn. Còn nếu như đồng quái vẫn một lòng muốn đi ra vũ trụ thì tin tức mà Bắc Hà gửi lên ban nãy ít nhất cũng có thể dọa hắn một phen. Khiến cho cái tên bịp bợm này hú hồn. Bắc Hà tán nhân vừa mới nói xong thì lập tức có vài đạo hữu trong nhóm trồi lên, tỏ vẻ đứng lúc mình đang định lên vũ trụ một chuyến. Sau đó Bắc Hà tán nhân lại gửi tin nhắn riêng cho bọn họ. Trên nóc tòa building ở khu Giang Nam, khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật. Không hổ là Bắc Hà tán nhân,
người hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, lời này nói chuẩn không cần chỉnh. Mình đang định trốn ra ngoài vũ trụ thế mà lại bị đối phương đoán được ngay. Bắc Hà quả thực chẳng khác nào con run trong sâu hắn. Đồng quái tiên sư yên lặng thở dài, móc mai rùa ra, chuẩn bị tính thêm một quẻ cho mình, nếu như vẫn là đại cát đại lợi thì cứ tìm quách một xó nào đó trên trái đất mà nấp cũng được. Nếu như là tiền đồ nguy hiểm thì hắn sẽ vui vẻ mà bay thẳng lên trời. Đành chịu vậy, dù sao hắn cũng là một tên bói ngược mà. Bản thân tự hiểu lấy mình là một tên bói chật thế này cũng đau lắm chứ. Đồng tiền văng ra khỏi mai rùa, đồng quái tiên sư nhìn quẻ tượng, sau đó bấm tay tính toán. Quẻ thượng, vận may sắp đến. Thôi tèo rồi, xem ra chuyến đi vào vũ trụ đúng là sẽ gặp lắm nạn tai rồi. Nói không chừng cái tên Bắc Hà tán nhân kia đã bày ra thiên la địa võng gì chờ mình tự chui đầu vào lưới đây. Hừ, thiên hạ to lớn thế này, lẽ nào không có chỗ cho ta nấp được chắc. Cùng lắm thì ta lại đổi sang bộ dạng khác trốn vào trong đám người, thế giới có tận mấy tỷ người, các ngươi tìm ra ta kiểu gì chứ? Đồng quái tiên sư hừ lạnh rồi nói, thậm chí hắn còn có thể dịch dung thành động vật luôn ấy chứ. Bất quá ngươi nhớ cái mặt ngươi nhé Bắc Hà tán nhân. Trận chiến trên đỉnh Tử Cấm sắp tới nhất định phải tẩn cho tên Bắc Hà tán nhân này một trận đẹp mặt mới được. Nghĩ tới đây, đồng quái tiên sư thu mai rùa lại, nhảy lên một cái, di chuyển giữa nóc mấy tòa cao ốc. Vèo. Lúc này lại có một đạo kiếm quang nhanh chóng bay vèo vèo về phía hắn. Bên trên kiếm quang kia có một vị tiên tử mặc váy đỏ. Gương mặt của tiên tử này vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn nhắm mắt để cảm ứng cái gì đó nữa. Sau đó tiên tử nhìn thấy đồng quái tiên sư đang ở trong bộ dạng của Tống Thư Hàng. Tìm được ngươi rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Tiên tử nọ mỉm cười, cô đáp xuống trước mặt đồng quái tiên sư. Trong lòng đồng quái tiên sư cười khổ. Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới ngay. Hắn đang định trốn tránh đạo hữu trong nhóm cửu châu số một xong thì không ngờ lại gặp phải một người ngay mới gay. Người tới chính là Lưu Huỳnh tiên tử ở trong nhóm cửu châu số một, cô là tu sĩ tu luyện công pháp đặc biệt có liên quan đến lực hút và lực đẩy. Cô có tính tình khá tốt, bình thường cũng dễ nói chuyện lắm. Nhưng có đôi lúc cô lại rất cố chấp vào mấy chi tiết vụn vặt. Sau khi cô đã chấp nhất chuyện gì rồi thì sẽ trở nên khá là cứng đầu. Đồng quái tiên sư cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói, bắt chước giọng điệu của Tống Thư Hàng tiểu hữu. Chào buổi tối nhé tiên tử. Ừ, Thư Hàng tiểu hữu, ta đang vội lắm, chúng ta đừng nói nhiều nữa. Lưu Huỳnh tiên tử nói xong, giơ tay kéo một cái ở bên hông của mình. Ở bên hông của cô có một chiếc khăn lụa được dùng như đai lưng, cô tháo mảnh khăn lụa này xuống. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc ngu ngơ của đồng quái tiên sư, Lưu Huỳnh tiên tử quấn chiếc khăn này lên ngang hông của hắn. Đồng quái tiên sư hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, tiên tử đang làm cái quỷ gì thế nhỉ? Còn ích cốc đan không? Lưu Huỳnh tiên tử nhẹ giọng hỏi. Tống Thư Hàng do đồng quái tiên sư giả thành ngại ngùng gật đầu một cái. Vẫn còn một chút. Lưu Huỳnh tiên tử giải thích. Vậy là được rồi, để ta giải thích nhé, khăn lụa này của ta là một phần của áo cà sa, có thể phòng ngự cho ngươi thay đồ du hành vũ trụ. Tránh cho người bị thương lúc ở trong vũ trụ. Đồ du hành vũ trụ, tránh cho bị thương, ớ đây là sao đây? Sao tự dưng ta có dự cảm chẳng lành thế này? Trước kia đồng quái tiên sư lén chạy trốn khỏi chỗ dược sư, cho nên hắn không nhìn thấy đoạn nhật ký chat lúc Lưu Huỳnh tiên tử nói muốn đưa Tống Thư Hàng về lại ngoài vũ trụ một lần nữa ở trong nhóm cửu châu số 1. Hắn chỉ đọc đoạn sau nên biết được có mỗi việc Tống Thư Hàng tiểu hữu đã quay về từ trong vũ trụ mà thôi. Vậy nên hắn cũng thuận tay ngụy trang thành bộ dạng của tiểu hữu để trốn tới khu Giang Nam. Vậy thì chúc Thư Hàng tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Tròn một tháng nữa thì chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Lưu Huỳnh tiên tử nói xong, rồi lại đóng thêm một cái pháp ấn trên người của đồng quái tiên sư. Bởi vì lần này không có thời gian chuẩn bị thêm khoang không gian, cho nên Lưu Huỳnh tiên tử chỉ có thể phong ấn đủ linh lực vào chiếc khăn lụa kia của mình. Tầng bảo hộ do lượng linh lực này tạo thành có thể bảo vệ Tống Thư Hàng tiểu hữu đi qua tầng khí quyển mà không bị thương tổn gì. Đồng quái tiên sư ngu người ra, đây không phải là đang định đưa ta vào vũ trụ đây sao? Đừng mà, đừng có tàn nhẫn như thế mà. Phóng ra. Lưu Huỳnh tiên tử trầm giọng nói. Ngay sau đó, đồng quái tiên sư phóng thẳng lên trời tựa như một mũi tên lửa, xuyên thẳng vào tầng mây. A a a a a a. Đồng quái tiên sư gào lên thảm thiết. Là vũ trụ đấy, Lưu Huỳnh tiên tử thật sự muốn đưa hắn ra ngoài vũ trụ rồi.
không hiểu tại sao đồng quái tiên sư lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. Bây giờ hắn trúng độ của dược sư, trong thời gian ngắn vẫn còn ở trong trạng thái suy yếu, căn bản không có sức đâu mà dẫy thoát ra khỏi pháp thuật lực đẩy của Lưu Huỳnh tiên tử. Hắn chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn mình bị đưa vào vũ trụ, càng bay càng xa. Chết tiệt, tại sao hôm nay ta lại nối hứng Dịch Dung thành Thư Hàng tiểu hữu làm gì kia chứ? Ta không muốn lên vũ trụ đâu. Tiếng kêu la thảm thiết của đồng quái tiên sư vang vọng khắp trong hư không, chẳng lẽ đây chính là quẻ thượng mà hắn bói ra được ban nãy sao? Bên dưới, Lưu Huỳnh tiên tử đưa mắt nhìn, Tống Thư Hàng tiểu hữu đang bay xa dần. Quả nhiên đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu lên lại vũ trụ là một lựa chọn chính xác. Giờ mình thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Lưu Huỳnh tiên tử nói, ngoại trừ có tật hay chấp nhất mấy việc lặt vặt ra thì Lưu Huỳnh tiên tử còn có chứng bắt buộc nhẹ nữa. Chỉ cần nghĩ tới chuyến hành trình du lịch vũ trụ 30 ngày của Tống Thư Hàng chưa đạt chỉ tiêu, vẫn còn tận 20 ngày thì trong lòng Lưu Huỳnh tiên tử cứ lấn cấn bồn chồn mãi không yên. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Lưu Huỳnh tiên tử mở nhóm Cửu Châu số 1 ra, gửi một tin. Đã tiến Tống Thư Hàng tiểu hữu lên vũ trụ thêm lần nữa rồi, cũng đã để lại ấn ký đạo thuật trên người hắn, tròn một tháng sau thì sẽ có đạo hữu ở ngoài vũ trụ tiện đường đưa hắn về chung. Hoặc đến khi đó ta kéo hắn xuống cũng được. Bắc Hà tán nhân. Tiên tử vất vả rồi, Thư Hàng tiểu hữu cũng vất vả nữa. Lưu Huỳnh tiên tử. Đây là chuyện mà ta đã hứa với Bạch Tôn giả, là trách nhiệm của ta. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đang ngồi tán dóc với Cao Mỗ Mỗ cũng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin này thì cũng ngu người ra. Ta bị đưa vào vũ trụ thêm lần nữa á. Chuyện này xảy ra khi nào thế nhỉ? Chương 597, đạo bào mới của Hòa Thượng Tây. Đương nhiên, Thư Hàng tiểu hữu cũng sẽ không nhắc nhở Lưu Huỳnh tiên tử chuyện mình vẫn còn đang ở trái đất ngay trong nhóm đâu. Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu như Tống Thư Hàng đã bị đưa vào vũ trụ, rồi thì cứ để cho, hắn, ở ngoài vũ trụ đủ 30 ngày rồi quay về cũng được. Vậy nên Tống Thư Hàng bình tĩnh tắt điện thoại di động của mình. Đúng là chuyện đáng mừng, mọi người đều vui vẻ. Lúc này, Ngư Kiều Kiều nằm trên vai của Thư Hàng cũng đang lướt chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình. Cô dùng truyền âm nhập mật nói với Tống Thư Hàng, Thư Hàng này, ta đã liên hệ với thuộc ở Biển Đông rồi, nếu như phát hiện tin tức đặc biệt gì ở ngoài Biển Đông thì bọn họ sẽ báo cáo lại cho ta ngay. Móc lửng. Mặc dù phạm vi thế lực của Ngư Kiều Kiều ở Biển Đông không nhiều lắm, nhưng phụ thân Giao Bá Chân Quân của cô lại là bá chủ một phương ở ngoài Biển Đông. Giao Bá Chân Quân là họ nhà rồng, ở phương diện chiến đấu cũng nhỉnh hơn một chút, thực lực của hắn có thể xếp vào hàng đầu trong cấp bậc chân quân lục phẩm. Thậm chí nếu như hắn mà chịu tiêu hao cả chân huyết bản mệnh của Giao Long thì thậm chí vẫn có thể nắm chắc thoát được dưới tay của tôn giả thất phẩm. Cho nên hắn chiếm được địa bàn khá lớn ở Biển Đông, còn chia ra phân cho con cái của mình nữa. Ngư Kiều Kiều có thể thông qua thế lực của Giao Bá Chân Quân để tìm hiểu tin tức mới nhất ở Biển Đông. Hơn nữa đám hải yêu ở Biển Đông cũng có con đường tin tức của riêng mình. Ở thời đại Internet phát triển thế này, mọi người chỉ cần ngồi trong nhà cũng có thể biết được đủ loại tin tức. Ở trong Biển Đông cũng thế, một khi xảy ra chuyện quan trọng gì thì đám hải yêu đều có thể thông qua con đường tương tự như Internet để truyền tin tức cho nhau. Cảm ơn, Tống Thư Hàng cảm kích đáp lời, có Ngư Kiều Kiều giúp đỡ, rốt cuộc hắn cũng không cần lo lắng nữa. Đừng có khách khí qua, ép ngươi chỉ cần bảo bản thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi mỗi ngày viết thêm vài vạn chữ là đủ rồi. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng, gạch nối. Ngư Kiều Kiều vẫn còn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn ép Cao Mỗ Mỗ liều chết gõ chữ nữa à. Lúc này, Cao Mỗ Mỗ đang đặt tay trên bàn phím gõ như bay, vừa sửa chữa nội dung chương truyện hôm nay vừa lên tiếng hỏi Tống Thư Hàng. Thư Hàng này, nếu như mày muốn quay phim ấy, đã chuẩn bị dụng cụ đến đâu rồi? Cậu rất muốn biết Tống Thư Hàng muốn quay một bộ phim kiểu gì. Cũng đâu thể cầm một cái máy quay phim rồi quay đại là được. Như thế thì khác gì quay clip hài vớ vẩn đâu. Nhưng Cao Mỗ Mỗ biết rõ mặc dù điều kiện gia đình của Thư Hàng không tệ, nhưng nếu như một mình Tống Thư Hàng tự bỏ tiền ra quay phim thì cậu lại cảm thấy không thực tế lắm. Trừ phi hắn và vài người bạn khác cùng nhau hùn vốn để quay phim. Nói đến bạn của Tống Thư Hàng thì cô nàng Ngư Kiều Kiều chủ nhân của ngôi biệt thự này, cùng với ngài Phú Hào thần bí trên hòn đảo thổ dân lần trước nữa, không biết Tống Thư Hàng nó quen mấy người bạn này từ khi nào nữa. Thiết bị quay phim ấy, tao đang định liên hệ với mấy người bạn. Chắc là tỏng tay bọn họ có sẵn công ty chuyên sản xuất phim ảnh đấy, đến lúc đó nhờ bọn họ giúp một tay là được.
nếu như may mắn thì nói không chừng bọn họ có thể giúp bọn mình chuẩn bị sẵn cả đạo diễn với đoàn làm phim luôn ấy chứ. Tống Thư Hàng nói, bạn mày mở công ty sản xuất phim ảnh á? Cao Mỗ Mỗ gật đầu. Nếu thế thì tốt quá rồi. Thế thì dù là phim quay về tự xem cho vui đi nữa thì ít nhất cũng coi như một bộ phim đàng hoàng. Lúc này Tống Thư Hàng mới nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rưỡi khuya rồi, nên hắn vươn eo nói. Thôi cũng muộn rồi, Mỗ Mỗ, mày cũng đi ngủ sớm một chút đi. Cao Mỗ Mỗ lườm Tống Thư Hàng một cái nhờ ơn của cô nàng Ngư Kiều Kiều kia, bây giờ cậu đang tinh thần phấn chấn lắm đây, căn bản không ngủ được. Ở bên trong Bích Thủy Các xa xôi, Sở Sở theo Lý Âm Trúc tiến vào bên trong Thời Quang Thành, phụ trách chăm sóc Lý Âm Trúc. Ở bên trong Thời Quang Thành không có đệ tử Bích Thủy Các nào khác, chỉ có cô và Lý Âm Trúc. Cũng là một nơi tốt để bế quan tu luyện. Cũng ngay khi Sở Sở và Ý Âm Trúc tiến vào bên trong Thời Quang Thành, Bích Thủy Các ở bên ngoài lại tiến vào trạng thái thời gian ngừng trôi. Toàn bộ nhịp chảy bên trong Bích Thủy Các đều dừng lại. Bất quá lần này Sở Các Chủ không hề chìm vào giấc ngủ say, trong tay cô cầm theo chiếc giáp tay màu bạc kia, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Tư. Lúc này Diệp Tư đang ở trong trạng thái say ngủ. Thực ra thì mỗi lần thời gian trong Bích Thủy Các ngừng lại thì Diệp Tư cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đây là do Sở Các Chủ cố ý sắp xếp. Chính vì thế nên ở trong thực tại ảo Diệp Tư cũng chưa từng phát hiện ra dị trạng của Bích Thủy Các. Sở Các Chủ xuất hiện ở phía sau Diệp Tư, đeo phần giáp tay màu bạc đã qua cải tạo kia lên tay của Diệp Tư. Ngay sau đó, giáp tay màu bạc kia đã biến đổi. Giáp tay vốn được cấu tạo bằng kim loại nay lại di chuyển như dòng nước chảy, chỉ một lát sau đã biến thành một chiếc găng tay màu bạc mỏng như cánh ve. Có cái găng tay này thì dù có là kiếp tiên cửu phẩm cũng sẽ không nhìn ra dị trạng trên người của Diệp Tư. Sở Các Chủ dịu giọng nói. Hơn nữa bên trên chiếc găng tay này còn có ấn ký tọa độ không gian của cô. Nếu như Diệp Tư thật sự xảy ra chuyện gì thì cô có thể trực tiếp mở hạn chế không gian ra rồi xuất hiện bên cạnh Diệp Tư. Chờ ngươi làm quen với chiếc găng tay này xong thì có thể mang theo một cái kinh hỉ cho Thư Hàng tiểu hữu rồi. Sở Các Chủ khẽ nói. Bích Thủy Các là thực tại ảo, dù có chân thực đến mấy đi nữa thì nó vẫn là ảo giác. Diệp Tư đã ở lại trong Bích Thủy Các này quá lâu rồi, cũng đã đến lúc để cho cô ấy rời đi. Đáng tiếc là Tống tiểu hữu đã có linh quỷ cao giải của riêng mình. Bằng không thì ta lại muốn cho ngươi ký kết khế ước linh quỷ với hắn hơn. Nếu thế thì sẽ không cần lo lắng ngươi bị kẻ khác cưỡng chế ký kết khế ước nữa rồi. Móc lửng. Sở Các Chủ lẩm bẩm. Theo lý thuyết mà nói thì số lượng linh quỷ mà một tu sĩ có thể ký kết không chỉ có một con. Chỉ cần bản thân có thể khống chế được thì có hai ba con cũng chẳng sao hết. Đương nhiên, linh quỷ có phẩm giai càng cao thì khó khăn khi khế ước lại càng lớn. Ví như lúc trước khi Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử tìm tới quỷ đăng tự thì phát hiện ra tận hai con linh quỷ vây lúc trước gã đàn chủ kia đã nghĩ cách muốn một lần khế ước với cả hai con linh quỷ. Sau đó dựa vào năng lực của hai con linh quỷ để cưỡng chế khiến bản thân mình đột phá nhị phẩm, tăng lên cảnh giới tam phẩm. Nhưng Diệp Tư lại khác với linh quỷ bình thường. Tuy rằng cô có được phần lớn thuộc tính của linh quỷ, nhưng ngoài cái xác linh quỷ kia còn ẩn chứa một linh hồn của con người. Đối với Diệp Tư mà nói, thân thể của linh quỷ này không chỉ chứa hồn phách của cô, mà nó đã là thân thể của cô rồi. Sau khi ký kết khế ước với Diệp Tư thì Diệp Tư sẽ không giống như LQQ bình thường, trở thành phân thân của tu sĩ, cô vẫn giữ được ý chí riêng của mình. Cho nên, vì có loại trạng thái kỳ lạ này ảnh hưởng, nên nếu như muốn ký kết khế ước với Diệp Tư thì không thể nào khế ước giống như LQQ bình thường được. Thế nên nếu đã ký kết khế ước với LQQ khác rồi thì không thể nào tiến hành khế ước với Diệp Tư được nữa. Hai bên không thể nào chứa được hết. Nhìn thấy Diệp Tư đã dung hợp với chiếc găng tay màu bạc kia xong thì Sở Các Chủ gật đầu. Mệt mỏi. Nàng duỗi lưng một cái, để Diệp Tư ở chỗ của cô ấy. Sau đó, nàng trở lại Vân Trung Các của mình, ngã lưng nằm xuống giường của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi Sở Các Chủ tiến vào trạng thái ngủ say thì cả Bích Thủy Các lại sống lại. Một bên khác, Khốc lão nhân lau khô nước mắt của hắn. Sau đó, hắn lại bước lên con đường bay khắp vũ trụ. Hắn phải đi tìm lại Bích Thủy Các mới được. Không thể từ bỏ, phải cố hết sức tranh thủ mới được. Tuy rằng tranh thủ chưa chắc đã thành công, nhưng nếu như từ bỏ thì coi như thua chắc. Thiên Khấp Bảo Điển là hy vọng để hắn tấn chức chân quân lục phẩm, hắn nhất định phải dùng sự kiên trì của mình để khiến Sở Các Chủ cảm động, trở thành đệ tử của Bích Thủy Các, tu luyện phần sau của Thiên Khấp Bảo Điển.
Nếu như có thể gặp lại được Tống Thư Hàng tiểu hữu thì hay quá, trông có vẻ như hắn quen thân với Sở các chủ lắm, biết đâu hắn có thể nói giúp mình vài câu thì sao. Cùng lúc đó, ở một nơi gần trái đất đang xảy ra một trận chiến cấp bậc chân quân. Là đường chủ của Cửu Nhãn Ghìa Ma Đường và Cổ Vu Elis. Lúc này đường chủ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể dốc sức ngăn cản chứ không còn sức đánh trả. Đường chủ cắn răng nói. Cái con mụ điên này, rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Hi 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 hi. Cổ Vu Elis cười xong thì trong tay có vô số tia sáng và bột phấn bay về phía đối thủ. Thứ này có kịch độc, có cổ, và có cả lời nguyền rủa của Cổ Vu. Ở thời đại thượng cổ, Vu sư từng có thời kỳ khá huy hoàng. Cách tấn công lẫn tư duy của bọn họ đều quỷ dị khó lường, không ai biết được liệu một giây sau bọn họ sẽ ra đòn tấn công kiểu gì cả. Sau khi đánh một lượt xong, Cổ Vu Elis đột nhiên ngừng tấn công. Thật Red A đuổi theo ngươi lâu như vậy là vì muốn báo cho ngươi biết một chuyện. Cổ Vu Elis cười nói. Đường chủ Cửu Nhãn Ghìa Ma Đường. Gạch nối. Nghe cho kỹ đây, mấy lời này ta chỉ nói có một lần thôi, không lặp lại lần thứ hai đâu. Cổ Vu Elis đột nhiên lộ ra vẻ mặt khá nghiêm túc. Hơn nữa nói xong cô còn đỏ mặt nữa. Mới ban nãy còn là một trận ác chiến tàn khốc giữa các chân quân lục phẩm với nhau, sao mà chỉ trong chớp mắt lại như biến thành một cuộc tỏ tình giữa các chân quân lục phẩm thế này. Đường chủ. Gạch nối. Thật ra, sở dĩ ta sẽ xuất hiện ở trong vũ trụ, còn đuổi kịp lúc các ngươi cướp Phi Chu là vì. Cổ Vu Elis đột nhiên giơ hai tay ôm mặt, ngượng ngùng nói. Có người cố ý dụ dỗ ta, dẫn ta đi thẳng đến gần chỗ các ngươi. Hơn nữa tin tức chính xác mà ban nãy ta nhận được cũng rất trùng hợp, kẻ dẫn đường cho ta tới có quan hệ với Vô Cực Ma Tông của các ngươi đấy. Đường chủ của Cửu Nhãn Ghìa Ma Đường thầm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra biến hóa trong lòng hắn. Hắn cũng không toàn tin những gì mà Cổ Vu Elis đã nói. Nhưng có điều hắn có thể khẳng định là quả thật có kẻ âm thầm bán đứng hắn. Vậy đấy, ta cũng nói xong rồi, chúng ta tạm biệt ở đây vậy. Sau này gặp lại nhé. Cổ Vu Elis vẫy vẫy tao với đường chủ, sau đó bay đi mất tiêu. Thật sự bay đi mất tiêu rồi. Không phải chơi chiêu, rõ ràng đường chủ của Cửu Nhãn Ghìa Ma Đường đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đánh thêm tí nữa thôi là đường chủ chỉ còn nước tự bạo linh hồn trong cơ thể để liều mạng với cô. Nào ngờ cô nàng Cổ Vu này lại đi thẳng luôn. Mẹ nó, đám thần kinh Cổ Vu này trưởng thành kiểu gì thế này, hoàn toàn không thể nào biết rõ trong đầu bọn họ chứa thứ gì cả. Đường chủ sống sót sau tai nạn cười khổ một cái, sau khi xác định Cổ Vu Elis đã rời đi chứ không phải định chơi chiêu đánh úp bất ngờ. Thế là hắn cắn răng, cưỡi kiếm quang bay về phía Vô Cực Ma Tông. Lần này Cửu Nhãn Ghìa Ma Đường của hắn đúng là lỗ nặng rồi, không chỉ không thể cứu được đám linh hoàng dưới trướng của mình, mà lại còn tổn thất một lần tận 10 gã linh hoàng. Đặc biệt là cái tên tiểu tu sĩ nhị phẩm mặc đồ du hành vũ trụ mà hắn nhìn thấy húc ở trong vũ trụ kia, dám siêu độ vong hồn của từng tên thủ hạ của mình, đúng là gan cùng mình mà. Hắn đã nhớ kỹ khí tức của tên tiểu tu sĩ nhị phẩm kia rồi. Đừng có cho hắn gặp lại tên tiểu tu sĩ kia lần nữa. Bằng không hắn nhất định sẽ đánh bẹp mặt tên kia. Nếu như rơi vào trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tu sĩ kia muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hoa Hạ, thành phố Văn Châu, gần núi Ngưu Đính ở đường Bạch Kình. Hòa thượng Tây khoác thêm một lớp áo khoác ở bên ngoài áo cà sa, đầu đội một cái mũ lớn, che giấu khí tức của mình, lặng lẽ chạy tới vị trí ở gần núi Ngưu Đính. Đám quỷ tu vẫn luôn đuổi theo đã bị hắn cắt đuôi rồi. Hắn rốt cuộc cũng thuận lợi đi tới nơi mình muốn. Đạo diễn mà hắn thích nhất đang quay một bộ phim ở chỗ này. Hòa thượng Tây còn đang nghĩ xem liệu có thể thuận tiện xin đóng một vai quần chúng hay không. Bất quá Hòa thượng Tây cũng trùng hợp gặp phải một người mà bây giờ hắn hoàn toàn không muốn gặp lại chút nào, ấy chính là sư phụ của hắn, Vô Âm Tử Đạo Nhân. Rõ ràng chỉ có 3 năm ngắn ngủi thôi mà trông Vô Âm Tử Đạo Nhân đã già đi nhiều lắm rồi. Hòa thượng Tây cười gượng, bước lên hành lễ. Sư phụ, sao ngài lại ở đây thế này? Lão đạo chuyên môn ngồi đây chờ ngươi đấy. Vô Âm Tử Đạo Nhân thở dài, nhìn cái đứa đệ tử trông càng lúc càng giống hòa thượng của mình mà lòng dạ đớn đau từng cơn. Hắn thật sự rất muốn nện cho người chế tác bộ phim, võ công trong thiên hạ đến từ Thiếu Lâm, ngày xưa của Hoa Hạ một trận quá. Con mẹ nó ở không rảnh háng quá không có gì làm lại đi nhồi nhét tư tưởng làm nghề hòa thượng chi vậy hả? Sư phụ ngài có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại thẳng cho đệ tử là được,
đệ tử sẽ lập tức chạy đến chỗ ngài ngay, để ngài đặc biệt đến chờ đệ tử thế này thì kỳ lắm. Hòa thượng Tây vội vàng nói. Bốc phét, nếu ta thật sự gọi điện thoại cho ngươi, bảo ngươi tới gặp lão đạo thì ngày hôm sau ngươi sẽ trốn về châu Âu luôn thì có. Vô Âm Tử đạo nhân liếc mắt. Lão đạo biết rõ ngươi đã tấn cấp lên nhị phẩm rồi, thế thì mấy ngày nay cứ đi theo lão đạo đi, lão đạo sẽ truyền thụ công pháp tiếp theo của tiên diệu đạo huyền kiếm cho ngươi. Sau đó, đạo bào trên người của ngươi cũng phải thay cái khác rồi. Vô Âm Tử đạo nhân nhìn bộ đạo bào bị dán, vỏ cà sa, kia một cái, tim gan phèo phổi lại quặn lên từng cơn. Thu phải cái tên đệ tử này khiến ông cảm giác mình tổn thọ dữ lắm. Trong lúc nói chuyện, Vô Âm Tử đạo nhân móc ra một cái đạo bào màu xanh từ trong ba lô. Đây là kiện đạo bào nhị phẩm mà vi sư đoạt được trong một chuyến mạo hiểm lúc còn trẻ, dùng tơ của linh thú kim chu đan thành, vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi mặc nó vào thì đao kiếm bất nhập, cho dù không mở trận pháp phòng ngự của nó lên cũng có thể ngăn được đạn bắn của mấy loại súng nhỏ. Còn nếu như chủ động mở trận pháp ra thì dù có mưa đạn bão bom cũng chẳng sao. Ngoài ra trên kiện đạo bào này còn mang theo trận pháp quy hấp nữa, sau khi mở nó ra thì có thể khiến cho ngươi không bị khói độc ảnh hưởng, thật sự là chân phẩm hiếm có trong số đạo bào nhị phẩm đấy. Vô Âm Tử đạo nhân nói một tràng. Sở dĩ hắn nói nhiều như thế là vì thật ra hắn chỉ có một suy nghĩ, ấy chính là mong rằng đệ tử của mình đừng có dán giấy vỏ cà sa lên kiện đạo bào quý giá này. Cảm ơn sư phụ. Chương 598, hàng gửi của tu sĩ từ 130 năm trước. Tuy rằng Hòa Thượng Tây rất muốn dán ngay một lớp dán áo cà sa lên cái đạo bào mới này, nhưng hắn phải cố dằn lòng xuống. Bây giờ đã không cần phải ngay thẳng như trước nữa, dù sao thì đợi đến khi tạm biệt sư phụ xong thì hắn dán lớp cà sa lên cũng được. Không cần làm thẳng ngay trước mặt để chọc giận sư phụ làm gì. Đồng thời mặc đạo bào vào trước mặt sư phụ thế này lại có thể khiến cho sư phụ vui vẻ phần nào. Quả nhiên, sau khi Vô Âm Tử đạo nhân nhìn thấy hắn trực tiếp mặc đạo bào vô xong thì trên gương mặt già nua rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Vô Âm Tử đạo nhân nói. Đi thôi, theo ta qua đây. Ta sẽ dạy phần công pháp tiếp theo của tiên diệu đạo huyền kiếm cùng với một số công pháp phụ trợ khác cho ngươi. Hòa thượng Tây ngoan ngoãn đi theo hắn, không dám cách xa một tấc nào. Vô Âm Tử đạo nhân đi ở đằng trước đột nhiên thở dài nói. Ngoài ra hai tháng sau ngươi hãy quay lại tông môn một chuyến đi. Sau khi đạt tới cảnh giới nhị phẩm thì có thể thắp mệnh đăng của ngươi lên. Có mệnh đăng ở đó, ngươi ra ngoài hành tẩu thì ta cũng yên tâm hơn phần nào. Hòa thượng Tây khựng lại, sau đó cung kính nói. Vâng, sư phụ, tới lúc đó ta nhất định sẽ quay về môn phái. Việc dán lớp cà sa lên đạo bào lại phải kéo dài thêm nữa rồi. Ít nhất thì lúc về môn phái không thể để sư phụ bị sốc nữa. Hòa thượng Tây nghĩ thầm trong lòng. Lại nói, không biết linh quỷ ân nhân của mình đi đâu rồi ta. Nếu như có cơ hội gặp lại thì nhất định phải nghĩ cách báo đáp ân cứu mạng hai lần của ớ nhân mới được. Rạng sáng 2 giờ, rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng rời khỏi căn phòng tối của Cao Mỗ Mỗ, hắn không bao giờ ngờ Cao Mỗ Mỗ còn có thuộc tính lắm mồm thế này nữa. Cao Mỗ Mỗ tinh lực dư thừa lôi kéo Tống Thư Hàng nói chuyện tới tận bây giờ mới thả cho Tống Thư Hàng đi với vẻ lưu luyến không rời. Sau đó, Ngư Kiều Kiều lại sắp xếp thêm một căn phòng cho Tống Thư Hàng, để hắn nghỉ ngơi. Quay về phòng, Tống Thư Hàng cũng không hề đi ngủ ngay lập tức. Hắn tu luyện một lượt kim cương căn bản quyền pháp trước, sau đó lại tới bất động kim cường thân, cuối cùng là cương thủ lấy được từ chỗ thất thu tiền bối. Sau khi tu luyện xong xuôi thì thể chất lại thoáng tăng thêm được một chút. Nhưng còn lâu mới đủ được, Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm. Tinh thần lực cấp bậc tu sĩ tam phẩm vẫn còn khiến mi tâm của hắn ẩn ẩn phát đau. Phải giải quyết vấn đề này nhanh lên mới được. Trong lúc tăng thể chất lên, tốt nhất hắn phải tìm cơ hội để đề thăng cả công đức chi lực của mình luôn thôi. Đợi tới khi trời sáng rồi phải đi tìm xem có vong hồn nào để siêu độ được không. Nếu muốn ánh sáng công đức hộ thể của hắn sinh ra biến chất thì cần thêm 8 vạn vong hồn nữa. Hơn 8 vạn vong hồn luôn, biết tìm ở đâu bây giờ. Đang nghĩ gì đấy? Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giật bắn cả người, hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Ngư Kiều Kiều biến thành cỡ lòng bàn tay, đang nằm trên bệ cửa sổ phòng hắn để phơi ánh trăng. Không phải Ngư Kiều Kiều đã quay về phòng của mình rồi sao? Sao lại chạy đến chỗ hắn thế này? Bởi vì trên người ngươi có ngộ đạo thạch chứ sao? Ngư Kiều Kiều liếc mắt một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Tống Thư Hàng, lười biếng đáp lời.
Lúc ở trong mộ của Lục Tu Tôn giả cô có lấy được một viên nguyệt quang thạch, lúc mang theo trên người thì có thể hưởng thụ ánh trăng mọi lúc mọi nơi để đề thăng tốc độ tu luyện. Lại thêm ngộ đạo thạch trên người Tống Thư Hằng nữa, hiệu suất tu luyện lại càng cao hơn. Hóa ra là đến hưởng sái ngộ đạo thạch à, Ti Ti trả lời vấn đề của Ngư Kiều Kiều. Ta đang nghĩ phải đi đâu mới có thể tìm được thật nhiều vong hồn bây giờ. Tìm quỷ tu đi, chỉ cần tìm được một cái động phủ quỷ tu, thì cho dù là quỷ tu cấp bậc nhị phẩm cũng phải có hơn cả ngàn vong hồn, quỷ binh, quỷ tướng đấy. Ngư Kiều Kiều đáp, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới tên đàn chủ kia, đáng tiếc chính là cái ổ của tên đàn chủ kia đã trống không rồi, tất cả quỷ binh lẫn quỷ tướng ở trong đó đều bị đại đệ tử của Thông Huyền Đại Sư là Tam Nhật Sư Huynh mang đi luyện bí pháp cả rồi. Nhưng quỷ tu cũng có phải củ cải đâu, làm gì dễ tìm như thế. Đợi đã, đúng là có quỷ tu đây. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới mấy tên quỷ tu đuổi giết Hòa Thượng Tây kia, có lẽ mình nên đi gặp mặt Hòa Thượng Tây cái chứ nhỉ. Tống Thư Hàng nhớ chuyện này ở trong lòng, sau đó hỏi tiếp. Ngoại trừ quỷ tu ra thì còn chỗ nào tìm được vong linh số lượng lớn nữa không nhỉ? Thế thì đến mấy quốc gia có chiến tranh ấy, đến đó thì ngươi mới có thể tìm được nhiều vong hồn. Nhưng mà bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, uy lực của vũ khí cũng càng lúc càng lớn. Với cảnh giới nhị phẩm của ngươi bây giờ, cộng thêm kiện áo cà sa ngọc bích thì không sợ súng đạn bình thường nữa. Chỉ cần cẩn thận một chút. Nếu không đụng phải mấy loại vũ khí hạng nặng thì nói không chừng có thể siêu độ được không ít vong hồn trong thời gian ngắn đấy. Ngư Kiều Kiều đáp. Tống Thư Hàng nghe đến đây thì cũng hơi siêu siêu lòng. Nhìn ngươi thế này là siêu lòng rồi chứ gì. Ngư Kiều Kiều liếc mắt nhìn hắn, lại nói thêm. Nếu như ngươi thật sự muốn đến mấy khu có chiến loạn thì ta đề cử ngươi nên mang theo thêm một vị tiền bối mạnh mẽ để đi chung, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ta cũng chỉ mới nghĩ thôi mà. Hơn nữa mấy khu chiến loạn ấy nguy hiểm lắm, dễ mà bể kèo ấy chứ. Tống Thư Hàng cười nói tiếp. Thôi bỏ đi, không nghĩ chuyện này nữa. Kiều Kiều, ta đi ngủ đây, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Ngư Kiều Kiều vẫn cứ nằm dài trên bệ cửa sổ hít thở thổ nạp. Mấy khu chiến loạn ấy à, móc lửng. Tống Thư Hàng nằm trên giường, trong lòng nghĩ thầm, hắn cũng không định đến mấy khu chiến loạn đâu. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ chiến loạn thì trong đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh. Một mảnh phế tích của Đại Tiên Cung khổng lồ, bốn phía không hề có dấu vết chiến đấu, dường như toàn bộ Tiên Cung đã bị một cỗ lực lượng cường đại san bằng trong nháy mắt. Ở cùng với mảnh phế tích Tiên Cung đó còn có một lòng bàn tay nhuốm máu, bên trên viết con số ái khuyển 43B. Đó là hình ảnh mà Tống Thư Hàng nhìn thấy được ở trong cái sợi dây màu vàng lúc lĩnh ngộ được kình thôn thuật. Nghĩ tới đây. Tống Thư Hàng lại lôi cái túi thu nhỏ một tấc ra rồi lấy sợi dây màu vàng đó ra xem. Thoạt nhìn trông chẳng khác gì sợi xích chó, bên trên còn khắc 33 loại thú. Rốt cuộc cái Tiên Cung bị hủy diệt chỉ còn phế tích kia là đâu đây? Nơi đó liệu có vong hồn tồn tại hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên sắc mặt của Tống Thư Hàng lại tái mét. Tèo rồi, sắp tới nữa rồi. Rõ ràng đã cách một cái găng tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách rồi. Nhưng cái bí pháp giám định thần bí nọ lại bị khởi động. Thứ nó giám định thì không cần phải nói rồi, chính là sợi dây vàng trong tay hắn đây. Sợi dây vàng này có lai lịch thần bí, có quan hệ rất lớn với Tam Thập Ta Thú Thần Tông thời thượng cổ, truyền thừa công pháp của Tam Thập Ta Thú Thần Tông. Tóm lại, nó chính là thứ mang theo bí mật rất lớn lao, bí mật lớn thì đại biểu cho lượng máu sẽ phun ra cũng lớn. Hai mắt của Tống Thư Hàng đẫm lệ. Một giây sau, trên người Tống Thư Hàng thoát cái đã có gần 200 vết thương. Mỗi vết đều sâu 2mm, máu tươi bắn ra xối xả, nhuộm Tống Thư Hàng thành một huyết nhân luôn. Cơn đau đớn dữ dội tấn công tinh thần của hắn. Tống Thư Hàng cắn răng, cố nén cơn đau, nước mắt, mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau thấm ướt chăn giường. Ngư Kiều Kiều đang nằm trên cửa sổ đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi. Cô vừa quay đầu lại nhìn thì giật bắn người. Trên người Tống Thư Hàng đang phun máu xối xả, giống như một quả bóng nước bị đâm vô số lỗ vậy, máu tuôn như suối, Thư Hàng đang làm gì thế này? Giở hơi à mà tự dưng lại đi vạch nhiều vết thương trên người mình thế chứ, thích tự ngược phòng. Thư Hàng, người nghĩ quẩn nên chơi trò tự ngược đấy à? Cô nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Tống Thư Hàng, sau đó có một loại đọa thuật trông như bóng nước xuất hiện trên tay, cô vỗ nhẹ lên người Tống Thư Hàng. Thân là con lai giữa nhân ngư và giao long. Cô trời sinh đã biết được nhiều loại đạo thuật chữa trị hệ thủy rồi. Hiệu quả trị liệu không thua kém gì Diệp sư tỷ.
Tống Thư Hàng im lặng nhìn Ngư Kiều Kiều, cắn răng nén đau rồi nói. Làm khỉ gì có chuyện tự ngược chứ? Đây là cái giá phải trả khi thi triển một loại bí thuật đấy. Loại bí thuật tự ngược đến thế cơ á? Khi không ngươi lại dùng loại bí thuật này làm gì thế? Ngư Kiều Kiều hỏi, đồng thời lại thi triển thêm một đạo thuật chữa trị. Nhờ sự cố gắng của cô, vết thương trên người của Tống Thư Hàng cũng dần khôi phục phần nào. Vấn đề nằm ở chỗ này đây, kể từ khi ta học được cái bí thuật này xong thì nó sẽ tự động kích hoạt, ta không khống chế được. Tống Thư Hàng đau đớn nói. Ngư Kiều Kiều. Cô nhìn Tống Thư Hàng với vẻ đồng tình lắm lắm, sau đó nghiêm trang hỏi dò. Có cần mua cả huyệt mộ không? Giá huyệt mộ dưới biển rẻ hơn trên bờ nhiều lắm đấy, hơn nữa cũng chẳng lo chuyện có người dành mộ với ngươi. Ngươi cân nhắc thử đi nhé. Ta sẽ không chết dễ thế đâu. Tống Thư Hàng kích động đập lại, vừa mới kích động lên một phát là máu tươi trên người hắn lại phun ra xối xả. Sau khi phun máu lẫn chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt thì trong mắt của Tống Thư Hàng lại có một dòng phù văn bay ra, đáp lên trên sợi dây vàng nọ, xuất hiện hình một cái đồng hồ. Kim đồng hồ bắt đầu quay ngược. Sau đó, phù văn lại bay ngược về trong đầu của Tống Thư Hàng, mang đến tin tức mà nó giám định được. Dây linh thú, do tinh kim chế tạo mà thành, biểu tượng thân phận của đệ tử trong bộ thần thú nằm trong 88 bộ phụ thuộc của thiên đình viễn cổ. Mỗi một sợi dây linh thú đều đại biểu cho một vị đại sư nuôi dưỡng linh thú được thiên đình viễn cổ thừa nhận. Đại biểu cho thân phận, móc lửng. Dây linh thú, thứ này không phải bảo vật truyền thừa của tam thập ta thú thần tông sao? Sao tự dưng lại biến thành bộ thần thú gì đó phụ thuộc 88 bộ của thiên đình viễn cổ thế này? Bất quá Tống Thư Hàng lại nhanh chóng hiểu ra, có lẽ tiền thân của tam thập ta thú thần tông chính là bộ thần thú của thiên đình viễn cổ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bí pháp giám định lại tiếp tục truyền tin tức tới. Dây linh thú cấp nhân số 10.541, thuộc sở hữu của trưởng lão Trúc Quản Tử trong tam thập ta thú thần tông. Cũng đã trải qua một loạt cải tạo của Trúc Quản Tử, bên trên cất dấu bí pháp tam thập ta thú tiên thiên nhất khí công huyền bí của công môn. Mang theo sợi dây này thì có thể đề thăng hiệu suất tu luyện tam thập ta thú thần tiên thiên nhất khí công. Mật mã, ái khuyển 43B. Dựa vào thứ này và mật mã thì có thể mang về một món hàng gửi ở trong tam thế phiêu cục. Thứ này là quà mà Trúc Quản Tử chuẩn bị trước cho đệ tử vào 130 năm trước. Móc lửng. Tin tức của bí pháp giám định dừng ở đây. Tống Thư Hàng thở hồng hộc, trong đầu truyền đến một đợt đau đớn sâu sắc. Cứ mỗi khi 88.888 thanh âm kia vang lên liên hồi thì bí pháp giám định của hắn cũng ngày càng mạnh hơn thật. Thứ có thể giám định ra được cũng ngày càng nhiều hơn, lần này lại giám định ra được thứ khá kỳ lạ. Ngư Kiều Kiều hỏi thử. Đã xong rồi à? Rốt cuộc cũng xong rồi. Tống Thư Hàng đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt, vết thương trên người nhờ có Ngư Kiều Kiều chữa trị nên đã lành lặn cả rồi, nhưng cảm giác đau đớn kia vẫn phải kéo dài thêm rất lâu. Lại nói, cái giá phải trả lần này hình như nhẹ hơn so với mình tưởng tượng thì phải. Thứ liên quan đến thiên đình viễn cổ mà chỉ khiến mình bị hơn 200 vết thương thôi sao? Đúng là lãi to. Cái bí pháp này của ngươi đúng là phiền toái thật đấy. Ngư Kiều Kiều nói, sau đó cô lại phát một đạo truyền âm nhập mật ra ngoài. Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, một bán yêu ăn mặc theo kiểu người hầu bước vào, thi lễ với Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng. Một lát sau, người hầu đó mang chăn màn ướt đẫm máu của Tống Thư Hàng ra ngoài, rồi lại đổi sang một bộ chăn ra mới cho hắn. Đợi sau khi người hầu kia rời đi, Ngư Kiều Kiều nhìn về phía Thư Hàng. Sau khi bí pháp của ngươi khởi động thì sẽ có hiệu quả gì? Đúng là thu hoạch được một chút. Kiều Kiều, cô có biết tiêu tục tam thế không? Tống Thư Hàng cầm sợi dây vàng mở miệng hỏi, nghe qua thì hình như là tổ chức chuyên vận chuyển bảo vật của các tu sĩ thời cổ thì phải. Tiêu cục tam thế á? À, cái này thì ta có biết, nhưng bây giờ bọn họ đổi tên rồi, giờ tên là công ty chuyển phát nhanh toàn cầu tam thế cơ. Nhưng 20 năm gần đây ít khi thấy bọn họ ra mặt nhận mấy đơn hàng ở trái đất lắm, bây giờ bình thường họ chỉ nhận mấy vụ làm ăn vận chuyển hàng trong vũ trụ thôi. Ngư Kiều Kiều giới thiệu. Hành trình của chúng tôi chính là biển sao mênh mông vô tận kia. Móc lửng. Không biết tại sao trong đầu Tống Thư Hàng lại nhớ đến mấy câu này. Vậy bọn họ có chi nhánh ở Hoa Hạ không? Đương nhiên là có rồi, tông môn của bọn họ nằm ở Hoa Hạ đấy. Đúng rồi, ở khi Giang Nam này có một chi nhánh của bọn họ, lúc còn nhỏ phụ thân đã từng gửi đồ cho mẫu thân ta lúc bà tức giận bỏ đi ra ngoài vũ trụ. Nên ta vẫn còn nhớ. Ngư Kiều Kiều gật đầu.
Bình thường đàn ông mà cãi nhau với vợ thì cùng lắm là tức giận bỏ về nhà mẹ ruột thôi, mấy cô nàng trong giới tu chân mà tức giận một cái thì có thể trực tiếp chạy thoảng ra ngoài vũ trụ. Trước khi nguôi giận thì nói không chừng ngươi căn bản chẳng thể nào tìm thấy họ đâu. Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp. Nếu như có một món hàng gửi từ hơn 130 năm trước, đến giờ vẫn chưa đi lĩnh thì bây giờ có đi lĩnh được không nhỉ? Hàng gửi từ 130 năm trước á? Cái này không thành vấn đề, đối với tu sĩ mà nói thì đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Nói không chừng nổi hứng một cái là sẽ bế quan ngay, một lần bế quan phải vài trăm năm, mà trong lúc bế quan thì lại không thể nào ký nhận hàng chuyển phát nhanh được. Cho nên công ty chuyển phát nhanh Tam Thế đó đã có lời cam kết sẽ giữ nguyên hàng gửi của khách hàng. Cụ thể ra sao thì còn phải đến chỗ bọn họ xác nhận thử thì mới biết được. Ngư Kiều Kiều giải thích. Nhưng bọn họ nhất định sẽ thu phí bảo quản tương đương đấy. Ngư Kiều Kiều này, ngày mai chúng ta đến công ty chuyển phát nhanh toàn cầu Tam Thế đó xem thử đi. Tống Thư Hàng nói. Lễ vật mà Trúc Quản Tử chuẩn bị cho đệ tử của hắn lại được bí pháp giám định cố ý nhắc tới, nhất định là thứ ngon lành cành đào lắm nhỉ. Không thành vấn đề. Ngư Kiều Kiều nói. Coi như báo đáp, ngày mai ngươi bảo bạn tốt của ngươi gõ 4 vạn chứ nhé. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, đáp nhanh. Ta đi tắm trước đây. Xế. Ngư Kiều Kiều giơ cái vuốt sữa lên với Tống Thư Hàng. Ở tít ngoài biển đông xa xôi. Một vị thư sinh chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt đỏ rực của hắn tràn ngập vẻ điên cuồng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng yên bình. Hai loại biểu lộ điên cuồng lẫn bình tĩnh đan xen lại với nhau, tạo thành khí chất rất đặc biệt của hắn. Thư sinh lăng không bước đi, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Mỗi một bước ra đều lan ra một loại khí chất cao thủ. Nhưng đột nhiên mặt của thư sinh tái nhợt, chợt nhăn nhó. Đau quá, lại đến nữa sao? Ở trên lưng của hắn lại toát ra một vết thương thật sâu, vết thương cũ còn chưa lành thì lại thêm vết thương mới rồi. Thường xuyên như vậy sao? Thế này bảo người ta sống kiểu gì đây? Có tin ta mở cái cảm quan đồng bộ ra cho ngươi cũng nếm thử cơn đau đớn của ta hiện tại hay không? Chương 599, nỗi oan này, ta cắn răng gánh. Tống Thư Hàng mất máu nhiều quá nên sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì suy yếu nằm phịch lên giường ngủ thẳng cẳng để khôi phục trạng thái. Mà lúc này, trong vũ trụ, lại có một Tống Thư Hàng khác đang gặp phải nguy cơ lớn. Bởi vì trước đó bị dược sư hạ độc, toàn thân rơi vào trạng thái suy yếu. Cho nên đồng quái tiên sư căn bản chẳng còn sức đâu mà phản kháng lại xích lực hỏa tiễn phi thiên pháp của Lưu Huỳnh Thiên Tử, thế là bị bắn thẳng vào trong vũ trụ luôn. Hai, đúng là rốt cuộc vẫn phải vào trong vũ trụ. Chết tiệt, nếu như không phải ta trúng độc của dược sư huynh dẫn đến suy yếu thì ta có thể hóa giải đạo thuật của Lưu Huỳnh Thiên Tử ngay lập tức ấy chứ. Đồng quái tiên sư buồn bực nghĩ thầm. Đồng thời, tiên sư lại nhớ đến lời mà cái tên Bắc Hà tán nhân chết dẫm kia đã nói lúc chat ở trong nhóm. Ta dám bảo đảm hắn, đồng quái tiên sư, bây giờ đang bay ra ngoài vũ trụ đấy, chỉ cần hắn vừa tiến vào trong vũ trụ là ta nắm chắc 50% có thể chặn được hắn. Móc lửng. Người hiểu rõ người nhất chính là kẻ thù của ngươi. Bây giờ thì đồng quái tiên sư tin sái cổ lời này rồi. Bây giờ mình đã tiến vào trong vũ trụ rồi. Nếu như Bắc Hà tán nhân thật sự có bố trí bẫy dập gì đó ở ngoài vũ trụ thì lỡ mình sơ ý để lộ chân thân ở ngoài vũ trụ thì nói không chừng sẽ bị mai phục của Bắc Hà tán nhân túm được mất. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh bị các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 vây quanh thì đồng quái tiên sư lại dùng mình một cái. Nói cách khác, tốt nhất là ta cứ giữ nguyên hình dạng của Thư Hàng tiểu hữu đi, mắc công bị các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 với cái tên Bắc Hà tán nhân kia tìm thấy. Đồng quái tiên sư nghĩ thầm trong lòng. Vậy nên đồng quái tiên sư lại càng thêm cẩn thận, giữ nguyên hiệu quả của thuật dịch dung, đồng thời còn cố ý làm cho mình tản ra khí tức của Tống Thư Hàng tiểu hữu nữa. Bây giờ thì dù ba mẹ của Tống Thư Hàng cũng không thể nhìn ra hắn là hàng giỏm được. Dịch dung thuật thần cấp đáng sợ như thế đấy. Cứ như thế, lại xảy ra một chuyện khá là trùng hợp. Chính bởi vì đồng quái tiên sư đang cố gắng hết sức phóng ra khí tức của Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cho nên khí tức của hắn lại hấp dẫn sự chú ý của một vị tu sĩ. Ấy chính là đường chủ của Cửu Nhãn Già Ma Đường. Đường chủ đang trên đường quay về Vô Cực Ma Tông, hắn vừa bay về vừa rủa thầm, hắn đã nhớ kỹ khí tức của tên tiểu tu sĩ nhị phẩm kia rồi, đừng có mà để cho hắn gặp lại cái tên tiểu tu sĩ kia lần nữa, bằng không nhất định sẽ nện cho tên kia một trận ra trò. Phải mà rơi vào trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tu sĩ kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Móc lửng.
Đang lúc nghĩ thế thì hắn đột nhiên lại cảm ứng được cỗ khí tức này. Là khí tức của cái tên tiểu tu sĩ chết bầm kia, không lẫn vào đâu được, hắn vẫn nhớ kỹ cỗ khí tức này đây. Cho dù có cách trăm núi nghìn sông đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ nhận lầm được. Cái tên tiểu tu sĩ chết tiệt kia cũng đang ở quanh đây. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, nay lại tự đến chẳng tốn công. Đường chủ hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hôm nay hắn đang ấm ức lắm đây. Cứu thủ hạ thất bại, đám thuộc hạ cấp bậc kim đan chết như dạ, ngay cả linh hồn cũng bị một tên tiểu quỷ nhị phẩm siêu độ, sau đó lại bị con ả vu nữ tâm thần đuổi giết. Trong lòng hắn dâng lên một ngọn tà hỏa, nếu như không xả ra thì nói không chừng sẽ trở thành tâm ma của hắn mất. Giết chết tên tiểu tử kia, rút phong hồn của hắn ra, khiến cho hắn nếm thử những tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Đường chủ lấy phi kiếm chuyên dụng của vô cực ma tông ra, nhanh chóng bay đến chỗ phát ra cỗ khí tức nọ. Vài giây sau, đường chủ đã tiếp cận mục tiêu. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn quanh thì trông thấy cái tên tiểu tu sĩ nhi phẩm chết dẫm kia mặt mày tỉnh rụi tên Tống Thư Hàng kia đang sờ cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì cao xa lắm. Khí tức này cùng với cái bản mặt kia, cho dù lúc đó cách một bộ đồ du hành vũ trụ thì hắn vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra được. Không lẫn đi đằng nào được, chính là hắn. Tên tiểu tử chết dẫm kia, ta tìm thấy ngươi rồi. Đường chủ cũ nhãn già ma đường tức giận gầm lên, thanh âm nọ thông qua truyền âm nhập mật, trực tiếp xót vào trong tai của đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư giật bắn người, nhìn về phía kẻ nọ. Đạo hữu này, ngươi tìm ai thế? Còn dám giả vờ như không biết ta à? Ha 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 ha, thôi bỏ đi, dù sao thì hôm nay ta cũng sẽ giết chết ngươi mà thôi. Hãy nhận lấy cái chết đi. Đường chủ của cửu nhãn già ma đường cười lạnh, thanh phi kiếm đặc chế chuyên dụng của vô cực ma tông ở dưới chân thoát cái đã bay lên, chém về phía đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư đần mặt ra, mẹ nó, cái quỷ gì đây? Vừa gặp đã vung kiếm là sao? Chẳng lẽ là mai phục của Bắc Hà tán nhân à? Móc lửng. Chẳng lẽ cái tên Bắc Hà tán nhân kia lại thần cơ diệu toán như thế, ngay cả việc hắn ngụy trang thành bộ dạng của Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng bị mai phục của tên kia bắt được sao? Không đúng, đây tuyệt đối không phải là người của Bắc Hà tán nhân. Sát ý trên người đối phương quá mức rõ ràng. Sát ý trắng trợn thế này chứng tỏ đối phương thật sự muốn giết mình. Nói đúng hơn là muốn giết Tống Thư Hàng tiểu hữu sao? Hãy giải quyết cho xong mối thù dám siêu độ hết đám thủ hạ của ta ngay hôm nay đi. Cái thằng chết dẫm này. Đường chủ của cửu nhãn già ma đường cả giận gầm lên, kiếm quang chém tới tấp. Nghe tới đây thì đồng quái tiên sư lập tức hiểu ra mọi việc, hóa ra là thù oán do Thư Hàng tiểu hữu rước lấy. Nhưng xem tình hình bây giờ thì hắn phải gánh nỗi oan này chắc rồi. Nói đùa gì đó, bây giờ hắn vẫn đang trúng độc của dược sư huynh, nằm trong trạng thái suy yếu, lại còn bị Lưu Huỳnh tiên tử cột cứng ngắc phóng lên đây, chẳng né được đằng nào đây này. Đây không phải chơi ta à? Đáng chết, ta không muốn gánh cái oan này đâu nhá. Keng! Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì phi kiếm của CD đã chém tới bên cạnh đồng quái tiên sư, nhưng lại bị một tầng phòng ngự vô hình ngăn lại. Phi kiếm kéo xẹt tạo thành một tia điện trong hư không. Ngay sau đó, một kiếm cuồng nộ của CD bị bắn ngược ra ngoài. Đó chính là đạo thuật xích lực hỏa tiễn bao quanh đồng quái tiên sư do Lưu Huỳnh tiên tử để lại. Có tầng bảo hộ này đỡ một kích thay cho đồng quái tiên sư, chỉ là sau một kiếm này thì lực đẩy kia cũng biến mất. Còn đồng quái tiên sư thì rốt cuộc cũng khôi phục tự do. Nhưng cái tự do này đến chẳng đúng lúc tẹo nào. Lúc này hắn đang ở trong trạng thái suy yếu, một thân thực lực chỉ có thể phát huy được có 2-3 phần, mất đi tầng bảo hộ đó thì sẽ mệt lắm chứ chẳng chơi đâu. Đường chủ thấy một kiếm chứa đầy cơn thịnh nộ của mình lại không làm gì được một tiểu tu sĩ nhị phẩm thì lại thẹn quá hóa giận, giận càng thêm giận. Chết đi. Lực lượng trong hồ linh lực của cơ thể hắn bây giờ đã khôi phục được khá nhiều, đã có thể thi triển được một số thần thông cấp bậc chân quân lục phẩm. Trong lúc gầm lên thì đường chủ lại bước lên một bước. Đồng thời chân của hắn lại xuất hiện chân của ma tượng khổng lồ, nó to đến mức dẫm chân một cái là đạp nát cả đất bằng lẫn hư không. Một cước này đạp xuống chỗ đồng quái tiên sư, muốn đạp nát hắn. Con mẹ ngươi, nếu như không phải ta đang ở trong trạng thái suy yếu thì ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đồng quái tiên sư cắn răng, giơ tay bắn ra 10 đạo que trúc. Tất cả những que trúc kia đều là quẻ xăm dùng để xem bói, nhưng ở trong tay của đồng quái tiên sư thì trong nháy mắt được phóng ra chúng lại tạo thành quái toán đại trận.
Cụ thăm ở giữa hư không tự động triển khai trận pháp dựa theo phương vị bát quái, hơn 100 que trúc nhìn có vẻ như tầm thường lại có thể mượn lực lượng trong thiên địa, hóa thành một phòng ngự đại trận. Nếu như không phải đồng quái tiên sư đang ở trong trạng thái suy yếu thì phạm vi và uy lực của đại trận này có thể được tăng cường gấp 10 lần. Tuy rằng hắn chuyên bói trật, nhưng không có nghĩa là tu vi của hắn ở phương diện quý toán sẽ yếu. Bói trật là vì nhân phẩm quỷ dị trên người hắn thôi chứ chả liên quan gì đến thực lực cả. Chút tài mọn mà thôi, chết đi cho ta. Đường chủ gầm lên, chân phải đạp thật mạnh, đôi chân ma tượng kia cũng đè xuống. Bát quái chi trận của đồng quái tiên sư bố trí cũng bị dẫm nát. Đồng thời, cỗ cự lực đủ để đạp nát hư không cũng đè ép về phía tiên sư với dư thế không giảm. Tống Thư Hàng do đồng quái tiên sư dịch dung thành bị đạp một cước ngay chính diện, sau đó giống như con kiến bị người ta đè bẹp. Tương đương. Ở giữa tiếng kêu gào thê lương đó, Tống Thư Hàng do đồng quái tiên sư dịch dung thành bị đè bẹp lép. Tống Thư Hàng phiên bản đồng quái tiên sư sắp tèo rồi sao? Hừ, cái tên chết dẫm kia, đừng tưởng như thế là xong. Mối thủ siêu độ biết bao nhiêu thủ hạ của ta không hết dễ thế đâu, ta sẽ bắt phong hồn của ngươi lại, cho ngươi nếm thử thủ đoạn tra tấn tàn bạo nhất của vô cực ma tông. Đường chủ lạnh lùng nói. Nói xong, thân hình của hắn chợt động. Nháy mắt đã vọt đến bên cạnh thi thể của Tống Thư Hàng. Lại với tay rút một cái, muốn rút linh hồn ra khỏi thi thể. Nhưng, một khắc sau, đường chủ xứng người lại. Vong hồn không rút ra được. Đáng ghét, lẽ nào là phân thân, hay là có con rối thế thân ở đây? Đường chủ siết chặt nắm đấm lại. Hắn ngó nhìn xung quanh, nhưng cũng không tìm ra được bóng dáng của vị tu sĩ nhị phẩm kia, đến khí tức cũng biến mất tăm. Đáng ghét. Thế mà lại không thể giết chết được tên này. Nhưng, nếu lần tới còn gặp lại, tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Lần sau, đừng nghĩ lại có thế thân hay là mấy kiểu thủ đoạn thoát thân chạy trốn nữa. Đường chủ của cửu nhãn già ma đường oán hận thu hồi phi kiếm của mình lại, chân đặt lên phi kiếm, trong chớp mắt đã bay xa ngàn dặm, biến mất khỏi nơi đó. Ước chừng hơn 10 phút sau. Trong cõi hư không này, ngoài thi thể của Tống Thư Hàng ra thì không có bất kỳ biến ảo gì. Đột nhiên, bóng dáng của đường chủ cửu nhãn già ma đường nhẹ nhàng xuất hiện ở phía sau một ngôi sao băng, nhìn kỹ cái cỗ thi thể kia. Cỗ thi thể này vẫn không xảy ra biến hóa gì. Đường chủ chau mày, cuối cùng hắn giơ tay ra, bắt lấy thi thể của Tống Thư Hàng, lại ngự kiếm lần nữa, bay về phía vô cực ma tông. Bất luận cỗ thi thể này là thế thân cũng được, là phân thân cũng chẳng sao, tóm lại có liên quan với bản thể là được. Vô cực ma tông bọn hắn có cách truy tìm ngược về bản thể từ phân thân hoặc thế thân. Chỉ là sẽ tiêu tốn không ít chi phí, hơn nữa thời gian thế thân hoặc phân thân bị tiêu hủy không thể quá lâu, quá dài thì sẽ không cách nào bắt được chút tia, liên hệ kia. Cho nên, đường chủ gia tăng tốc độ nhanh chóng quay trở về. Lần sau khi mà gặp mặt, tuyệt đối phải cho tên tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Sau khi xác định đường chủ biết mất không còn trông thấy đâu nữa, trong hư không. Một trận bát quái ẩn hình bỗng hiện thân, đồng quái tiên sư với sắc mặt trắng bệch bỗng từ trong trận bát quái chui ra. Thật là nguy hiểm quá, nếu không phải trên người bản thiên sư ta có không ít đạo cụ thì một cước này cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ này của bản thiên sư rồi. Lại nói, lẽ nào đây mới là lời giải thật sự cho quẻ thượng thiêm mà mình bói khi ở trên trái đất sao? Đồng quái tiên sư buồn bực nói. Đợi sau khi trở về trái đất, Tống Thư Hàng tiểu hữu nhất định phải cảm tạ hắn mới được. Hắn lại thay thế Tống Thư Hàng tiểu hữu nhận lấy một lần sát kiếp này. Vậy thì tiếp theo, phải quay về địa cầu sao? Đồng quái tiên sư suy tư, nhìn cái đai bằng tơ của Lưu Huỳnh tiên tử ở phía thắt lưng, còn có ấn ký bị tiên tử lưu lại trên người. Thật không dễ xử lý chút nào. Mấy cái ấn ký này ở đây, một khi hắn vừa quay về trái đất thì sẽ bị Lưu Huỳnh tiên tử cảm nhận được ngay lập tức. Đến lúc đó nói không chừng tiên tử lại phải ngàn dặm xa xôi chạy tới. Tặng cho hắn một phát, xích lực hỏa tiễn phi thăng thuật, ấy chứ. Vậy thì, phải xóa sạch mấy cái ấn ký với cái đai bằng tơ này đi nhỉ. Trong lòng đồng quái tiên sư lại hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn lại quăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nếu như xóa sạch ấn ký, Lưu Huỳnh tiên tử tuyệt đối sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Đến lúc đó, cô tuyệt đối sẽ cho rằng Tống Thư Hàng tiểu hữu đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Lỡ đâu cô hiệu triệu các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 đang ở trong không trung, nếu họ ngay lập tức chạy đến chỗ tọa độ lưu lại ấn ký, thì há chẳng phải đồng quái tiên sư sẽ thành cá nằm trên thất sao. Cho nên,
trước tiên không quay về trái đất nữa. Nếu đã vào trong vũ trụ rồi thì cứ bình tĩnh ở trong vũ trụ một thời gian. Nhưng, cũng không thể lại sử dụng bộ dáng của Tống Thư Hàng tiểu hữu rồi. Ai mà biết được lúc Tống Thư Hàng tiểu hữu ở trong vũ trụ, còn chọc tới chuyện gì? Hắn đã gánh lấy một tai họa cho Tống Thư Hàng tiểu hữu rồi, tuyệt đối đừng gánh tiếp tai họa thứ hai. Vậy thì, đổi khuôn mặt đi vậy. Tốt nhất là đổi giới tính, đổi thành nữ vậy. Nữ tu xinh đẹp ở trong hoàn cảnh xa lạ đều thơm hơn những tu sĩ nam một chút. Vậy phải dịch dung thành dáng vẻ của ai mới tốt đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trên điện thoại đặc biệt của đồng quái tiên sư truyền đến tiếng tin báo. Tiên sư bây giờ rời khỏi trái đất vẫn chưa tính là quá xa, cái điện thoại này đã được cải tạo qua nên vẫn còn có thể nhận được tín hiệu. Là tin tức trong nhóm Cửu Châu số 1, Lệ Chi tiên tử vừa ngoi lên. Không lâu trước đây, đồng quái tiên sư đưa Lệ Chi tiên tử vào danh sách theo dõi trong nhóm Cửu Châu số 1, chỉ cần Lệ Chi lên mạng, thì hắn có thể trông thấy ngay lập tức. Bởi vì lúc đó, hắn mua một cái pháp y quý giá tặng cho Lệ Chi tiên tử làm quà xin lỗi. Cho nên đặc biệt chú ý đến tiên tử, xem quà xin lỗi của mình có thu được kết quả gì hay không. Bây giờ, Lệ Chi tiên tử còn trong danh sách đối tượng theo dõi của đồng quái tiên sư. Lệ Chi tiên tử gửi hai bức hình xinh đẹp như thường lệ, là ảnh ở Bắc Cực với mấy con chim cánh cụt. Hôm nay, Lệ Chi tiên tử vẫn xinh đẹp như hoa. Quyết định rồi, sẽ dịch dung thành hình dáng của Lệ Chi tiên tử vậy. Tại sao sau khi hắn bị Lệ Chi tiên tử đánh cho một trận, vẫn còn muốn dịch dung thành hình dáng của cô cơ chứ? Đó là vì Lệ Chi tiên tử là thành viên duy nhất trong nhóm Cửu Châu số 1 đã được hắn xác định, có thể dùng bảo vật để mua chuộc. Cứ coi như lại bị cô phát giác ra mình dịch dung thành hình dáng cô lần nữa, nhưng chỉ cần kịp thời gửi quà xin lỗi thì sẽ không có vấn đề gì. Vì đồng quái tiên sư nghĩ như vậy, nên hắn bắt đầu tiến hành dịch dung hoán trang trong vũ trụ. Cũng chỉ trong thời gian mười mấy phút, trong vũ trụ ít đi một Tống Thư Hàng, lại nhiều thêm một Lệ Chi tiên tử xinh đẹp. Kỳ thực, đồng quái tiên sư hoàn toàn có thể tùy ý dịch dung thành một nữ tu có hình dáng nguyên gốc. Nhưng, không biết vì sao, mấy năm gần đây đồng quái tiên sư rất ít khi dịch dung, gương mặt nguyên gốc, mà ngược lại ngày càng thích dịch dung thành các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, hoặc là hình dáng của các nhân vật khá có tiếng trong tiên giới, làm không biết chán. Còn về phần nguyên nhân, có lẽ là khoảng thời gian này sở thích, hứng thú của hắn bị ảnh hưởng chăng? Biến thành Lệ Chi tiên tử, vốn không thể tiếp tục gọi mình đi chịu trận rồi. Đồng quái tiên sư cười mỉm một cái, nụ cười giống Lệ Chi tiên tử trong bức ảnh đến tận xương tủy. Mặt trời ló dạng, Tống Thư Hàng mệt mỏi bò dậy khỏi giường, hôm qua mất quá nhiều máu, vẫn luôn cảm thấy cơ thể có chút suy yếu. Dậy rồi à, chuẩn bị đi. Ta dẫn người đến chi nhánh công ty chuyển phát nhanh tam thế toàn cầu đi. Ngư Kiều Kiều bật dậy từ trên bệ cửa sổ, rơi xuống trên vai Tống Thư Hàng. Chương 600, Kiều Kiều, ta không thể nào nuốt thêm bùn đất nữa đâu. Bữa sáng là do Ngư Kiều Kiều bảo đầu bếp đặc biệt chuẩn bị những món bổ máu cho Tống Thư Hàng, dùng để bù đắp cho lượng máu lớn bị tiêu hao ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều bắt đầu luyện công buổi sáng. Thời điểm tốt nhất của một ngày chính là vào lúc sáng sớm. Tống Thư Hàng ôn tập lại hết một lượt toàn bộ những công pháp mà mình nắm vững, cảm thấy thể chất lại mơ hồ tăng lên một chút. Đã đi được chưa? Ngư Kiều Kiều lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng thu công, phun ra một ngụm khí đục, được rồi, chúng ta đi thôi. Mà đi thế nào, có gần không? Nếu như cái, công ty chuyển phát nhanh tam thế toàn cầu, kia ở tận khu Giang Nam, lái xe qua đó hay là đi bộ đây? Nắm chặt lấy ta đưa ngươi qua đó, Ngư Kiều Kiều cười nói. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống vai Tống Thư Hàng. Muốn ngự kiếm bay qua đó sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn nắm chặt Ngư Kiều Kiều kiểu gì đây? Nắm chặt cô trong lòng bàn tay hay sao? Ngư Kiều Kiều lắc lắc đầu, nói, không phải, công ty chuyển phát nhanh tam thế toàn cầu không ở trong vũ trụ. Trong lúc nói, móng vuốt nhỏ của Ngư Kiều Kiều bám chặt lấy tai Tống Thư Hàng. Đây là vị trí mà cô nắm được thuận tay nhất. Sau đó, cô lên tiếng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Đi về hướng nào? Tống Thư Hàng hỏi, không ở trong vũ trụ, lại muốn mình nắm chặt lấy Ngư Kiều Kiều, cái công ty chuyển phát nhanh tam thế toàn cầu kia rốt cuộc ở đâu vậy? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, phịch, một cái, Tống Thư Hàng trông thấy trước mắt mình đã xuất hiện từng mảng xương trắng, ôm trọn lấy hắn và Ngư Kiều Kiều. Ngay sau đó, làn xương trắng dung nhập vào cơ thể bọn họ, khoảng 2 tức sau,
lại đồng hóa cơ thể của cả hai người họ thành trạng thái, làn xương. Trạng thái này, có chút tương tự như trạng thái linh hồn. Không chỉ có cơ thể của hắn, mà đến ngay cả các vật phẩm khác của hắn như quần áo hay túi nhất thốn chỉ xà cũng đều bị đồng hóa. Lúc này, Ngư Kiều Kiều khẽ gọi một tiếng, địa độn chi thuật. Một khắc sau, Tống Thư Hàng trông thấy mặt đất dưới chân mình giống như đã tan ra một nửa, hắn và Ngư Kiều Kiều thoát cái đã rơi vào trong lòng đất. Lòng đất dường như trong nháy mắt hóa thành đại dương, hắn và Ngư Kiều Kiều bơi trong lòng đất, mà hơn nữa hắn ở trong lòng đất còn có thể trông thấy thấp thoáng những sự vật ở ngoài 10 mét, tuy nhiên có cảm giác mông lung như ngắm hoa trong sương vậy. Đây chính là, địa độn thuật, sao? Thế mà có thể biến mặt đất ở bên người thành thể lỏng, à không đúng, không phải là mặt đất hóa thành thể lỏng, mà là cơ thể hắn và Ngư Kiều Kiều phát sinh ra biến hóa. Tống Thư Hàng ngay lập tức tỉnh ngộ ra, đối với cơ thể bây giờ của bọn họ mà nói, mặt đất giống như là một dạng thể lỏng, khiến cho bọn họ có thể xâm nhập vào. Tống Thư Hàng vốn cho rằng, địa độn thuật khiến tu sĩ có thể giống như con run đất, có thể di chuyển rất nhanh ở trong lòng đất. Không ngờ rằng địa độn thuật lại thần kỳ đến như thế. Xuyên qua tầm mắt trong làn sương mù, hắn có thể trông thấy một vài sự vật trong tầng đất. Run rế, các loại côn trùng kỳ quái, còn có một vài rễ vây thực vật. Có điều không trông thấy đá, bởi vì đá cũng nằm trong phạm vi của địa độn thuật, sẽ bị tầm nhìn xuyên thấu. Giờ khắc này, trong lòng Tống Thư Hàng sinh ra nỗi xúc động muốn học loại pháp thuật thần kỳ này. Dù sao là công ty chuyển phát nhanh của tu sĩ, đối tượng phục vụ cũng là tu sĩ, cho nên không thể hiện thân một cách đĩnh đạc trước mặt người thường được. Dưới lòng đất chính là nơi ẩn giấu mình tốt nhất, có thể hiểu được. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, Tống Thư Hàng cảm thấy tai đau buốt, Ngư Kiều Kiều không biết vì sao lại dùng lực bấu chặt lấy vành tai hắn. Tống Thư Hàng không dám quay đầu để nhìn Ngư Kiều Kiều, bởi vì bây giờ nếu hắn vừa quay đầu, thì Ngư Kiều Kiều đang nắm chặt lấy tai hắn sẽ bị đá văng đi mất. Lỡ Ngư Kiều Kiều bị đá văng đi mất rồi, hắn và Ngư Kiều Kiều bị đứt mất sự liên kết. Vậy thì hắn không cách nào giữ được trạng thái, địa độn thuật nữa, đến lúc này, hắn chẳng phải sẽ bị kẹt ở trong lòng đất hay sao? Cho nên, hắn sử dụng phương pháp truyền âm nhập mật, dò hỏi Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại dùng sức véo ta như thế? Ngư Kiều Kiều đáp lại rất nhanh, không có gì, chỉ là vừa rồi lúc ta gia tăng tốc độ địa độn, phía trước mặt xuất hiện một kiến trúc nhân tạo, dọa ta một vố. Sau đó ta mới thắng gấp, nên tay không tự chủ được mà tăng thêm chút lực. Trong phạm vi thị giác của Tống Thư Hàng, lại không hề trông thấy bóng dáng, kiến trúc nào. Hiển nhiên, Ngư Kiều Kiều lúc trong trạng thái địa đột, phạm vi có thể trông thấy xa hơn Tống Thư Hàng. Là kiến trúc gì thế? Tống Thư Hàng dò hỏi. Nhìn qua thì có lẽ là một trạm tàu điện ngầm, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tu sĩ chúng ta muốn có một vùng đất tu luyện thanh tịnh lại ngày càng rắc rối hơn rồi. Đám hải tộc chúng ta còn đỡ hơn một chút, chứ tu sĩ loài người thì cực kỳ nhức đầu. Trước kia, đám tu sĩ chỉ cần ngồi trong thâm sơn cùng cốc, là không cần phải lo lắng có người làm phiền. Nhưng bây giờ, thâm sơn cùng cốc có thể vào thì lại ngày càng ít, đến cả dưới lòng đất, trên bầu trời, dưới lòng biển cũng đều có dấu vết của loài người. Rất nhiều tu sĩ môn phái cường đại trong đó, rõ ràng là tự mở không gian riêng, đem cả sơn môn cùng linh mạch chuyển vào trong không gian đó rồi, Ngư Kiều Kiều lên tiếng đáp. Tống Thư Hàng cười khan vài tiếng. À đúng rồi. Tiếp theo nên hạn chế nói chuyện với ta phải chuyên tâm duy trì, địa độn thuật, không ngờ mang theo một người địa độn thuật cùng, lại còn mệt hơn cả mang theo 10 người ngự kiếm bay đi. Ta không thể phân tâm nữa, Ngư Kiều Kiều nói. Không sao, Tống Thư Hàng lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời thêm nữa. Lỡ như bị kẹt lại ở trong lòng đất thì phải làm thế nào? Hãy nghĩ đến sự an toàn tính mạng của bản thân, lúc này tuyệt đối đừng làm phiền đến Ngư Kiều Kiều. Tiếp tục địa độn. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhanh, nhưng bởi vì không có vật tham chiếu, nên hắn cũng không biết mình và Ngư Kiều Kiều bây giờ đã địa độn được bao nhiêu quãng đường rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, tai hắn lại đau nhói. Lại sao thế, Ngư Kiều Kiều, Tống Thư Hàng vô ý thức dò hỏi. Nhưng, Ngư Kiều Kiều không hề phát ra tiếng trả lời. Tống Thư Hàng phát hiện trên cơ thể mình, xảy ra một vài biến hóa. Mặt đất ở xung quanh đang chuyển động. Lúc địa độn thuật vừa mới khởi động, hắn còn cho rằng mặt đất dưới chân mình hóa thành thể lỏng nhưng trên thực tế đó là ảo giác của hắn, cái biến hóa không phải là mặt đất, mà là cơ thể bọn họ. Bây giờ, Tống Thư Hàng có thể khẳng định trạng thái thể lỏng hiện lên ở lòng đất xung quanh là bùn lầy. Cơ thể của Ngư Kiều Kiều và hắn,
vẫn lướt nhanh ở trong tầng đất này, nghi là xuyên qua trong lớp bùn nhão. Nhưng xuyên qua trong lớp bùn nhão, Ngư Kiều Kiều lại càng bị tiêu hao nhiều. Cô bây giờ đang cắn răng chạy nước rút, không kịp trả lời Tống Thư Hàng ngay lập tức. Sau khi lại xuyên qua một đoạn đường, Ngư Kiều Kiều mới khoan thai trả lời, không được rồi, đoạn đường này tiêu hao quá lớn, ta sắp không trụ vững nữa rồi. Cái gì? Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn. Chị à, ta gọi ngươi một tiếng chị còn chưa đủ sao? Đừng có dọa ta nha, ta không muốn mắc kẹt trong lòng đất đâu đấy. Cắn chặt răng, không xa phía trước có một con sông ngầm dưới mặt đất, chúng ta cứ vào tới đó nghỉ ngơi một chút trước đã. Ngư Kiều Kiều nói. Tống Thư Hàng. Sau đó, Ngư Kiều Kiều bay thật nhanh, xông kích về phía trước. Sau khoảng 20 giây, Ngư Kiều Kiều mang theo Tống Thư Hàng dồn sức nhảy về phía trước, cuối cùng thành công nhảy vào trong con sông ngầm đó. Bì bọp, những bọt nước bắn tóe lên từ trong lòng sông ngầm. Ha ha ha, được cứu rồi, Ngư Kiều Kiều cười hì hì, cơ thể cô luồn vào trong làn nước, bơi lội một vòng. Cá vào biển lớn, thật là thoải mái. Nhưng Tống Thư Hàng ở bên cạnh cô, cả khuôn mặt bỗng trắng bệch. Ngư Kiều Kiều cất tiếng hỏi, Thư Hàng, ngươi làm sao thế? Kiều Kiều, chúng ta còn cách điểm cuối bao xa nữa? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ khổ sở. Còn 2/3 quãng đường nữa, Ngư Kiều Kiều suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Ta nghĩ, ta không xong rồi, Tống Thư Hàng nhẹ thở dài một hơi, hắn sờ sờ lên bụng mình, ta sắp không thể nuốt thêm được nữa rồi. Cái gì? Đôi mắt nhỏ của Ngư Kiều Kiều chớp chớp, nghi hoặc hỏi. Bùn, ta muốn nói, ta không thể nuốt thêm tí bùn nào được nữa. Tống Thư Hàng nói, đưa ngón tay vào trong miệng, muốn nôn thứ ở trong ra. Ngư Kiều Kiều lập tức thấy vô cùng khó xử. Tại lúc nãy, trong khoảng thời gian 20 giây cuối cùng lúc Ngư Kiều Kiều gia tăng tốc độ chạy nước rút, Tống Thư Hàng hoảng sợ phát hiện ra, địa độn thuật, có vấn đề. Trạng thái, vụ hóa, ở vị trí miệng hắn bắt đầu suy yếu đi, tuy rằng vẫn duy trì được, vụ hóa, có thể miễn cưỡng duy trì hiệu quả của địa độn, nhưng trong quá trình địa độn lại xuất hiện một vài việc ngoài ý muốn. Nước bùn ở xung quanh Tống Thư Hàng sộc thẳng vào trong miệng hắn. Tống Thư Hàng đã uống đầy một miệng nước bùn. Hắn nhanh chóng ngậm chặt miệng lại nhưng lúc này, trạng thái, phụ hóa, ở vị trí mũi của hắn cũng bắt đầu suy yếu. Nước bùn, lại trực tiếp sộc thẳng vào trong mũi hắn. Tống Thư Hàng vội vàng vươn tay ra bịt chặt lấy mũi và miệng mình, hắn cũng không muốn trở thành tu sĩ bị chết ngạt trong nước bùn khi đang độn thổ. Sau khi bịt chặt lấy mũi và miệng, nước bùn cũng không còn sộc vào trong miệng và mũi hắn nữa. Ngay lúc đó Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng vừa mới thở phào được một cái, thì chuyện đáng sợ lại xảy ra. Nước bùn này lại trực tiếp xuất hiện ở trong bụng hắn. Giống như nước bùn này biết đạo thuật không gian vậy, xuyên qua lớp da bụng hắn, chui thẳng vào trong bụng. Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải được tại sao. Hiệu quả của địa độn thuật ở miệng và mũi bị mất đi, tại sao bùn lại có thể trực tiếp xuất hiện trong bụng hắn cơ chứ? Cái này thật phi khoa học nha. À, đúng rồi, tu chân vốn là thứ siêu khoa học mà. Nhưng đây cũng đâu phải, tu chân, đâu. Trạng thái vụ hóa địa độn thuật trên bụng hắn lại không hề giải trừ mà. Dựa vào cái gì mà nước bùn này lại có thể trực tiếp chui thẳng vào trong bụng hắn cơ chứ? Chẳng lẽ ngoại trừ miệng ra, thì bất cứ vị trí nào trên cơ thể mà bản thân hắn chưa phát giác ra đều mất đi hiệu quả vụ hóa của địa độn thuật hay sao? Dù sao bất kể là nguyên nhân gì đi nữa, nước bùn cũng vẫn chui đầy một bụng Tống Thư Hàng rồi. Đến cuối cùng, sau khi Ngư Kiều Kiều dẫn hắn xuyên qua tầng đất bùn cũng bắt đầu trực tiếp có mặt trong bụng của Tống Thư Hàng. Con mẹ nó chứ! Đến cuối cùng, trong dạ dày của Tống Thư Hàng toàn là bùn đất. Bây giờ, Tống Thư Hàng đã quăng cái ý niệm muốn học địa độn thuật ra khỏi đầu óc mình. Cho dù sau này có muốn học, cũng nhất định phải có điều kiện đảm bảo rồi mới học. Mùi vị cả một bụng chứa toàn bùn đất thật là chua xót quá đi mất. Rằng co tầm 5 phút, dưới sự giúp sức của Ngư Kiều Kiều dùng pháp thuật thủy hệ, Tống Thư Hàng cuối cùng cũng giải quyết được cái bụng toàn bùn đất kia. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng thể nghiệm được cái nỗi khổ của bách tính thời chiến tranh loạn lạc cổ đại rồi. Phải đói đến cỡ nào thì mới có thể ăn đất đây? Thư Hàng, chúng ta còn muốn tiếp tục đi về trước nữa không? Ngư Kiều Kiều đặc biệt ý tứ hỏi, cô đánh giá cao tu vi địa độn thuật của mình. Chủ yếu là cô mang hai dòng máu Giao Long và Ngư Kiều của thủy hệ, tinh thông đạo thuật thủy hệ. Và đừng quên rằng, trong ngũ hành, thổ khắc thủy.
Ngư Kiều Kiều có thể học được địa độn thuật cũng đã là thành công của huyết mạch giao long, như cô rồi. Bây giờ, cô lại còn mang theo một người cùng tiến hành địa độn, đúng là có chút vượt quá khả năng của cô. Tiếp tục, cũng đã đi được 1/3 quãng đường rồi, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Tống Thư Hàng nghiến chặt răng nói. Ngư Kiều Kiều, nhưng, lỡ như ta không trụ được nữa, ngươi sẽ lại phải ăn bùn đất vào trong bụng đấy. Chuyện này dễ xử lý, Tống Thư Hàng đề nghị, Kiều Kiều, đoạn đường tiếp theo, chúng ta sẽ chia nó làm 4. Khi đi được mỗi 1/4 quãng đường, chúng ta sẽ tìm một nơi để dừng lại nghỉ một chút. Nếu như không tìm được nơi để nghỉ ngơi, vậy thì tranh thủ lúc hiệu quả địa độn thuật của ngươi vẫn còn, chúng ta động thủ làm nổ ra một cái hang động dùng để nghỉ ngơi. Được, cứ làm như vậy đi, Ngư Kiều Kiều gật đầu đáp. Vì vậy, sau khi tiếp tục nghỉ thêm 5 phút nữa, Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng lại địa độn lần nữa. 1 giờ sau, Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều cuối cùng cũng thuận lợi đến được cửa vào nơi cần đến. Đó là một thông đạo vừa cao vừa rộng. Lúc Ngư Kiều Kiều thốt ra hai chữ, đến rồi, từ trong miệng, hai hốc mắt Tống Thư Hàng đều trở nên ươn ướt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ngư Kiều Kiều, hai người tiến vào trong thông đạo, đi về phía vị trí chi nhánh, công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu, ở khu Giang Nam. Rất nhanh, hai người đã đến được lối đi cuối cùng trong thông đạo. Nhưng thứ xuất hiện ở trước mắt họ lại không phải là chi nhánh của công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu, mà là một cái động trống hình tròn cực kỳ lớn. Bên trong, đến một bóng người cũng không có. Công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu đâu? Ngư Kiều Kiều phụng phịu, khi còn bé cha cô đã dẫn cô qua đây, rõ ràng chính là nơi này, không hề sai mà. Tống Thư Hàng nhìn vào trong cái động rỗng lớn này, hiển nhiên, chỗ này đích xác là chi nhánh, công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu, dưới lòng đất. Nhưng bây giờ, tất cả chi nhánh đều đã biến mất không còn trông thấy nữa rồi. Chẳng lẽ, chi nhánh công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu ở chỗ này đã bị người ta phá hủy rồi sao? Ngư Kiều Kiều nhìn thẳng vào cái động giống cực lớn trước mắt, hết sức nghi hoặc. Không có dấu vết chiến đấu đâu, Tống Thư Hàng tìm kiếm một vòng ở trong động giống, rất nhanh, hắn trông thấy ở trong một góc khuất của động giống hình tròn cực lớn này, có ánh sáng nhẹ nhẹ phát ra Kiều Kiều, chỗ kia dường như có thứ đồ gì đó. Đi xem, Ngư Kiều Kiều đáp. Hai người vội vàng chạy vào nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Ở nơi đó, khắc hai trận pháp cỡ nhỏ. Trận pháp ở bên trái là tụ linh trận pháp còn lại xem không hiểu, hình như là trận pháp của hỏa hệ, dường như là dùng để chiếu sáng thì phải. Ngư Kiều Kiều lên tiếng nói. Trận pháp dùng để chiếu sáng á. Cả chi nhánh của công ty chuyển phát nhanh Tam Thế Toàn Cầu đã biến mất rồi. Lại lưu lại một cái trận pháp chiếu sáng ở nơi này, lẽ nào ở phía dưới này có đồ vật gì đó sao? Tống Thư Hàng vươn tay ra, lục lọi phía dưới cái trận pháp chiếu sáng kia. Có thứ gì đó, hắn nhanh chóng phủi phủi lớp đất bụi ở dưới trận pháp chiếu sáng. Rất nhanh, một khối đồ vật có hình dạng một cái thanh kim loại, được Tống Thư Hàng rút ra. Ngư Kiều Kiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 600.